Chương 376. Trung Nhạc thở phào một cái, mỉm cười nói. Lần này sư huynh đã kiến thức bản lĩnh của ta, không biết theo như người đánh giá, thực lực ta so với ma thánh như thế nào. Đồ Cương khen không dứt miệng, cười ha hả, nói. Thực lực công tử thiên hạ vô song, nhất định sẽ có thể giết chết ma thánh, trở thành một đời ma thánh mới của ma tộc ta. Trung Nhạc cũng cười ha hả, bộ dáng có chút tự đắc, nhưng trong lòng lại trầm mặc. Đồ Cương đưa hắn tới nơi ở, sau đó nói. Lần này công tử gây ra chuyện tình khá lớn, ta phải đi trấn an chẳng diện một chút, tránh cho lại phát sinh sự cố. Trung Nhạc nói một tiếng cảm ơn, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, sau đó lập tức tìm tới chư nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi, nhanh chóng nói. Lập tức đi ngay, rời khỏi Atula tộc. Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi nhất thời kinh hãi, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ta ở trên Thánh Sơn Atula tộc, giao thủ với một đám đệ tử Atula tộc, đả thương bọn họ. Đồ Cương xuất thủ ngăn cản ta, bức ta đánh ra toàn lực. Mặc dù chỉ có một kích, nhưng lúc ta đón đỡ một kích này, đã vận dụng tới thực lực chân chính của ta. Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng, nói. Ánh mắt nữ tử thánh nữ phi này cực kỳ sắc bén, ta chưa chắc có thể giấu giếm được nàng. Cát Tường Phi không hiểu ý hắn, nhưng Thiên Ma Phi lại bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng gọi những quý nữ khác, nhanh chóng nói. Lập tức rời đi. Bản lĩnh của thánh nữ phi cực cao, nhất là ánh mắt của nàng. Cặp mắt nàng chính là Atula thần nhãn. Ngươi sử dụng ra toàn lực, nhất định sẽ bị nàng nhìn thấu thân phận. Sao ngươi lại chọc tới nàng, nàng làm gì? Thiên Ma Phi tế khởi thuyền hoa, Trung Nhạc mang theo chư nữ tiến lên trên thuyền, nói. Ta đã đánh nàng một trận. Thần sắc Thiên Ma Phi nhất thời dại ra, đột nhiên bật cười lớn. Cát Tường Phi cũng ôm bụng cười, hai nàng thiếu nữ không ngừng cười khanh khách. Cát Tường Phi vừa cười vừa nói. Đánh hay lắm. Tiểu nha đầu này vô cùng kiêu ngạo. Khi đó, lúc ma thánh chọn phi, nàng chính là bộ dáng coi thường tất cả mọi người. Chúng ta sớm đã nhìn nàng khó chịu rồi. Trung Nhạc nhất thời nhức đầu. Đám ma nữ này ngươi đấu ta đá, ma thánh lão huynh thật có thể hàng phục được các nàng sao? Ma thánh lão huynh, cứ để cho ta giúp ngươi phân ưu giải nạn a. Chư nữ thôi động thuyền hoa, chiếc thuyền hoa bay lên không trung, lái về phía ngoài Atula thánh thành. Mà vào lúc này, Đồ Cương đang bẩm báo cho thánh tộc trưởng và mấy vị trưởng lão biết chuyện tình Trung Nhạc, học được Đại Nhật Thiên Ma chân kinh, cuối cùng nói. Ma La công tử chín phần chính là Nhật Diệu Linh Thể. Bằng không, hắn không có khả năng tiến vào ma hỏa leo lên Thái Dương xa, học được Đại Nhật Thiên Ma chân kinh. Thánh tộc trưởng nghi hoặc nói. Nhật Diệu Linh Thể. Thế gian này chỉ có một Nhật Diệu Linh Thể à? Ta nghe nói là một gã nhân tộc đại hoang, tên là Trung Nhạc. Tên Ma La công tử này không có khả năng là nhân tộc Trung Nhạc. Tu vi của hắn quả thật là nhất mạch ma tộc ta. Nhân tộc không có khả năng tu thành ma công, cũng không có khả năng luyện thành thần thông của ma tộc ta. Một vị trưởng lão đột nhiên nói. Thánh tộc trưởng còn nhớ gã nhân tộc kia không? Kẻ này chính là đã tu luyện công pháp ma tộc ta, hơn nữa còn đạt được thành tựu cực cao. Trong lòng thánh tộc trưởng nhất thời chấn động, thất thanh nói. Là nhân tộc Phong Hiếu Trung. Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều xuất thân từ kiếm môn. Phong Hiếu Trung có thể luyện thành tuyệt học của ma tộc ta, hắn cũng có khả năng. Vị trưởng lão kia quả quyết nói. Theo như ta thấy, bất luận Ma La công tử có phải là Trung Nhạc hay không, đều nhất định phải diệt trừ hắn. Hiện tại hắn có thể tiếp được một kích của Đồ Cương sư huynh, nếu để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sẽ lại là một tên ma thánh nữa. Ở trong thánh tộc ta, đả thương đệ tử tộc ta, còn ẩu đả thánh nữ phi, tương lai sẽ còn hống hách ngang tàng tới mức nào. Thánh tộc trưởng nhìn về phía Đồ Cương vội vàng nói. Diệt trừ Ma La công tử là kế sách sớm đã quyết định. Bất quá, ít nhất cần phải diệt trừ ma thánh trước đã. Vị trưởng lão kia cười lạnh, nói. Ma thánh là họa lớn, Ma La công tử sao lại không phải là họa lớn đây? Ma thánh tốt xấu gì vẫn là ma tộc ta, nếu Ma La công tử là nhân tộc Trung Nhạc, vậy thì càng là đại họa trong đại họa. Hai người bắt đầu tranh cãi dùm beng, thánh tộc trưởng nghe tới mức đau đầu. Đúng lúc này, thánh nữ phi đột nhiên tiến vào, thánh tộc trưởng vội vàng nói. Các ngươi không cần ầm ĩ nữa. Thánh nữ phi, ngươi từng giao thủ qua với Ma La công tử, có nhìn ra chân tướng của hắn hay không? Nếu hắn là nhân tộc, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ giết chết hắn. Nếu hắn không phải là nhân tộc, vậy thì đợi sau khi hắn giết chết ma thánh, ta mới xử lý hắn cũng không muộn. Chương 377. Phong thái thánh nữ phi phi phàm, là nữ tử đẹp nhất, khí chất cũng siêu phàm thoát tục nhất trong Atula thánh tộc. Nhưng nàng dùng lụa mỏng che mặt, cặp mắt vẫn còn sưng phù, nhìn qua có chút thê thảm. Thánh nữ phi nghe thánh tộc trưởng hỏi vậy, lắc đầu nói.
Lúc đó thánh tộc trưởng dốc hết sức muốn cấp ta cho ma thánh làm phi tử, hiện tại lại muốn mượn đao giết chết ma thánh. Nếu quả thật ma thánh chết đi rồi, ta sẽ trở thành quả phụ, phải làm sao đây? Trong lòng thánh tộc trưởng cũng hổ thẹn, nói. Ngươi tuy là có danh phận phi tử, nhưng cũng chỉ là treo một cái danh phận mà thôi, vẫn chưa đưa ra khỏi cửa. Sau khi ma thánh chết, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm một vị hôn phu tốt, sẽ không để cho ngươi thua thiệt đâu. Hiện tại quan trọng chính là gã Ma La công tử này giao thủ một kích với Đồ Cương, tất nhiên là đã thi triển ra toàn lực. Ngươi có nhìn ra chân tướng của hắn hay không? Nếu hắn là nhân tộc Trung Nhạc, tất nhiên là không thể lưu lại tính mạng hắn, nhất định phải diệt trừ sớm. Sắc mặt thánh nữ phi bình tĩnh, nói. Ta bị hắn đánh hai quyền vào mắt, cặp mắt sưng húp, làm sao có thể thấy rõ? Thánh tộc trưởng đau lòng vạn phần, cả giận nói. Cái tên này, ngay cả thánh nữ của tộc ta cũng dám đánh, hơn nữa còn là ẩu đả thánh nữ trong thánh địa của tộc ta. Bất luận hắn có phải là nhân tộc Trung Nhạc hay không, ít nhất cũng phải cấp cho hắn một bài học. Ngươi yên tâm. Khẩu khí này, ta giúp ngươi ra. Thánh nữ phi không có bao nhiêu hứng thú, lắc đầu nói. Là ta tự mình đi tìm hắn, muốn xem bản lĩnh hắn có đủ để giết chết ma thánh hay không. Hiện tại sau khi chiến bại lại muốn mượn tay của tộc trưởng đi tìm hắn suối quẩy, làm như vậy có chút quá bỉ ổi rồi. Thánh tộc trưởng nhất thời thẹn thùng, mỉm cười nói. Chỉ là tính tình tiểu hài tử mà thôi. Đồ Cương vội vàng nói. Nếu thánh nữ phi chưa nhìn rõ chân tướng của hắn, như vậy vẫn là khoan hãy động tới hắn đã. Hết thảy đều đợi tới sau khi hắn đánh một trận với ma thánh. Không biết thánh tộc trưởng nghĩ thế nào. Đồ Cương, ta biết rõ ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn mượn tay hắn giết chết ma thánh. Bất quá, phần thắng của Ma La công tử thật sự quá nhỏ. Ma thánh là tồn tại thế nào? Hắn làm sao có thể là đối thủ của ma thánh? Thánh tộc trưởng thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn để cho hắn cùng với ma thánh lưỡng bại câu thương. Sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết ma thánh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa, ở trong thánh địa thánh tộc ta ẩu đả thánh nữ của tộc ta, đánh bị thương đệ tử của Atula thánh tộc ta. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài, chính là sỉ nhục của Atula thánh tộc ta. Ít nhất phải cấp cho hắn một bài học, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đồ Cách nghĩ, tiểu tử Ma La công tử này rất quỷ quái, vừa rồi lại gấp gáp rời khỏi thánh thành ta. Hiển nhiên là cho rằng thánh tộc ta sẽ hạ thủ với hắn. Ngươi đuổi theo hắn, giáo huấn hắn một chút. Đồ Cách Nhĩ chính là vị trưởng lão vừa rồi biện luận với Đồ Cương. Hắn nghe thánh tộc trưởng nói như vậy, lập tức đại hỉ. Tuân lệnh. Đồ Cương có chút chần chừ, định lên tiếng khuyên can, nào ngờ thánh tộc trưởng đã cười ha hả, nói. Yên tâm đi. Đồ Cách Nhĩ sẽ không giết chết hắn, chỉ là cấp cho hắn một bài học mà thôi. Không thể để cho hắn nghĩ rằng. Ở trong thánh địa Thánh Sơn ta đánh bị thương đệ tử tộc ta, khi dễ thánh nữ phi của tộc ta còn có thể tiêu dao khoái hoạt được. Thánh nữ, ngươi có muốn đi xem một chút hay không? Nói không chừng lần này có thể nhìn ra chân tướng của hắn. Thánh nữ phi lắc đầu, nói. Không cần, ta vẫn là dưỡng thương quan trọng hơn. Tộc trưởng, ta xin cáo lui. Thánh tộc trưởng gật đầu, nói. Ngươi yên tâm. Trong ma tộc ta không thiếu hạng người thiên tài. Sau khi ma thánh chết đi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm một vị lang quân như ý. Thánh nữ phi khom người hành lễ, xoay người rời đi. Thánh tộc trưởng thở phào một cái, nói. Đồ Cách Nhĩ, ngươi đi cấp cho Ma La công tử một bài học, nhưng không được giết chết hắn. Hiểu chưa? Đồ Cách Nhĩ cười nói. Tộc trưởng yên tâm. Thánh tộc trưởng lại nói. Đồ Cương, sau khi Đồ Cách Nhĩ đi, qua thời gian một khắc đồng hồ sau, ngươi đuổi theo khuyên can Đồ Cách Nhĩ. Để Ma La công tử bị Đồ Cách Nhĩ ẩu đả một trận trước, sau đó ngươi mới khuyên ngăn, như vậy mới không tới mức xé rách mặt. Trước mắt thánh tộc ta còn có chỗ dùng tới của hắn, vẫn chưa tới thời điểm xé rách mặt, ít nhất là phải ân uy kết hợp. Uy, là để cho Đồ Cách Nhĩ đánh hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Ân, là để cho ngươi khuyên can Đồ Cách Nhĩ, thì ân cho hắn, để cho hắn vừa bị đánh còn phải cảm ơn thánh tộc ta đã tha cho hắn một mạng. Đồ Cương thán phục, nói. Thánh tộc trưởng anh minh. Đồ Cương bội phục sát đất. Thánh tộc trưởng cười ha hà, nói. Các ngươi đi đi. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ lập tức ra khỏi thành, truy sát về hướng đám người Trung Nhạc đã ly khai. Trưởng lão Đồ Cương thì tính toán thời gian, đợi sau khi Đồ Cách Nhĩ ra sức đánh Trung Nhạc một trận, thời điểm đánh hắn tới mức chết khiếp mới hiện thân. Chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi thôi động thuyền hoa, hỏa tốc rời khỏi lãnh địa Atula thánh tộc, trừ nữ đều là tồn tại đã luyện thành nguyên đan, thực lực tương đương với đường chủ kiếm môn. Hợp lực thôi động thuyền hoa tự nhiên là cực kỳ nhanh lẹ. Chư nữ giá ngự thuyền hoa, một đường bay đi hơn vạn dặm. Trung Nhạc đột nhiên khẽ nhíu mày,
quay đầu nhìn lại. Trong lòng Thiên Ma Phi cũng đồng thời căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn lại, biến sắc nói, chương 378. Nguy rồi, Thánh Nữ Phi đã nhìn ra chân tướng của ngươi, đã tố giác ngươi. Trong lòng chư nữ Cát Tường Phi đều âm thầm vui vẻ, mừng rỡ khôn xiết. Ma La công tử sắp sửa đi đời nhà ma rồi, tốt nhất cường giả A Tu La tộc cũng giết chết luôn tiểu tiện phụ Thiên Ma Phi này. Chỉ cần nàng chết rồi, sẽ có thể giải trừ bão thần cổ trên người chúng ta, để chúng ta không còn bị nàng khống chế nữa. Thiên Ma Phi hiển nhiên là nhìn thấu tâm tư của chư nữ, cười lạnh nói. Cát Tường Phi, nếu ta chết, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Các ngươi tốt nhất đều thu hồi tính toán nhỏ nhặt của chính mình, đợi một lát gặp địch, nhất định phải đồng tâm hiệp lực đối phó. Bằng không, tâm niệm ta khẽ động, để cho bão thần cổ ăn sạch nguyên thần của tất cả các ngươi. Chúng nữ Cát Tường Phi vâng vâng dạ dạ, cũng không dám nói nhiều. Chư nữ điều động toàn bộ tu vi, khiến cho tốc độ thuyền hoa càng nhanh hơn. Chỉ thấy đóa ma vân sau lưng kia ảo ảo ba động. Trong ma vân, một vầng thái dương phiêu phủ trên mây, tốc độ so với thuyền hoa còn nhanh hơn một bậc. Trung Nhạc đứng ở đuôi thuyền, từ xa xa nhìn về phía đóa ma vân kia, đột nhiên cười nói. Ta còn tưởng là cự bá của Atula thánh tộc tới truy sát, hóa ra chỉ là một gã cường giả pháp thiên cảnh. Dừng thuyền, không cần chạy nữa. Các vị ái phi, các ngươi từng giao thủ qua với tồn tại pháp thiên cảnh chưa? Chư nữ dừng thuyền hoa lại, Cát Tường Phi biến sắc nói. Giao thủ với tồn tại pháp thiên cảnh sao? Vẫn xin công tử nghĩ lại. Trung Nhạc cười ha hả, nói. Chẳng có gì. Pháp thiên cảnh so với chúng ta bất quá cũng chỉ cao hơn một cảnh giới mà thôi. Nhìn tốc độ của hắn, tu vi thực lực của hắn hẳn là không phân cao thấp với đầu cương. Ta ở chính diện ngăn cản hắn, các ngươi ở một bên công kích về phía hắn. Có thần thông, hồn binh, nguyên đan gì, hết thảy đều chào hỏi trên người hắn, không cần khách khí. Thiên Ma Phi trần trừ nói. Nếu ngươi có thể chính diện ngăn cản hắn, không cho hắn thi triển thần thông, tế khởi hồn binh, chúng ta ngược lại có thể du kích tổn thương hắn. Thần thông của cường giả pháp thiên cảnh cực mạnh, nếu hắn thi triển thần thông, chúng ta chưa chắc có thể chống đỡ được. Chỉ có hạn chế thần thông và hồn binh của hắn, mới có thể gây tổn thương cho hắn. Chỉ là, nếu ngươi bị hắn đánh chết rồi, vậy thì đừng trách chúng ta là được. Trong lúc nói chuyện, đóa đại nhật ma vân kia đã bay tới. Đồ Cách Nhĩ ngồi xếp bằng ngồi trên ma vân, thân thể khổng lồ, sau đầu huyền phù một vầng ma nhật. Hắn vận dụng thiên địa pháp tương, thân thể cao tới trăm trượng, từ xa xa đã cười lạnh, nói. Ma La công tử, ngươi học trộm đại nhật thiên ma chân kinh của thánh tộc ta, đánh bị thương đệ tử tộc ta, ẩu đả thánh nữ phi tộc ta, còn muốn chạy hay sao? Hô! Một cái cự thủ to lớn khôn cùng từ trong ma vân vươn ra, xa xa bắt về phía chiếc thuyền hoa. Thân thể Trung Nhạc co giãn một cái, hóa thành cự nhân 28 trượng, trên người hiện ra bốn cánh tay, từ trên thuyền hoa phóng thẳng lên cao. Hắn thôi động đại nhật thiên ma chân kinh, bốn bàn tay đều niết đại nhật ma thai ấn. Bốn quyền mạnh mẽ đón đỡ một trường này, oanh kích lên cái cự thủ này. Trên không trung, một đợt sóng trùng kích cực mạnh lan tràn ra bốn phía xung quanh. Hai cánh tay do Trung Nhạc dùng bất tử chi thân biến thành bị chấn nát, mà cái cự thủ kia cũng bị đánh thành vô số văn lộ đồ đằng vỡ nát. Ngay tại thời điểm hai cỗ lực lượng trùng kích, thân hình Trung Nhạc khẽ chấn động một cái, đột nhiên gia tốc, hóa thành một tôn thần nhân đầu chim thân người, nhanh như tia chớp bay về phía ma vân. Hai cánh tay vừa mới vỡ nát lại một lần nữa sinh trưởng ra. Thi triển ra toàn bộ chỗ cường đại của Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Cửu Ma Triều Bái. Trung Nhạc gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một tòa tế đàn, hư ảnh chín ma thần sừng sững trên tế đàn, dập đầu triều bái về phía hắn, khiến cho pháp lực hắn nhất thời vô cùng cuồng bạo. Hắn thế tới hung hãn, khí diễm ngập trời. Đồ Cách Nhĩ vốn dĩ đang ngồi xếp bằng trên ma vân, bị khí thế của hắn bức cho khóe mắt kịch liệt nhảy lên, bốn cánh tay vội vàng mở ra, oanh kích về phía Trung Nhạc. Tám bàn tay hai người va chạm với nhau, thanh âm ầm ầm nổ vang không dứt. Hai cánh tay Trung Nhạc vỡ nát, ngay sau đó lại mọc ra hai cánh tay khác, bốn cánh tay cận thân đánh đấm, ba chân không ngừng đá ra. Cặp ma rực sau lưng hóa thành song đao chém thẳng về phía trước, dùng nhanh đánh nhanh, khiến cho Đồ Cách Nhĩ không thể đứng dậy. Mỗi một lần hai người va chạm, không trung đều bạo phát trận trận lôi âm. Thanh thế kinh người, Đồ Cách Nhĩ vừa mới định tế khởi nguyên đan của chính mình, đã thấy một bàn tay to lớn đè xuống. Mạnh mẽ áp nguyên đan của hắn quay về trong cơ thể. Thế công của Trung Nhạc quá nhanh, khiến cho hắn trong lúc gấp gáp không kịp thôi động hồn binh, chỉ có thể cận thân đấu đá với hắn. Vừa rồi hắn giả vờ mạnh mẽ, ngồi xếp bằng trên ma vân, hai chân bị hạn chế. Mà Trung Nhạc thì mọc ra ba chân không ngừng đá tới, có đôi khi còn biến thành lợi chảo chụp về phía hắn, thật sự khiến cho hắn cực kỳ nhức đầu.
hung hiểm nhất chính là cặp cánh sau lưng Trung Nhạc, chính là Kim Ô Ma Dực, không ngừng chém mạnh về phía hắn, tốc độ nhanh như phong luân. Chỉ như vậy cũng không tính là đáng sợ gì. Đáng sợ nhất chính là trong cặp cánh này, của hắn tựa hồ cất giấu một kiện hồn binh khó lường. Mỗi một lần chém xuống đều khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, phảng phất như chỉ cần bị chém trúng chính là một con đường chết. Cảm quan của hắn vô cùng nhạy cảm, có thể cảm ứng được đó không phải là hồn binh bình thường, mà là kim kiếm bằng vũ. Kiện thần binh hình thái lông vũ này được giấu trong Kim Ô Ma Dực của Trung Nhạc, công kích chính là hung hiểm nhất. Mà vào lúc này, Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi cùng với hơn 20 nàng quý nữ từ bốn phương tám hướng bay tới. Đủ các loại thần thông, hồn binh nhao nhao oanh kích tới, trong lúc Đồ Cách Nhĩ còn đang luống cuống tay chân, trên người đã trúng hơn 10 đạo thần thông, bị đánh tới mức máu chảy đầm đìa. Nguyên thần của hắn vừa mới định bay ra, đột nhiên cảm giác được sát cơ ầm ầm đánh tới, vội vàng thu hồi nguyên thần. Chỉ thấy phệ hồn châm của Thiên Ma Phi bay lướt qua đỉnh đầu, không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn. Đám bà nương chết tiệt, các ngươi chính là đang tự tìm đường chết. Đồ Cách Nhĩ giận dữ hét lớn, bốn cánh tay tung bay, ngăn cản từng đạo thần thông. Sau đầu hắn nhất thể hiện ra năm luân, muốn tế khởi hồn binh, nào ngờ chư nữ hợp lực thôi động thuyền hoa, chiếc bảo thuyền này trở nên vô cùng to lớn, đụng mạnh lên trên hậu tâm của hắn. Đồ Cách Nhĩ nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Trung Nhạc nhân cơ hội thi triển ra bốn đạo thiên ma nhật chiếu ấn, bốn vầng đại nhật nhất tề hung hăng oanh kích lên lồng ngực hắn, đánh cho lồng ngực hắn sụp đổ. Đồ Cách Nhĩ mở ra bốn cánh tay công kích hắn, cặp cánh chim hóa thành ma đao chém xuống đỉnh đầu hắn. Bốn tay hắn vội vàng bạo phát thần thông, ngăn cản hai thanh ma đao cánh chim kia. Nhưng lúc này, sau lưng hắn lại trúng phải công kích của chư nữ, hơn 10 kiện hồn binh găm thẳng vào hậu tâm. Đồ Cách Nhĩ nhất thời phẫn nộ, vừa muốn đứng lên, nào ngờ bốn trưởng Trung Nhạc đã đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn, chỉ đành trầm người rơi thẳng xuống dưới. Trung Nhạc đầu dưới chân trên, từ trên không trung truy sát xuống, bốn trưởng hung hăng đẩy xuống phía dưới. Đồ Cách Nhĩ giơ tay lên nghênh đón, mạnh mẽ đón đỡ bốn trưởng này. Bốn phía lại có chư nữ nhao nhao thôi động thần thông, oanh kích lên đám hồn binh đang cắm sau lưng hắn, cơ hồ đánh cho đám hồn binh này hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn. Ầm, thân thể Đồ Cách Nhĩ rơi thẳng xuống đất. Trung Nhạc va chạm với tám trưởng của hắn, bị chấn cho bắn lên thật cao. Thân thể Đồ Cách Nhĩ va chạm với mặt đất, bị đánh trầm xuống mấy trăm trượng, trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu rộng tới 20-30 trượng. Mái tóc bạc trên đầu lão già này tán loạn, đỉnh đầu bị kim ô song rực cắt hơn 10 vết nứt dài, suýt chút nữa cắt vào trong não tương. Thân thể Trung Nhạc vừa mới bị bắn lên, đã thấy vô số thần thông của chư nữ nhao nhao oanh tới, bao phủ toàn thân Đồ Cách Nhĩ. Trung Nhạc chậm rãi đáp xuống, từng đạo đại nhật thiên ma ấn oanh kích thẳng xuống Đồ Cách Nhĩ dưới hố sâu kia. Ầm, thanh âm nổ tung ầm ầm vang lên không dứt, cái hố kia càng lúc càng sâu hơn, bị đánh tới mức biến thành một cái hố sâu gần 500 trượng. Chư nữ lại thôi động thuyền hoa, cự thuyền từ trên trời đâm thẳng xuống, chui thẳng vào trong cái hố lớn. Dưới lòng đất truyền tới một tiếng vang nặng nề. Dừng tay. Đúng lúc này, xa xa chợt truyền tới thanh âm của trưởng lão Đồ Cương. Trưởng lão Đồ Cương gấp không kịp đợi bay tới, vẻ mặt tươi cười, kêu lớn. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, mau mau dừng tay. Đây chỉ là một sự hiểu lầm ách. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, ngươi còn sống không? Chương 379. Tục ngữ nói song quyền khó địch bốn tay. Trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chính là A-tu-la tộc, bản thân vốn có bốn cánh tay, bốn cái nắm đấm. Nhưng hắn bị Trung Nhạc chính diện quấn lấy, khiến cho hắn không thể thoát thân. Bất tử chi thân của Trung Nhạc cũng đã có chút thành tựu, cơ hồ không thua kém gì tông sư võ đạo. Một khi bị Trung Nhạc tiếp cận, thần thông liền tương đương với bị phế sạch. Trung Nhạc lại giấu kim kiếm bằng vũ trong Kim Ô Ma Dực, bổ về phía đỉnh đầu hắn, khiến cho nguyên đan, nguyên thần hắn cũng không thể xuất khiếu. Lại thêm hai người Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi cũng là cường giả đan nguyên cảnh, bốn phía lại có 20 mấy nàng quý nữ đồng dạng là đan nguyên cảnh. Trận hành hung này, hắn cơ hồ là không có khả năng hoàn thủ. Thời điểm Đồ Cương chạy tới, vị lão giả Đồ Cách Nhĩ này đã thẳng tắp ngã xuống đáy hố. Hơn 10 kiện hồn binh từ sau lưng đâm xuyên tới, xuyên suốt lồng ngực, phá hư cơ năng thân thể hắn. Hồn binh của ma tộc đều 10 phần quỷ dị khó lường, không chỉ nhằm vào nhục thân, hơn nữa còn nhằm vào huyết mạch, pháp lực, nguyên thần, tinh thần lực trong đám hồn binh do Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi và đám quý nữ kia tu luyện, cũng không thiếu những hồn binh quỷ dị khó lường. Sau khi chui vào trong cơ thể hắn liền trắng trợn phá hư, khiến cho thương tổn của hắn càng thêm khó có thể áp chế. Thời điểm Đồ Cương nhìn xuống, chỉ thấy lão giả này chỉ còn treo một hơi lay lắt. Nhìn thấy Đồ Cương đã tới, hai mắt lão giả này khẽ lật ngược, trực tiếp ngất đi, cũng không biết là do xấu hổ hay là phẫn nộ mà ngất. Công tử, có cần xử lý luôn Đồ Cương hay không?
Một nàng quý nữ hưng phấn tới mức khuôn mặt ửng hồng, cười khanh khách hỏi. Đồ Cương nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thực lực của hắn không chênh lệch bao nhiêu so với Đồ Cách Nhĩ, mặc dù trẻ tuổi hơn Đồ Cách Nhĩ rất nhiều, khí huyết cũng tràn đầy hơn. Nhưng Trung Nhạc xuất lĩnh chư nữ có thể quần ẩu Đồ Cách Nhĩ, tới mức không biết sống chết, tự nhiên cũng có thể đánh hắn tới không biết sống chết. Chư nữ còn lại cũng vô cùng hưng phấn, dục dịch xuất động. Các nàng vẫn là lần đầu tiên được đánh một vị danh túc pháp thiên cảnh, thống khoái như vậy, chiến thắng oanh liệt như vậy, quả nhiên là vạn phần hưng phấn. Trung Nhạc ho khan một tiếng, miệng cười lòng không cười nói. Đồ Cương sư huynh tới thật đúng lúc a, không sớm không muộn. Nếu ngươi tới sớm một chút, chúng ta còn không kịp đánh trưởng lão Đồ Cách Nhĩ thành như vậy. Nếu tới trễ một chút, sẽ đánh chết hắn luôn rồi. Đồ Cương sư huynh, ngươi nhất định là có thù oán với hắn có phải không? Đồ Cương vội vàng cười bồi nói. Công tử nói đùa rồi. Ta chỉ là nghe nói Đồ Cách Nhĩ muốn đi tìm ngươi suối quẩy, bởi vậy hấp tấp chạy tới khuyên bảo. Không ngờ vẫn là đã tới trễ một bước. Hắn đã sớm nghĩ tốt lý do giải thích, chỉ là lúc này nói ra lý do giải thích đã chuẩn bị tốt kia cuối cùng, cũng có một cỗ vị đạo không nói nên lời. Vừa rồi là vẻ mặt tươi cười, bây giờ vẫn còn là vẻ mặt tươi cười, chỉ bất quá nụ cười chỉ là treo ở trên mặt mà thôi. Trung Nhạc cười hắc hắc, nói. Hẳn là đã tới sớm một bước mới đúng. Bất quá, nếu sư huynh đã tới, ta cũng không tiện giết chết hắn trước mặt ngươi. Dù sao ta và ngươi cũng có giao tình, vẫn là nên bán cho sư huynh một cái mặt mũi, có phải không? Trên trán Đồ Cương toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cười khan nói. Atula thánh tộc ta tuyệt đối không có ý đối địch với công tử, còn xin công tử bán cho ta một chút mặt mũi. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc, cười tới cực kỳ gian khổ. Vốn dĩ hắn là tới ân uy kết hợp, không ngờ lúc này lại bị Trung Nhạc thi triển ân uy kết hợp như vậy. Thiên Ma Phi cười lạnh, nói. Trưởng lão Đồ Cương ngoài miệng nói là muốn liên minh với công tử nhà ta, xoay lưng lại liền phái trưởng lão Đồ Cách Nhĩ chạy tới truy sát, muốn lấy tính mạng một nhà chúng ta. Atula thánh tộc nói chuyện lật lọng như vậy, không khỏi quá vô liêm sỉ rồi a. May mà công tử nhà ta lợi hại, không bị Đồ Cách Nhĩ đắc thủ. Bất quá, cứ như vậy thả hắn ra, trưởng lão Đồ Cương hẳn là cũng không yên tâm a. Đồ Cương nhất thời đau đầu, lúng ta lúng túng nói. Y Ma Phi nương nương muốn nói là. Thiên Ma Phi cười nói. Đồ Cách Nhĩ tới đây truy sát chúng ta, ngược lại bị chúng ta đánh trọng thương bắt giữ, hiện tại hắn là tù binh của chúng ta. Công tử cấp cho người một cái mặt mũi, không đòi tính mạng của hắn, cũng không lại truy cứu việc này nữa. Bất quá, trưởng lão Đồ Cương ít nhất cũng phải lấy ra một chút tiền chuộc, mới có thể chuộc hắn về được a. Trên mặt Đồ Cương lộ ra thần sắc khó xử, nói. Không biết tiền chuộc này. Trung Nhạc âm thầm giơ ngón tay cái về phía nữ ma đầu, trong lòng cực kỳ hài lòng. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Công tử rộng lượng, không tính toán với hắn. Nhưng hết thảy bảo vật trong nguyên thần hắn đều sẽ thuộc về công tử. Cái này cũng không tính là quá phận chứ. Khóe mắt Đồ Cương nhảy loạn, hít vào một hơi thật dài, gật đầu nói. Không quá phận, bất quá, hồn binh của trưởng lão Đồ Cách Nhĩ, chính là bảo vật do hắn tập hợp tâm huyết cả đời luyện thành. Thiên Ma Phi quả quyết nói. Toàn bộ đều phải thuộc về công tử. Nếu trưởng lão Đồ Cương không đáp ứng, vậy thì mang một cỗ thi thể trở về vậy. Đồ Cương nhất thời bất đắc dĩ, chỉ đành đáp ứng. Hắn đích thân lôi thân thể Đồ Cách Nhĩ từ trong hố sâu đi ra, thở dài một tiếng, sưu tầm bí cảnh nguyên thần của Đồ Cách Nhĩ, lấy toàn bộ bảo vật trong năm bí cảnh nguyên thần ra, trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh, xin lỗi rồi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi bản lĩnh không tốt. Thánh tộc trưởng phái ngươi tới là để ra oai, ta tới thi ân. Nào ngờ ngươi thật sự không chút bản lãnh như vậy. Vì cứu tính mạng của ngươi, ta cũng chỉ có thể giao hết thảy bảo bối trên người ngươi cho Ma La công tử rồi. Bảo vật của Đồ Cách Nhĩ thật sự không ít, nhìn tới mức ánh mắt chư nữ tỏa sáng. Trong số này, hồn binh to to nhỏ nhỏ cũng có tới 6-7 kiện, hơn nữa đều là không tầm thường. Khiến cho người khác chú ý nhất chính là một ngụm lớn cốt truy, truy đầu là 9 cái hình tam giác đầu khô lâu, mà phần thân chùy lại là do một bộ xương rắn tạo thành. Chương 380. Trung Nhạc cầm thanh cự chùy này lên, dùng pháp lực thôi động. Chỉ nghe hô lớn một tiếng, cự chùy nhất thời bành trướng, 9 cái đầu chùy biến lớn như núi. Hắn tiếp tục quán chú pháp lực, chỉ thấy 9 cái đầu chùy đột nhiên hóa thành 9 con ma dao, ở giữa không trung không ngừng du động, toàn thân lan tỏa ma hỏa hừng hực. Phần thân chùy biến thành một thân rắn thật lớn, cái đuôi bị hắn nắm trong tay. Trung Nhạc thu hồi pháp lực, 9 con ma dao lại hóa thành một thanh đại chùy, trọng lượng nặng vô cùng, lúc huy vũ lên lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cửu Dương Dao Ma Chùy. Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi đều vô cùng kinh hãi. Cát Tường Phi thất thanh nói. Thanh chùy này không phải là hồn binh do Đồ Cách Nhĩ luyện thành a?
ta từng nghe nói qua, Thanh Cửu Dương Giao Ma Truy này là hồn binh do cự bá Giao Ma Vương, trăm năm trước đã dùng xương cốt của chính mình luyện thành. Sau khi Giao Ma Vương chết, kiện hồn binh này không biết tung tích. Sao lại rơi vào trong tay trưởng lão Đồ Cách Nhĩ rồi? Sắc mặt Trung Nhạc ngưng trọng. Kiện Cửu Dương Giao Ma Truy này hẳn là hồn binh dành riêng cho cự bá. May mà vừa rồi Đồ Cách Nhĩ không thể tế khởi hồn binh, bằng không, chỉ cần hắn tế khởi kiện hồn binh này, cho dù cuối cùng có thể bắt lấy hắn, đoán chừng chư nữ cũng phải chết sạch sẽ. Hơn nữa Trung Nhạc cũng nhất định bại lộ ra kim kiếm bằng vũ. Cũng may Đồ Cách Nhĩ từ đầu đã khinh suất, bị Trung Nhạc chiếm hết tiên cơ, khiến cho hắn không thể tế xuất nguyên thần, cũng không cách nào tế xuất hồn binh. Những hồn binh khác mặc dù cũng là bảo vật pháp thiên cảnh, nhưng cũng không chân quý bằng Thanh Cửu Dương Giao Ma Truy này. Ngoại trừ 7 kiện hồn binh, còn có một quyển trận đồ. Trung Nhạc mở trận đồ ra, sắc mặt lại ngưng trọng một phần. Trận đồ này là một tòa tế đàn, trên tế đàn có đồ án 7 ma thần. Hẳn là Đồ Cách Nhĩ cũng không tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, cho nên dùng quyển trận đồ này thay thế. Chỉ cần tế khởi trận đồ, 7 ma thần và tế đàn sẽ từ trong trận đồ xuất hiện, tiến hành tế tự, khiến cho pháp lực hắn đề thăng lên gấp bội. Cường giả pháp thiên cảnh, thật sự không thể khinh thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía những bảo vật khác. Đại đa số đều là linh dược, linh đan do ma tộc luyện chế. Có một số linh đan còn lan tỏa hắc khí, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đan dược có khuôn mặt oan hồn vạn vẹo, hẳn là dùng sinh linh luyện chế thành đan, trong đó cũng không thiếu oan hồn nhân tộc. Ngoài ra chính là rất nhiều tài liệu. Đa số tài liệu Trung Nhạc ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua, thượng vàng hạ cám trộn lẫn cùng một chỗ. Đột nhiên, thanh âm Tân Hòa chợt truyền tới. Hử, không ngờ lại có một con ma thần khế ngẫu. Không ngờ tiểu tử này thậm chí ngay cả loại vật này cũng có thể móc tới. Ma thần khế ngẫu. Trung Nhạc khẽ ngẩn ra. Hắn nhìn thấy trong rất nhiều tài liệu quả thật có một con ma ngẫu. Con ma ngẫu này là pho tượng gỗ, điêu khắc hình dạng một tôn ma thần đang ngồi xếp bằng, trên người mọc ra 3 đầu 6 tay. Trong 3 khuôn mặt có 2 cái nhếch miệng cười lớn. Cái miệng màu đỏ tươi mở lớn tới 2 bên mang tai, trong miệng đầy răng nhọn trắng tinh giao thoa. Khiến cho người ta không thoải mái nhất chính là cặp mắt của hắn, tựa hồ từ bất luận góc độ nào nhìn đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi vậy. Mà khuôn mặt thứ 3 lại phi thường nghiêm túc, cặp mắt nhắm lại, cái miệng cũng không dọa người như vậy. Ma thần khế ngẫu là vật gì? Trung Nhạc lật qua lật lại quan sát mấy lần, cũng không cảm ứng được văn lộ đồ đằng trong đó, cũng không cảm ứng được chút năng lượng ba động nào, trong lòng không khỏi nghi hoặc không thôi. Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn, nói. Loại vật này rất hiếm có, là bảo vật đám ma thần linh trong hư không giới dùng để hạ phàm. Các thần linh, ma linh có thể tiến vào hư không giới đều là tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Loại tồn tại này muốn hạ phàm, ít nhất phải mượn tế đàn cùng với đại điển tế tự thật lớn mới được. Trong lúc tùy tiện, căn bản là khó có thể tụ tập tế tự đại quy mô như vậy. Ngươi chỉ cần xem lần tổ long tế, cực kỳ long trọng do long tộc cử hành lúc trước ngươi từng tham gia kia. Cũng không thể khiến cho tổ long hạ phàm hoàn toàn, liền biết rõ độ khó trong đó rồi. Mà ma thần có thể lưu lại ma thần khế ngẫu, khi còn sống đều là tồn tại khó lường. Lúc còn sống bọn chúng đã luyện chế ra một số ma thần khế ngẫu, tiến hành ký kết khế ước, có thể mượn ma thần khế ngẫu hạ phàm. Kẻ nào đạt được ma thần khế ngẫu, sẽ có thể dùng nó ước nguyện, khiến cho linh của ma thần hoàn thành một nguyện vọng của chính mình. Trung Nhạc mừng rỡ như điên, nói. Trên thế gian còn có loại bảo vật này. Triệu hoán ma thần không cần tế tự sao? Tân Hỏa tiếp tục nói. Tự nhiên cũng cần. Cần phải dùng hồn phách của chính mình để tế tự. Một con ma thần khế ngẫu có thể sử dụng 3 lần. 2 lần đầu sử dụng cũng không có trở ngại gì. Duy chỉ có lần sử dụng thứ 3. Sau khi linh của ma thần hoàn thành nguyện vọng của ngươi, hắn sẽ ăn tươi hồn của ngươi. Ngươi nhìn xem, đã có một khuôn mặt nhắm mắt lại. Nói rõ con ma thần khế ngẫu này đã bị người khác dùng qua 1 lần. Thứ này quá hiếm có rồi. Đoán chừng tên Atula tộc này cũng không nhận biết vật này, bằng không hắn nhất định sẽ dùng luôn lần thứ 2. Trung Nhạc không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thầm nghĩ. Ước nguyện 3 lần, liền bị ăn tươi hồn phách. Không biết dùng ma thần khế ngẫu ước nguyện, ma thần hạ phàm sẽ cường đại đến thế nào. Con ma thần khế ngẫu này đồng dạng với phong ấn thần văn, mà ta đạt được từ chỗ của hóa thân bồ lão của Phong Vô Kỵ, đều là đồ vật chỉ có thể dùng 1 lần, 1000 vạn lần không thể dùng lần thứ 2. Trong bí cảnh nguyên thần của hắn còn có một tấm phong ấn thần văn, là rơi xuống từ trên phong ấn cửu trụ ngao long cháo, trong bí cảnh nguyên thần của bồ lão tiên sinh lúc trước. Hiện tại, bảo vật trong bí cảnh nguyên thần của hắn cũng không ít, còn có hạ nguyệt kính của hiếu viên, cộng thêm con ma thần khế ngẫu này, sợ rằng thân gia của hắn so với một vị cự bá cũng không thua kém bao nhiêu.
Trung Nhạc thu hồi ma thần khế ngẫu và cửu dương giao ma truy, quyển thất ma thần trận đồ kia thì giao cho Thiên Ma Phi. 6 kiện hồn binh còn lại và rất nhiều tài liệu linh đan khác, thì để cho chư nữ còn lại chia cắt. Nếu như lại đánh bại Đồ Cương, cướp đoạt một phen, nói không chừng lại có thể thu hoạch không ít thứ tốt. Trung Nhạc nhìn về phía Đồ Cương, trong lòng thầm nghĩ. Đồ Cương vội vàng cười bồi, nói. Công tử, hiện tại chúng ta đã có thể trở về rồi chứ? Trung Nhạc vứt bỏ ý niệm này trong lòng, để chư nữ thu hồi đám hồn binh cắm trên người Đồ Cách Nhĩ. Chỉ thấy các nơi trên toàn thân vị trưởng lão này không ngừng tuôn máu rào rào. Cuối cùng, hắn nhàn nhạt nói. Xin sư huynh cứ tự nhiên. Đồ Cương thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nâng Đồ Cách Nhĩ lên, bôi một tầng linh cao, trấn áp thương thế của hắn, sau đó lập tức bay về phía Atula Thánh Thành. Đợi bay được nửa đường, Đồ Cách Nhĩ tỉnh lại, nhìn thấy một thân bảo bối của chính mình đều bị cướp đoạt sạch sẽ, không khỏi nổi trận lôi đình, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Đồ Cương an ủi. Sư huynh, đám bảo bối kia mà đều là vật ngoài thân, cần gì phải quan tâm như vậy? Hơn nữa, ta vẫn giữ lại cho ngươi một chút bảo bối. Quần áo trên người ngươi đều là hồn binh không tệ, ta lưu lại một chút tâm nhãn, không để cho Ma La công tử lột sạch toàn thân ngươi. Tiểu tử này dù sao cũng còn non một chút, không nhìn ra quần áo của ngươi cũng là bảo bối. Thu thập bảo tồn suốt nửa đời ta a. Đồ Cách Nhĩ lại phun ra một ngụm máu già, một lần nữa ngất đi. Đồ Cương không khỏi lắc đầu, đối với việc hắn bị chọc tức hôn mê có chút không hiểu nổi. Đều là vật ngoài thân, cần gì phải nhung nhớ như thế? Chương 381. Trên thuyền hoa, Trung Nhạc một lần nữa thôi động cửu dương giao ma truy, lại lục lọi ra một loại biến hóa của kiện hồn binh này. Thanh cửu dương giao ma truy này có thể hóa thành một sợi cốt liên quấn lên trên người. Hắn giả danh Ma La công tử, thân cao 1.6 trượng, vóc người khôi ngô hùng tráng, toàn thân treo đầy dây xích xương cốt, trên cổ đeo 9 cái đầu lâu giao ma, trong hốc mắt đầu lâu có ma hỏa bập bùng. Ta hiện tại đã giống một ma đầu thuần khiết rồi. Trong lòng hắn vô cùng hài lòng. Hiện tại Trung Nhạc thân khoác cốt liên, cổ đeo đầu lâu giao ma, đại mã kim đao ngồi trên thuyền hoa, bốn phía chúng nữ vui tươi nhảy múa, chúng mỹ vờn quanh, đều là tiểu mỹ nhân nũng nịu quyến rũ động lòng người, oanh ca yến hót. Màn tràng diện này, quả thật giống như là đại ma vương xuất tuần vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta từ khi xuất đạo cho tới nay, vẫn là lần đầu tiên uy phong tới như vậy. Bất quá, những bảo vật này dù sao cũng không phải là bảo bối do ta tự mình luyện thành. Tạm thời dùng còn có thể, nhưng xem những cái này thành thực lực của chính mình, vậy thì có chút bỏ gốc lấy ngọn rồi. Chỉ có bản thân cường đại mới là cường đại chân chính. Trung Nhạc ổn định lại tâm thần. Tài sản tích lũy hiện tại của hắn đã không thua kém gì một vị cự bá. Hạo Nguyệt Kính, Cửu Dương Giao Ma Truy đều là hồn binh cấp bậc cự bá, thậm chí còn có thần binh Thanh Long Vân Văn Kỳ, nửa thanh thần dực đao cùng với kim kiếm bằng vũ, ngay cả cự bá cũng chưa chắc đã có được thần binh bậc này. Trên người hắn còn có một thanh lão nhận, lại có ma thần khế ngẫu và phong ấn thần văn những loại bảo vật huyền bí bậc này. Hơn nữa, hắn còn học được Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của ma tộc. Lại có huyền công yêu thần minh vương quyết của yêu tộc, hóa sinh huyền công của thần tộc, đại tự tại kiếm khí của nhân tộc. Còn tu luyện bất tử chi thân của thần tộc được có chút thành tựu nữa. Bất quá, mặc dù những công pháp này đều là công pháp thần cấp, nhưng lại quá nhiều rồi. Không thể thống hợp quy nhất, mỗi một loại cũng đều tu luyện một chút, sẽ khiến cho tinh lực của chính mình phân tán, từ đó trì hoãn tiến cảnh tu vi của chính mình. Hồn binh tuy nhiều, nhưng mỗi một kiện cũng đều phải dùng nguyên thần tế luyện, cũng vô hình chung làm lỡ tu hành của hắn. Trung Nhạc lộ ra thần sắc lo lắng. Người khác xem chuyện bảo vật nhiều, công pháp tinh là quang vinh, nhưng hắn lại trở nên sầu muộn, sầu khổ chính mình tinh thông quá nhiều công pháp, trong tay có quá nhiều hồn binh. Từ căn bản, công pháp chủ yếu nhất của hắn vẫn là Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ. Cho tới nay, hắn đều là lấy môn công pháp này làm căn bản, tương đương với một cây đại thụ. Những công pháp khác đều là vật bổ sung của Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, là lá xanh trên cây đại thụ kia. Môn công pháp này có thể khiến cho hắn ung dung giá ngự công pháp của yêu tộc, thần tộc và nhân tộc, căn bản là không ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì pháp lực của hắn vẫn là do Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ cung cấp. Bất quá, sau khi hắn tiến vào hải ngoại bát hoang, tu luyện được công pháp ma tộc, cái này đã vượt qua phạm vi của Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ rồi. Thần ma vốn đối lập, cần phải phân biệt rõ ràng. Ma khí do ma công của hắn luyện ra phát sinh xung đột với pháp lực thần đạo, vốn có của hắn. Khiến cho pháp lực hắn không tinh khiết, hơn nữa còn phân tán tinh lực của hắn. Hiện tại hắn nghiên cứu càng sâu đối với Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, pháp lực ma đạo lại càng thâm hậu. Thoạt nhìn thì hắn so với trước đây càng cường đại hơn,
thậm chí ngay cả cự đầu pháp thiên cảnh cũng có thể chính diện chống lại. Nhưng nếu gặp phải thần ma chuyển thế như ma thánh bậc này, khẳng định có thể nhìn ra sơ hở của hắn. Nếu bị nhiễu loạn pháp lực thần ma, sợ rằng kết cục của hắn so với kẻ thừa kế tân hỏa, đồng tu thần ma kia cũng không khá hơn chút nào. Hồn binh thì có thể tạm thời để sang một bên, nhưng sự tình hai loại pháp lực xung đột nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Ái phi, dừng thuyền đáp xuống, ta cần phải bế quan một đoạn thời gian. Trung Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt Thiên Ma Phi chớp động, mỉm cười nói. Lại bay về phía trước mấy ngày nữa sẽ tới được thánh thành của La Sát tộc ta. Nếu công tử muốn bế quan, không bằng bế quan ở trong thánh địa La Sát tộc ta. Nói không chừng, La Sát tộc ta cũng sẽ để cho công tử nghiên cứu thiên thánh thần chiếu kinh của thánh tộc ta a. Trung Nhạc lắc đầu, nói. Ta cướp đoạt ngươi, trong La Sát thánh tộc tất nhiên có rất nhiều cường giả nhìn ta khó chịu. Ta đi La Sát thánh tộc sợ rằng sẽ có thêm rất nhiều chuyện thị phi. Hiện tại ta cần bế quan tiềm tu mới có thể có nắm chắc đối phó được ma thánh, không thể lại trì hoãn thêm nữa, liền cứ bế quan ở nơi này đi. Thiên Ma Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp xuống. Bên dưới là một tiểu bộ lạc ma tộc biên hoang, chỉ có 300-400 nhân khẩu. Đồng dạng với nhân tộc, trai tráng trong bộ lạc ra ngoài săn thú, lão âu phụ nữ và trẻ em thì lưu ở trong bộ lạc. Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy bộ dáng đám ma tộc này có chút bất đồng với bát bộ thánh tộc. Bọn họ mọc ra đầu bò, sau lưng mọc cặp cánh, có tổng cộng 8 cái cánh tay, bàn chân lại có 9 ngón chân. Thân thể đám ma tộc này đều cực kỳ hùng tráng, thiếu niên 7-8 tuổi đã có chiều cao như người trưởng thành. Thân thể xương đồng da sắt, nhục thân trời sinh mạnh mẽ. Ma tộc thành niên càng là có chiều cao không sai biệt lắm với hình dạng ma la, công tử do Trung Nhạc biến thành. Thời điểm bọn họ tới đây, nam tử trưởng thành của bộ lạc ma tộc này đang săn thú trở về, trên vai khiêng theo từng con ma thú kích thước cỡ căn nhà. Hình như là lê tộc. Thiên Ma Phi tiến vào bộ lạc này, ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức nhận ra chủng tộc này. Nơi này cũng là địa bàn của La Sát tộc. Lê tộc chỉ là một bộ lạc ma tộc nho nhỏ phụ thuộc vào La Sát tộc. Trung Nhạc quan sát tộc nhân Lê tộc, trong lòng khẽ chấn động, vội vàng gọi một gã thiếu niên Lê tộc, trên dưới quan sát hắn một lượt, lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói. Kỳ quái! Chủng tộc này như thế nào lại đồng thời có được huyết mạch của thần tộc và ma tộc? Tân Hỏa mượn cặp mắt của hắn quan sát, tinh tế xác định này huyết mạch của thiếu niên, kinh ngạc nói. Quả thật là hỗn huyết thần ma, là hỗn huyết của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc. Thật là huyết mạch kỳ lạ. Thần ma vốn bất lưỡng lập, không ngờ chủng tộc này lại có thể đồng thời có được thần huyết và ma huyết. Thiên Ma Phi bình thản nói. Lê tộc là chủng tộc do năm xưa La Sát tộc ta thông hôn với Trọng Lê thần tộc, lưu lại huyết mạch. Bọn họ bởi vì hỗn huyết thần ma, cho nên ma huyết không tinh khiết. Hỗn huyết thần ma căn bản là không thể tu luyện. Bọn họ bất luận tu luyện công pháp thần tộc hay là công pháp ma tộc, cũng đều xung đột với huyết mạch bản thân. Chủng tộc này từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện qua luyện khí sĩ. Năm xưa, La Sát tộc ta vốn tưởng rằng, có thể bồi dưỡng ra hậu đại có được ưu điểm của cả thần và ma, về sau thấy bọn họ không thể tu ra pháp lực, cho nên cũng không lại hỏi tới nữa. Trung Nhạc tinh tế quan sát gã thiếu niên Lê tộc này, trong lòng khẽ động, đột nhiên cười nói. Mấy vị ái phi, ta sẽ ở nơi này bế quan một đoạn thời gian. Thiên Ma Phi gọi tộc trưởng Lê tộc tới. Gã tộc trưởng kia nhận ra nàng, không khỏi nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một cái, vội vàng dập đầu hành lễ. Chương 382. Ma Phi nương nương. Thiên Ma Phi phân phó hắn đi chuẩn bị tĩnh thất cho Trung Nhạc tu luyện, nói. Công tử, ta cần trở về thánh tộc một chuyến, để cho thánh tộc ta đi tìm hiểu tin tức và hạ lạc của ma thánh. Trung Nhạc gật đầu, nói. Ngươi cũng dẫn theo đám người Cát Tường Phi đi đi. Trong thời gian này ta chỉ tiến hành bế quan, không cần các ngươi hầu hạ. Thiên Ma Phi nhất thời đại hỉ. Nàng vốn là muốn mang đám người Cát Tường Phi về trong tộc. Trước đây nàng và Cát Tường Phi là đối thủ một mất một còn, hiện tại mượn tay Trung Nhạc hàng phục Cát Tường Phi, gieo bão thần cổ vào trong cơ thể đối thủ, tự nhiên là muốn trở về khoe khoang một phen. Sau khi chư nữ rời đi, Trung Nhạc nhất thời tĩnh tâm trở lại. Mấy thiếu niên thiếu nữ Lê tộc đứng ở xa xa nhìn về phía hắn. Một gã thiếu niên đánh bạo, gọi gã thiếu niên Lê tộc ở bên cạnh Trung Nhạc. Vưu, còn đi săn thú nữa không? Gã thiếu niên Lê tộc kia cũng chỉ mới 6-7 tuổi, chính là thời điểm ham chơi. Hắn nghe đồng bạn hỏi như vậy, liền vội vàng lắc đầu, nói. Tộc trưởng để cho ta đi theo hầu hạ công tử. Trung Nhạc cười nói. Ta muốn nghiên cứu một chút huyết mạch của ngươi, dò xét một chút huyền bí vì sao chủng tộc các ngươi lại không thể tu luyện. Mấy ngày nay ngươi hãy ở bên cạnh ta a. Gã thiếu niên Lê tộc kia gật đầu nói vâng, không kiêu căng không xiểm nịnh. Trung Nhạc tạm thời lưu lại trong tiểu bộ lạc này,
dùng tinh thần lực của chính mình thăm dò ảo diệu trong huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, càng xem càng là kinh dị. Huyết mạch của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc đã triệt để dung hợp trong huyết mạch của Lê tộc, tuy hai mà một. Trong huyết mạch thậm chí còn có Văn Lộ Đồ Đằng thần tộc và Văn Lộ Đồ Đằng ma tộc tiên thiên, khiến cho thân thể bọn họ đã tập hợp đầy đủ ưu điểm của thần và ma. Nhưng thần huyết và ma huyết đều 10 phần mạnh mẽ, khiến cho tu vi thần đạo và tu vi ma đạo hoàn toàn khác biệt, không tương dung lẫn nhau. Hơn nữa, trong huyết mạch bọn họ hình thành Văn Lộ Đồ Đằng thần ma tiên thiên, đã biến thành một đạo phong ấn trời sinh, khiến cho chủng tộc này không thể tu luyện. Muốn tu luyện, ít nhất phải luyện hóa đi thần huyết hoặc là ma huyết. Bất quá, huyết mạch thần ma của bọn họ đã dung hợp quy nhất, khiến cho bọn họ không thể luyện hóa đi cái nào trong số đó. Muốn luyện hóa, cũng chỉ có thể đồng thời luyện hóa đi cả hai, cuối cùng hình thành một cái bế tắc. Nghiên cứu huyết mạch của thiếu niên Lê tộc, hiểu rõ phong ấn huyết mạch trời sinh trong cơ thể bọn họ, đối với Trung Nhạc cũng rất có dẫn dắt. Hắn cũng đang rơi vào khốn cảnh đồng dạng, tu vi thần đạo và ma đạo tương xung, ảnh hưởng tới thực lực chính mình. Bất quá, hắn so với đám Lê tộc này thì may mắn hơn rất nhiều, hắn còn có thể tu luyện. Hơn nữa, hắn đã tìm được con đường giải quyết vấn đề thần ma không thể cộng dung. Nhưng hắn so với Lê tộc cũng bất hạnh hơn rất nhiều. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể Lê tộc là trời sinh, mà phong ấn trong cơ thể nhân tộc lại là do tồn tại chí cao chí cường nguyền rủa nhân tộc hình thành nên phong ấn. Trung Nhạc nghiên cứu suốt mấy ngày, nghiên cứu thấu triệt bí mật trong huyết mạch Lê tộc, lý giải đối với huyết mạch cũng tăng lên rất nhiều. Thần huyết ma huyết trong cơ thể Lê tộc hỗn tạp, Văn Lộ Đồ Đằng vô cùng phức tạp, tích chứa năng lượng và tiềm lực cực mạnh. Nếu có thể đột phá phong ấn huyết mạch mà tu luyện, tiềm lực của chủng tộc này hiển nhiên không tầm thường. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, kiểm kê thu hoạch của chính mình trong mấy ngày qua, sau đó bắt đầu vận chuyển khí huyết, điều động huyết mạch phục hy trong cơ thể mình, nỗ lực kích phá phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình, tu thành chân thân phục hy. Chỉ cần tu thành chân thân phục hy, hắn sẽ có thể dùng thân thể chính mình làm âm dương long văn tuyến, âm là ma, dương là thần, thần ma hóa thành âm dương thái cực, bản thân hình thành một hệ thống âm dương tuần hoàn, thần ma bổ sung, nhật nguyệt tương chiếu, luyện thần ma thành một thể. Bất quá, thời điểm Trung Nhạc điều động huyết mạch chính mình, hắn vẫn cảm giác được lực lượng phong ấn huyết mạch. Mỗi khi hắn muốn hóa thành chân thân phục hy, thủy chung đều bị một tia lực lượng ẩn chứa trong phong ấn huyết mạch đánh trở về nguyên hình. Trung Nhạc một lần lại một lần thất bại, lý giải đối với phong ấn huyết mạch trong cơ thể chính mình cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng có nắm chắc đột phá phong ấn. 17 ngày sau, Trung Nhạc đột nhiên hét lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, thân thể liên tiếp tăng vọt, hai chân hóa thành đuôi rắn. Hắn rốt cuộc cũng đột phá phong ấn huyết mạch, khiến cho thân thể chính mình hóa thành chân thân phục hy. Chân thân phục hy vừa thành, chỉ thấy không gian xung quanh thân thể hắn sao động, âm dương phân tách, thân thể biến thành âm dương long văn tuyến, ngăn cách âm dương, hình thành một bộ âm dương thái cực đồ thật lớn. Một vầng đại nhật bay ra, rơi vào bên phải âm dương thái cực đồ, bên phải vốn đen kịt như mực, được đại nhật thắp sáng. Một vầng hắc nguyệt bay ra, rơi xuống bên trái âm dương thái cực đồ. Bên trái vốn sáng chói như tuyết, hắc nguyệt đen như mực. Thần ma một thể, nguyên thần của hắn đồng thời dung nạp pháp lực thần đạo và pháp lực ma đạo, lại một lần nữa biến, chiều cao tới 36 trượng, khiến cho thân thể hắn cũng cao lên tới 36 trượng. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, âm dương lưu động, thần ma giao chuyển, không hề ảnh hưởng nhau. Nam nữ lão ấu của bộ lạc Lê tộc nhao nhao chiều bái về phía hắn, giống như thấy được thần ma vậy. Trung Nhạc tản đi chân thân phục hy, khôi phục lại tướng mạo Ma La công tử, nhất thời cảm giác được lực lượng huyết mạch phục hy có chút suy nhược. Trong lòng thầm nghĩ, huyết mạch phục hy của ta còn chưa đủ tinh thuần. Nếu có thể tìm được Hoa Tư thần tộc, mượn tổ huyết của Hoa Tư thần tộc, nói không chừng có thể lại để thăng huyết mạch thêm một chút. Nam nữ lão ấu của bộ lạc Lê tộc vẫn còn nhao nhao lễ bái về phía hắn. Trung Nhạc nhìn thấy gã thiếu niên Lê tộc kia đang đứng một bên, trong mắt có thần sắc kính sợ, nhưng cũng không có lễ bái, liền ngoắc hắn lại, mỉm cười nói. Mấy ngày nay ta bận bịu chuyện của mình, đã quên hỏi tên của ngươi. Ngươi tên gì? Gã thiếu niên Lê tộc kia khom người, nói. Ta họ Si, tên là Vưu, gọi là Si Vưu, chương 383. Si Vưu. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này. Mấy ngày nay nghiên cứu huyết mạch của ngươi, đối với ta cũng có ích lợi không nhỏ. Trước khi rời đi, ta cũng cho ngươi một chút chỗ tốt, sẽ không bạc đãi ngươi. Thiếu niên Si Vưu kia vừa mừng vừa sợ, nói. Ngươi có thể dạy ta làm sao tu hành không? Ta thấy những luyện khí sĩ kia có thể lên trời xuống đất, thôn vân thổ vụ, thao khống thủy hỏa. Ngươi có thể dạy ta giống như bọn họ được không? Trung Nhạc cười nói. Tự nhiên có thể. Trong cơ thể Lê tộc các ngươi trời sinh có Văn Lộ Đồ Đằng thần ma.
Những văn lộ đồ đằng này khiến cho thể phách các ngươi cực kỳ cường đại, nhưng cũng đã hóa thành phong ấn trời sinh. Nếu có thể cởi bỏ phong ấn huyết mạch, ngươi cũng có thể giống như những luyện khí sĩ kia vậy, hơn nữa so với bọn họ sẽ càng cường đại hơn. Lời này của hắn cũng không phải tùy tiện nói bậy. Chỉ cần Lê tộc có thể cởi bỏ phong ấn huyết mạch, sẽ có thể đồng thời tu luyện công pháp của thần tộc và ma tộc, đem sở trường của thần và ma tập trung vào một thân. Lê tộc không giống như những chủng tộc khác, huyết mạch của bọn họ đồng thời cụ bị thần huyết và ma huyết, hơn nữa đã hoàn toàn dung hợp, biến thành một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Trung nhạc còn cần phải luyện thành chân thân phục hy, dùng âm dương thái cực để giá ngự pháp lực thần đạo và pháp lực ma đạo, lúc này mới có thể làm được thần ma một thể. Mà Lê tộc trời sinh đã là thần ma một thể, trở ngại duy nhất chính là phong ấn huyết mạch trời sinh trong cơ thể bọn họ. Thiếu niên Sivu có chút hồ nghi, nói. Ta nghe tộc trưởng bọn họ nói, rất nhiều năm trước, đã có rất nhiều tồn tại đáng sợ kiểm tra qua thân thể Lê tộc ta, nói chúng ta không thể nào tu luyện. Ngươi so với bọn họ còn lợi hại hơn sao? Trung nhạc thản nhiên nói. Kẻ nói các ngươi không thể nào tu luyện, đoán chừng là cự bá và cự đầu của Trọng Lê thần tộc và La Sát thánh tộc A. Bọn chúng tính là thứ gì? Đám cự đầu cự bá này, luận tư chất luận căn cơ, không một ai có thể so được với ta. Chuyện bọn chúng không làm được, không có nghĩa là ta cũng không làm được. Phong ấn huyết mạch trong cơ thể các ngươi rất mạnh, nhưng mấy ngày nay ta đã giúp Lê tộc các ngươi khai sáng ra một môn công pháp để đối phó với phong ấn huyết mạch. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sẽ có thể chậm rãi mở ra phong ấn, khiến cho các ngươi có thể tu luyện. Thiếu niên Sivu nửa tin nửa ngờ. Trung nhạc điểm ra một chỉ, điểm lên mi tâm của hắn, tinh thần lực tiến nhập vào thức hải của hắn. Chỉ thấy thức hải của thiếu niên này khô cạn, không có bất luận một chút tinh thần lực nào. Tinh thần lực của Lê tộc bị huyết mạch của bọn họ phong tỏa trấn áp, khiến cho bọn họ không thể quan tưởng. Tinh thần lực Trung nhạc ba động, đem môn công pháp mà chính mình trong khoảng thời gian này chuyên môn khai sáng cho Lê tộc truyền thụ cho hắn, nói: "Ta đặt tên cho môn công pháp này là Thần Ma Bách Chiến Đồ. Giai đoạn đầu dùng võ nhập đạo, dùng võ lực chấn động khí huyết, khiến cho phong ấn huyết mạch dần dần buông lỏng. Đợi sau khi trong thức hải ngươi sản sinh ra tinh thần lực, lại quan tưởng bộ quan tưởng đồ này, lớn mạnh tinh thần." Thiếu niên Sivu tinh tế lĩnh ngộ, chỉ thấy bộ Thần Ma Bách Chiến Đồ này mặc dù có hai chữ Bách Chiến, nhưng tổng cộng chỉ có 18 bức đồ án. 9 bức đồ án đầu tiên đều là đồ án chiến thần 8 cánh tay một cặp cánh, là 9 bộ động tác chiến đấu. 8 cánh tay mở ra, cặp cánh chấn động, thể hiện 9 loại phương thức chiến đấu. Trong lúc chiến đấu vận chuyển khí huyết, khiến cho khí huyết càng lúc càng cường thịnh, đi trùng kích phong ấn trong huyết mạch, gây dựng lại văn lộ đồ đằng thần ma trong cơ thể. Mà 9 bức đồ án còn lại thì là quan tưởng đồ, 9 loại tư thái thần ma, hẳn là phương thức tu luyện tinh thần lực. 18 bức thần ma bách chiến đồ này của Trung Nhạc, trong đó 8 cánh tay là chân thân Minh Vương thi triển yêu thần Minh Vương quyết, cặp cánh là kim ô song dực, lại dung hợp đại nhật thiên ma chân kinh. Mà biện pháp nhục thân vận chuyển khí huyết lại là pháp môn tu luyện tới từ tông sư võ đạo của Trọng Lê thần tộc, lớn mạnh nhục thân, hơn nữa lại còn dung hợp bất tử chi thân của Quỳ Long thần tộc. Mà quan tưởng đồ chính là tham khảo từ ma chủng và thần chiếu của thiên thánh thần chiếu kinh. Thần ma bách chiến đồ do Trung Nhạc sáng lập ra, mặc dù trước mắt nhìn qua còn rất thô ráp, nhưng khung sườn chính thì đã định rõ. Nếu tương lai thiếu niên Sivu tu luyện thành công, sẽ có thể tự mình hoàn thiện, không cần Trung Nhạc hoàn thiện giúp hắn. Thần ma bách chiến đồ này cũng đồng dạng như thần ma thái cực đồ do hắn khai sáng trước đây, sơ bộ đã dung hợp toàn bộ sở học trước đây của chính mình, xem như là một loại thử nghiệm đối với việc luyện thần ma thành một thể. Nếu hắn không thấu hiểu quán thông toàn bộ sở học của chính mình, cũng không có khả năng khai sáng ra môn công pháp thần ma bách chiến đồ mở, ra lối đi riêng, dung hợp sở trường các tộc này, Trung Nhạc truyền thụ toàn bộ thần ma bách chiến đồ cho thiếu niên Sivu, để cho bản thân hắn tìm hiểu tu hành, chính mình thì tiếp tục cân nhắc thần ma thái cực đồ của chính mình, cố gắng hoàn thiện môn công pháp này. Hắn sáng lập thần ma bách chiến đồ là dành cho Lê tộc, tâm tư tốn hao cũng ít một chút. Trong đó tuy dùng tới nhiều công pháp, nhưng đều là lấy ra một bộ phận nhỏ từ trong các loại công pháp. Mà thần ma thái cực đồ lại là liên quan trực tiếp tới con đường tu hành của hắn, dùng càng nhiều tâm huyết hơn. Hơn nữa, Trung Nhạc mưu cầu đem các loại công pháp trước đây chính mình tu luyện dung thành một thể, bởi vậy cũng càng khó khăn hơn. Thần ma thái cực đồ của hắn là lấy toại hoàng quan tưởng đồ làm căn cơ, đã dung hợp đồ đằng nhật linh kim ô và đồ đằng nguyệt linh tinh thiểm, trong đó lại có chân thân phục hy, chân thân yêu thần minh vương, thần nhãn thứ ba, các loại công pháp đại tự tại kiếm khí, bất tử chi thân, pháp môn luyện thể của tông sư võ đạo, đại nhật thiên ma chân kinh của ma tộc. Dã tâm của hắn cực lớn, không chỉ muốn dung luyện thần ma thành một thể, hơn nữa còn muốn đem toàn bộ công pháp của chính mình hòa thành một thể. Chỉ là hành động vĩ đại này thật sự rất gian khổ,
Mặc dù Trung Nhạc đã vắt hết óc suy nghĩ, nhưng tiến triển cũng đều rất chậm rãi. Nhạc tiểu tử Si Vu này sợ rằng tương lai không tầm thường a. Đột nhiên, Tân Hỏa trong thức hải Trung Nhạc chơi nói. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên Si Vu tu luyện thần ma bách chiến đồ, đang diễn luyện tại một bãi đất trống trong thôn. Sau lưng thiếu niên này mở ra cặp cánh, bay lên giữa không trung, thi triển ra một bộ chiến thần đồ trong thần ma bách chiến đồ. Khí huyết của hắn càng lúc càng cường thịnh, huyết dịch trong cơ thể phóng chạy, như thủy ngân chảy xiết, lả tả rung động. Hiển nhiên khí huyết của hắn đã có chút thành tựu. Qua thêm mấy ngày nữa, Trung Nhạc lại quan sát gã thiếu niên này. Chỉ thấy khí huyết của hắn đã có chút quy mô. Thời điểm khí huyết bành trướng, thân thể nhô lên thật cao, cơ nhục giống như nham thạch vậy, đào đẽo búa gọt mà thành. Mà phong ấn trong huyết mạch hắn đã có chút buông lỏng. Bất quá, cách tình trạng triệt để giải khai phong ấn huyết mạch thần ma, vẫn còn một khoảng rất xa xôi. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện thần ma bách chiến đồ, khí huyết của hắn sẽ càng lúc càng mạnh, tất nhiên có thể nhất nhất giải khai phong ấn huyết mạch, khiến cho thức hải khô cạn có được tinh thần lực, nhục thân và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ cần phong ấn trong huyết mạch hắn mở ra một tia, với thể phách cường đại kia của hắn, tốc độ để thăng tinh thần lực nhất định sẽ cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi tán thán. Lê tộc quả thật được trời ưu ái, nhục thân mạnh mẽ như vậy, lại thêm khí huyết cường đại bậc này, nếu có thể triệt để đột phá phong ấn, chỉ sợ thế gian này sẽ có thêm một chủng tộc cường đại. Lê tộc vừa là thần vừa là ma, lại không phải thần không phải ma, tương lai sẽ như thế nào? Trung Nhạc khẽ nhíu mày, không biết chính mình khai sáng thần ma bách chiến đồ, cởi bỏ phong ấn huyết mạch của Lê tộc rốt cuộc là tốt hay xấu. Mấy ngày sau hắn lại một lần nữa thi triển chân thân phục hy, nỗ lực mượn chân thân phục hy để dung luyện các loại công pháp, nhưng thu hoạch cũng không lớn. Bất quá, trong lúc thi triển chân thân phục hy, Trung Nhạc phát hiện chân thân cộng minh với nguyên thần của chính mình, khí huyết mơ hồ tương thông, thậm chí còn có một loại cảm giác huyết mạch tương liên. Luân thứ 6, huyết mạch luân. Trái tim Trung Nhạc bang bang nhảy loạn, mạnh mẽ thôi động khí huyết, nỗ lực mở ra bí cảnh huyết mạch của nguyên thần. Khí huyết của hắn kinh khủng tới mức nào? Khí huyết ào ào nở rộ, máu nhuộm thương khung. Trên không trung, khí huyết hóa thành huyết vân bao phủ trăm dặm. Giống như một cái vòng xoáy, nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó, toàn bộ khí huyết bỗng nhiên hạ xuống, chui vào trong cơ thể nguyên thần, mạnh mẽ oanh kích bí cảnh nguyên thần thứ 6. Lại thất bại rồi, chương 384. Thân thể Trung Nhạc đại chấn, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn đang muốn một lần nữa thí nghiệm, nào ngờ thời hạn chân thân phục hy đã tới, không thể không tản đi chân thân, khôi phục lại thân thể bình thường. Thiếu niên Si Vu nhìn thấy tầng khí huyết kinh thiên kia, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Vừa rồi khí huyết Trung Nhạc bạo phát, đâu chỉ mạnh hơn gấp vạn lần hắn. Tộc nhân Lê tộc càng là chưa từng nhìn thấy qua loại dị tượng này, từng tên đều kinh hồn táng đảm. Thiếu niên Si Vu chạy tới tìm Trung Nhạc, hỏi những vấn đề mà mấy ngày nay lúc chính mình tu luyện có chỗ không hiểu, Trung Nhạc đều nhất nhất trả lời. Thiếu niên này đột nhiên bái hắn một bái, chân thành hỏi. Ta có thể gọi công tử là sư tôn không? Trung Nhạc lắc đầu. Nói, ta nghiên cứu phong ấn huyết mạch của ngươi, có thu hoạch không cạn, cho nên mới trả công cho ngươi, truyền thụ cho ngươi công pháp. Đây là một cuộc giao dịch, ta cũng không có thu ngươi là đệ tử, ngươi cũng không cần gọi ta là sư tôn. Thiếu niên Si Vu đứng dậy, suy nghĩ một chút, lại hỏi. Như vậy xin hỏi tên họ của công tử. Ta chỉ nghe Ma Phi nương nương và tộc trưởng gọi ngươi là công tử, vẫn chưa biết tên họ chân chính của công tử. Trung Nhạc cũng không giấu giếm thân phận của chính mình, mỉm cười nói. Ta gọi là Trung Nhạc. Thiếu niên Si Vu gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ. Trung Nhạc. Nhạc là núi. Trung Nhạc là núi ở trung tâm. Công tử xuất thân từ địa phương Trung Nhạc này sao? Tương lai nếu tộc ta có thể lên như diều gặp gió, tất nhiên phải tìm tới địa phương Trung Nhạc, báo đáp thật tốt vị Trung Nhạc công tử này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Hôm nay cũng tới lúc cáo từ rồi. Ngươi chăm chỉ tu luyện, tương lai nói không chừng ta và ngươi còn có ngày gặp lại. Giữa không trung, một chiếc thuyền hoa nhanh chóng bay tới. Chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi đang đứng ở đầu thuyền. Trung Nhạc đang muốn rời đi, lại nghĩ tới một chuyện, quay lại nói. Ta không phải thần tộc cũng không phải ma tộc, mà là nhân tộc. Tương lai nếu ngươi có được thành tựu, phải nhớ đối xử tử tế nhân tộc trong bát hoang a. Công tử là nhân tộc. Trong đầu thiếu niên Si Vu oanh động, vội vàng xưng vâng. Trung Nhạc nhẹ nhàng bay lên, sau một khắc đã đáp lên thuyền hoa. Thiên Ma Phi nhìn xuống gã thiếu niên phía dưới, nghi hoặc hỏi. Hắn là ai? Khí huyết rất không tệ à? Trung Nhạc nói. Hắn là Si Vu, một gã thiếu niên Lê tộc, tư chất rất không tệ.
Ái Phi, các ngươi có nghe được tin tức gì của Ma Thánh không? Thiên Ma Phi thu hồi ánh mắt trên người thiếu niên Sivu, cũng không đặt gã thiếu niên này trong lòng. Nếu nàng có thể dự đoán được tương lai, lúc này nhất định sẽ thống hạ sát thủ, lập tức giết chết kẻ này. Tương lai, Sivu tu thành đại ma thần, cực kỳ huyết tinh nhất thống bát bộ thánh tộc, lại sáp nhập với Lê tộc, gọi chung là Cửu Lê tộc. Hắn vì muốn tìm kiếm Trung Nhạc của hắn, đã xuất binh thôn tính bát hoang, chiếm đoạt vũ nội, tạo thành một trận đại chiến nhân, thần, ma. Trận đại chiến này vô cùng thảm liệt, chư thần, chư ma nhao nhao hạ phàm, bạch trạch thị hiến sách, nhân, thần, ma trên tổ tinh náo loạn ầm ĩ. Một màn tràng diện rộng lớn bậc này, chính là có quan hệ với cử chỉ vô tâm cấm liễu ngày hôm nay của Trung Nhạc. Lúc đó, Thiên Ma Phi cũng bởi vì sự thiếu sót vô tâm của chính mình ngày hôm nay, mà đấm ngực dậm chân không thôi. Nhưng đây đều là hậu sự, tạm thời bỏ qua không nhắc tới. Đã có tin tức của Ma Thánh. Trong thuyền hoa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên đi ra, là mấy gã nam tử La Sát thánh tộc tướng mạo hung ác. Khí tức ai nấy đều cực kỳ cường đại, gã nam tử La Sát dẫn đầu kia thì cưỡi trên bạch sư tử, toàn thân giáp trụ, bên hông đeo thương, trầm giọng nói. Ma Thánh đã xuất quan, hiện tại đang ở phụ cận Hắc Tuyền Quan. Có tin tức nói Ma Hậu và mấy nàng Ma Phi nương nương còn lại, cũng đang ở Hắc Tuyền Quan. Ma Thánh còn đưa tin khắp thiên hạ, kêu gọi những ma tộc trung thành với hắn lập tức chạy tới Hắc Tuyền Quan bái kiến. Hiện tại trong Hắc Tuyền Quan đã tụ tập tinh nhuệ thiên hạ. Có luyện khí sĩ trung tâm như một với Ma Thánh, cũng có anh hào trẻ tuổi muốn tranh cao thấp một trận với hắn. Ma La công tử, ngươi chỉ là một tên trong số đó mà thôi. Lần này Ma Thánh xuất quan, đối với ngươi ngay cả nói một câu cũng đều không có. Trung Nhạc quan sát trên dưới gã nam tử La Sát này, càng xem càng cảm thấy xấu xí, mỉm cười hỏi. Ái Phi, mấy vị này là? Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Mấy vị này là cao thủ trẻ tuổi kiệt xuất nhất La Sát thánh tộc ta. Người này là ca ca ruột của ta, cũng là anh vợ của ngươi, La Độ La. Hắn nghe nói Ma Thánh đã xuất quan, dự định muốn tranh cao thấp một trận với Ma Thánh. Có người tiến hành bài danh các cao thủ đan nguyên cảnh ma tộc trẻ tuổi đương thời, chọn ra 8 người mạnh nhất, xưng là Bát Kiệt. Ca ca ta chính là một trong số đó. Ngoại trừ Bát Kiệt ra, còn có Thập Mỹ nữa, người đã chiếm 2 trong số Thập Mỹ, mà Ma Thánh thì chiếm tới 7 người. Sắc mặt La Độ La thản nhiên, nói. Trước khoan hãy gọi cái gì mà anh vợ. Nói không chừng một lát nữa hắn đã trở thành vong hồn dưới thương ta rồi, chương 385. Vong hồn dưới thương. Trung Nhạc vô cùng kinh ngạc, liếc nhìn Thiên Ma Phi một cái, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ánh mắt Thiên Ma Phi lơ đễnh, bất đắc dĩ nói. Gần đây danh tiếng ngươi rất thịnh, trực tiếp khiêu chiến Ma Thánh, còn bắt giữ ta và các tường phi, lại hành hung thánh nữ phi một trận. Thập Mỹ ma tộc ta đã bị ngươi đánh tới 3 người. Hiện tại ngươi cũng xếp vào hàng ngũ những cao thủ đan nguyên cảnh trẻ tuổi mạnh nhất, lại cộng thêm Ma Thánh, gọi chung là Thập Kiệt. Bài danh của ngươi còn cao hơn ca ca ta. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, hỏi. Ta xếp thứ mấy? Thiên Ma Phi nhỏ giọng nói. Ma Thánh xếp thứ nhất, ngươi xếp thứ tư. Ca ca ta xếp thứ năm, ngươi xếp ngay phía trên hắn. Trong lòng hắn vô cùng bất mãn, cảm thấy ngươi chỉ có hư danh, hơn nữa cuồng vọng tự đại, hoàn toàn là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Hóa ra là vậy. Ta chỉ mới xếp thứ tư. Bài danh này có chút hoang đường rồi a. Cát Tường Phi cười lạnh, nói. Còn chưa đánh qua, ai dám nói nam tử nhất định sẽ thắng được nữ tử. 8 Ma Phi chúng ta chưa chắc đã yếu hơn Thập Kiệt a. Công tử có thể chiến bại ta, có thể chiến thắng Thiên Ma Phi và Thánh Nữ Phi 2 tiểu tiện ửm ta. Cảm thấy công tử có thể bài danh thứ 2, ngay sau Ma Thánh rồi. Trung Nhạc lắc đầu, mỉm cười nói. Cát Tường Phi, lời này của ngươi vẫn là có chút quá cao rồi. Ta dù sao cũng chưa từng giao thủ qua với bọn họ, ngươi bài danh ta ở thứ hai, vậy để những cao thủ khác ở nơi nào? Hẳn là phải bài danh ta thứ nhất mới đúng. Cát Tường Phi tức giận dậm chân nói. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Thánh. Ma Thánh là vô địch. Tối nay liền cùng phòng với ngươi. Ngữ khí Trung Nhạc cực kỳ hung ác nói. Cát Tường Phi bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng trốn ra sau lưng Thiên Ma Phi. Trung Nhạc bật cười ha hả. La Độ La lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh nói. Ma La công tử, xin mời. Trung Nhạc thu hồi nụ cười, lắc đầu nói. La Độ La, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có Ma Thánh. Đợi sau khi tới Hắc Tuyền Quan, đánh chết Ma Thánh rồi, ta cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Cặp mày La Độ La nhấc lên, trường thương giơ ngang, chỉ thẳng vào lỗ mũi Trung Nhạc, cười lạnh nói. Ngươi không dám nghênh chiến. Trung Nhạc vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên mũi thương, lạnh nhạt nói.
ta ngay cả phi tử của Ma Thánh cũng dám đánh dám cướp, có cái gì mà ta không dám. Ái phi, khuyên ca ca ngươi một chút, không nên ép ta xuất thủ. Thiên Ma Phi tiến lên, mỉm cười nói. Ca ca, chúng ta đều là người một nhà, cần gì đánh tới đánh lui. Lần này Ma Thánh xuất quan, trong Hắc Tuyển Quan tụ tập không ít anh hào thiên hạ. Đừng nói là cao thủ đan nguyên cảnh, ngay cả cự đầu pháp thiên cảnh, chân linh cảnh và cự bá thông thần cảnh sợ rằng cũng sẽ tập hợp. Còn không có cơ hội cho ngươi đại đả xuất thủ sao? Nếu tên này ngay cả một thương của ta cũng không tiếp nổi, ta quyết không để cho ngươi ra khỏi cửa. La Độ La thu hồi trường thương, mỉm cười nói. Vốn dĩ đệ nhất đan nguyên cảnh là Tu Hoành Túc của Tu La tộc, nhưng hiện tại Ma Thánh xuất quan, hắn bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Lần này tiểu tử này nhất định sẽ xuất hiện, sẽ không bị danh tiếng của Ma Thánh hù dọa. Bài danh thứ ba trong thập kiệt là Dạ Ly của Dạ Xoa Thánh tộc. Bài danh thứ năm là ta. Bài danh thứ sáu là Tượng Giang của Thiên Tượng Thánh tộc. Bài danh thứ bảy là Tư Đồ Không của Atula tộc. Bài danh thứ tám là Diêm La Khang của Diêm La Thánh tộc. Bài danh thứ chín là Diêm Ma Nguyệt Pha của Diêm Ma Thánh tộc. Bài danh thứ 10 là Vân Hạc của Cát Tường Thánh tộc. Ngoại trừ bài danh thứ tư ra, kẻ nào không phải là thân kinh bách chiến. Đám gia hỏa này đối với Ma Thánh chắc chắn sẽ không phục, tất nhiên cũng sẽ chạy tới Hắc Tuyền Quan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bài danh thứ tư chính là Trung Nhạc, lại bị hắn tổn hại một lần. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, không chút để ý, nói. Lái thuyền, đi về Hắc Tuyền Quan. Chiếc thuyền hoa phá không bay đi, La Độ La trợn trừng cặp mắt nhìn về phía Trung Nhạc. Gã nam tử La Sát Thánh tộc này vẫn như cũ ngồi trên bạch sư tử, tướng mạo dữ tợn, đặt thương trên đầu gối, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, bộ dáng dục dịch xuất động, bất cứ lúc nào cũng có thể đại chiến 300 hiệp với Trung Nhạc. Trung Nhạc còn đang nhíu mày, La Độ La đã đột nhiên thôi động bạch sư tử nhảy ra khỏi thuyền hoa, cùng với mấy gã luyện khí sĩ La Sát Thánh tộc kia phóng thẳng đi, cao giọng nói. Hôm nay nể mặt mũi muội muội ta, trước buông tha cho ngươi một lần. Lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ treo ngươi trên mũi thương của ta. Trung Nhạc nhíu chặt cặp mày, Thiên Ma Phi vội vàng nói. Tính tình ca ca ta vô cùng kiêu ngạo. Hắn thấy ngươi xếp phía trước hắn, trong lòng rất không phục. Ngươi không nên trách tội. Trung Nhạc lích nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Nếu dựa theo tính tình ta trước đây, hắn nhất định là sẽ bị đánh chết. Thiên Ma Phi cười phốc suy một tiếng, nói. Ngươi nể mặt ta, ta tự nhiên vô cùng cảm kích, ghi khắc trong tâm. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, đang định nói chuyện, đột nhiên chiếc thuyền hoa nhẹ nhàng chấn động một cái, có vật nặng gì đó rơi vào khoang thuyền. Bên ngoài truyền tới một đạo thanh âm vang dội. Ta đã trở lại. Hiện tại là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Ma La tiểu tử, mau ra đỡ một thương của ta, chương 386. Trung Nhạc đi ra khoang thuyền, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Chỉ thấy La Độ La, và mấy gã luyện khí sĩ La Sát tộc kia lại đáp xuống trên boong thuyền hoa. Bộ dáng La Độ La nhao nhao muốn chiến đấu, bạch sư tử dưới khố đi tới đi lui, chiến ý hừng hực. Bản thân con bạch sư tử kia cũng là một gã luyện khí sĩ yêu tộc đan nguyên cảnh, bị hắn thu phục, biến thành tọa kỵ, há miệng kêu lên. Chủ thượng cần gì phải xuất thủ? Chỉ cần một mình ta cũng đã có thể đánh bại hắn. La Độ La cười ha hả, nói. Ma La tiểu tử, có dám đánh một trận với sư tử của ta không? Cặp mày Trung Nhạc nhếch lên, tiến về phía trước một bước. Thiên Ma Phi vội vàng nắm lấy treo áo của hắn. Trung Nhạc giơ tay lên, mỉm cười nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Bên cạnh La Độ La, một gã luyện khí sĩ La Sát Thánh tộc khác cười nói. Ma La, ngươi không dám giao thủ với La Độ La, đại chiến 300 hiệp với ta như thế nào? Ta cũng muốn kiến thức một chút ngươi có bản lãnh gì. Trung Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Ma Phi, nàng thấp giọng nói. Người này không phải là ca ca đệ đệ ta, mà là con trai của thánh tộc trưởng tộc ta, tên là La Độ Thiên. Bài danh ở trong tộc ta so với ca ca ta thì thấp hơn một bậc. Vẻ mặt Trung Nhạc ôn hòa, nói. Thì ra là thế. Hóa ra là con trai của thánh tộc trưởng. Người đã tu thành nguyên đan chưa vậy? La Độ Thiên bước tới một bước, triệu hồi nguyên đan của chính mình, ngạo nghễ nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng cảnh giới áp ngươi, ta muốn đường đường chính chính đánh một trận với ngươi. Trung Nhạc gật đầu một cái, mở bàn tay của mình ra, mỉm cười hỏi. Nhìn thấy bàn tay này của ta không? La Độ Thiên khẽ ngẩn ra, gật đầu nói. Đã nhìn thấy. Như thế nào? Bàn tay Trung Nhạc đột nhiên lay động một chút, nhất thời bành trướng, càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc vậy mà có kích thước tới vài chục trượng, vươn tay một cái đã chộp La Độ Thiên vào trong lòng bàn tay. Chỉ dựa vào một bàn tay đã muốn áp chế ta. Ngươi cho rằng ngươi là cự đầu pháp thiên cảnh sao?
La Độ Thiên vừa sợ vừa giận, quát lớn một tiếng, toàn thân ma khí quay cuồng, linh thể hợp nhất, nhục thân nhất thời cao tới 20 trượng, hóa thành thân thể ma thần. Trên đỉnh đầu hắn, ma nguyên đan sáng ngời, từng đạo huyền quang rào rạt tuôn vào trong thân thể hắn, khiến cho lực lượng thân thể hắn đề thăng gấp bội. Sau lưng hắn, cả năm luân đều nhao nhao mở ra toàn bộ năm bí cảnh nguyên thần, tăng cường lực lượng nhục thân. Mở cho ta. La Độ Thiên gào thét, thân thể phát lực, nỗ lực xé rách bàn tay Trung Nhạc. Nhưng lúc này chỉ thấy năm ngón tay Trung Nhạc vậy mà đang không ngừng biến hóa, giống như năm con ma long, vững vàng khóa thân thể hắn lại, không ngừng siết chặt. Thân thể La Độ Thiên bị ép tới mức răng rắc vang dội, thân thể không tự chủ không ngừng thu nhỏ lại, từ 20 trượng hóa thành 15 trượng, lại từ 15 trượng thu nhỏ lại tới 2 trượng, sau đó lại từ 2 trượng bị ép tới chỉ còn 4-5 thước. Nhưng mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, thủy chung cũng trốn không thoát lòng bàn tay Trung Nhạc. Trung Nhạc dùng sức bóp một cái, tai mắt mũi miệng La Độ Thiên phun máu, thân thể lại tiếp tục thu nhỏ lại. Sắc mặt La Độ La kịch biến, vỗ một trưởng về phía Trung Nhạc, quát lớn. Dừng tay. Trung Nhạc giơ bàn tay còn lại lên, bàn tay hai người va chạm nhau, vô thanh vô tức. Nhưng từng phiến cửa sổ của thuyền hoa lại đột nhiên nổ tung, La Độ La kêu lên một tiếng đau đớn, bộ dáng hãi hùng khiếp vía, vội vàng tương dung pháp lực với Bạch Sư Tử dưới người. Mượn lực lượng của tọa kỵ dưới người để chống đỡ uy năng một trường này của Trung Nhạc. Đột nhiên cặp mắt con bạch sư tử này chợt nổ tung, phun ra hai đạo huyết tuyến. Sau đó trong lỗ tai cũng phun trào ra hai đạo máu tươi, sống mũi đau xót cũng phun ra hai cột máu. Trung Nhạc thu tay lại, La Độ La nhất thời cảm giác được áp lực nhẹ nhàng một chút, thở phào nhẹ nhõm một cái. Con bạch sư tử dưới người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trung Nhạc lại oanh tới một quyền, sau lưng đột nhiên phóng ra một vầng đại nhất. Khiến cho một quyền này của hắn giống như một vầng ma dương đánh về phía La Độ La, dị thường thảm liệt. Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, Đại Nhật Ma Thai Ấn. La Độ La quát lớn một tiếng, nhấc trường thương trên đầu gối lên, vận khởi tất cả lực lượng và pháp lực, rót vào trong trường thương, đâm về phía đạo quyền ấn đang oanh tới của Trung Nhạc. Hắn lại quát lớn một tiếng, nhục thân biến hóa, biến thành thân thể ma thần 20 trượng. Cùng lúc đó, thân thể bạch sư tử dưới người cũng run lên. Hóa thành cự sư, cũng có kích thước 20 trượng, uy phong lẫm lẫm. Thú ma hợp nhất. Pháp lực của bọn họ triệt để hòa làm một thể, khiến cho uy lực một thương này của La Độ La để thăng tới cực hạn, mạnh mẽ va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn của Trung Nhạc. Nhưng lúc này, thân thể Trung Nhạc cũng đột nhiên bành trướng, hóa thành thần ma cao 30 trượng, từ trên cao nhìn xuống, giống như bẻ gãy nghiền nát vậy, ầm ầm nghiền ép tới. Trường thương va chạm với Đại Nhật Ma Thai Ấn. Chỉ nghe phốc một tiếng, hai tay La Độ La đột nhiên nổ tung, trường thương uốn cong, mũi thương và cán thương chạm nhau. Bạch sư tử dưới người kêu thảm một tiếng, bị ép thành một bãi bùn nát. Trung Nhạc thu tay lại, nhục thân cũng thu nhỏ lại, khôi phục lại như bình thường. Bàn tay còn lại mở ra, chỉ thấy La Độ Thiên bị trưởng lực của hắn ép tới chỉ còn chừng 3 thước, ngồi sụi lơ trong lòng bàn tay hắn, bộ dáng mất hồn mất vía. Trung Nhạc bấm tay búng một cái, búng hắn văng ra xa. Thân thể La Độ Thiên còn ở giữa không trung, trong cơ thể truyền tới thanh âm nổ vang bành bành, thân thể khôi phục lại như bình thường. La Độ La tay cầm đại thương, bàn tay máu chảy đầm đìa, cơ nhục co rút, khóe mắt nhảy loạn, hừ lạnh một tiếng. Người rất không tệ, có thể tiếp được một thương của ta. Trung Nhạc liếc nhìn về phía hắn. Ánh mắt La Độ La vội vàng rời đi, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Trung Nhạc, để cho Trung Nhạc nhìn ra khiếp ý của chính mình, nói. Muội muội, khí trời hôm nay thật tốt. Thiên Ma Phi cười tủm tỉm, nói. Khí trời đúng là không tệ. Ca ca không có bị thương chứ. La Độ La vội vàng cùng với mấy gã luyện khí sĩ còn lại rời đi, nói. Người muội phu này, ta nhận thức rồi. Ta không quấy rầy các ngươi nữa. Chiếc thuyền hoa tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả mọi người trong thuyền hoa đều tự theo đuổi tâm tư của chính mình. Cát Tường Phi thấy Trung Nhạc chỉ một bàn tay đã suýt chút nữa bóp chết La Độ Thiên, một quyền đánh gục tọa kỵ của La Độ La. So với trước đây càng mạnh mẽ hơn, trong lòng cũng có chút lo sợ, lo lắng cho ma thánh. Ánh mắt Thiên Ma Phi chớp động, thỉnh thoảng rơi xuống trên người Trung Nhạc, ánh mắt có lúc sáng ngời, có lúc ảm đạm. Sắc mặt lúc thì vui cười, lúc thì âm trầm. Chương 387. Hơn 10 ngày sau, Hắc Tuyền Quan đã xuất hiện trong tầm mắt. Trung Nhạc phóng mắt nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ biến, vội vàng hỏi. Đạo Hắc Tuyền kia có lai lịch gì? Phía trước chiếc thuyền hoa, cách bọn họ chừng 200-300 dặm. Trung Nhạc nhìn thấy một đạo hắc tuyền và một tòa hùng quan đồ sộ mà mỹ lệ. Đạo hắc tuyền kia vờn quanh tại trung tâm quần sơn, nước suối đen kịt như mực từ dưới lòng đất phun lên, phun tới giữa không trung, chậm rãi chảy xuôi trên không trung, hình thành một đạo vòng cung tròn trịa ở giữa không trung.
Tại trung tâm quần sơn còn có một tòa ma sơn, trên lớn dưới nhỏ, giống như là úp ngược trên mặt đất vậy. Nó so với những đỉnh núi khác thì cao hơn tới mấy trăm trượng. Đạo hắc tuyền kia chính là từ trên đỉnh núi tòa ma sơn này trống rỗng chảy qua, vườn quanh đỉnh núi này hơn nửa vòng. Sau đó nước suối màu đen vạch ra một độ cong hoàn mỹ rơi xuống, chui vào trong một con suối khác dưới chân núi. Đạo hắc tuyền này giống như một dải lụa khoác trên đầu vai một vị thần nhân, mà tòa ma sơn kia lại giống như là cái đầu của vị thần nhân. Dải lụa kia từ một bả vai bay lên, vườn quanh sau đầu thần nhân, rơi xuống trên một đầu vai khác. Mà hắc tuyền quan chính là xây dựng trên đỉnh của ma sơn, ở trung tâm đeo hắc tuyền như dải lụa vườn quanh kia. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một màn đồ sộ mỹ lệ như vậy. Hắn cũng tính là nhân vật kiến thức rộng rãi, thiên nam địa bắc đều chạy qua một lần. Nhưng địa phương quỷ dị lại huyễn lệ như hắc tuyền quan vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nước suối đen kịt như mực kia ngược lại cũng thôi, còn không tính quá mức quỷ dị, nhưng dòng suối này không ngờ lại phiêu phủ giữa không trung, vườn quanh như dải lụa, cuối cùng lại quay trở về trong lòng đất. Rốt cuộc là năng lượng từ nơi nào tới, lại có thể khiến cho đạo hắc tuyền này thay đổi quỹ tích dòng chảy như vậy. Cát Tường Phi cười nói. Công tử không biết hắc tuyền sao? Địa vị đạo hắc tuyền này chính là không nhỏ, à, công tử ngươi xem, ngọn núi này trên lớn dưới nhỏ, có phải giống một cái đầu lâu không? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, quan sát ngọn núi kỳ lạ này một chút, quả nhiên có vài phần tương tự với cái đầu. Bất quá, nó không giống như đầu người, hẳn là đầu của ma tộc. Cát Tường Phi tiếp tục nói. Ngọn núi này tên là Phi Lai Phong, là ngọn núi từ trên trời bay tới. Nghe nói rất nhiều vạn năm trước, trên trời đột nhiên rơi xuống một quả hỏa cầu lớn, ẩm ẩm bay tới, rơi xuống nơi này, đập văng đám núi non bốn phía. Những ngọn núi nhỏ xung quanh đều là do lần va đụng năm xưa kia đập ra tạo thành. Thời điểm tổ tiên ma tộc ta phát hiện ra nơi này, biển lửa vẫn còn chưa dập tắt, đoán chừng khi đó đã thiêu đốt suốt mấy vạn năm rồi. Lại qua thêm mấy vạn năm nữa, biển lửa mới dần tắt, lộ ra đạo hắc tuyền này. Tiền bối ma tộc ta đợi sau khi lửa tắt hẳn mới đi tới nơi này kiểm tra. Nhìn thấy một cái đầu lớn, chính là ngọn núi này. Thiên Ma Phi cũng nói. Lúc đó, ngọn núi này vẫn còn có tai mắt mũi miệng, nghe nói còn có huyết nhục nữa. Chỉ là hiện tại tất cả cũng đều đã biến thành tảng đá. Bất quá, nếu ngươi tinh tế quan sát, vẫn còn có thể nhìn ra hình dáng vành tai. Toàn bộ ngọn núi này, ngay cả một khối đá vụn nhỏ cũng đều không có. Cho dù là thần binh cũng đừng mơ tưởng từ trên sơn thể cắt xuống một tảng đá. Từ cổ chí kim, nơi này đã phát sinh vô số trận đại chiến. Nhưng Thủy Chung cũng không thể đánh hư được nơi này. Trung Nhạc cau mày, nói. Nói cách khác, ngọn núi này chính là một cái đầu lâu. Vậy đạo hắc tuyền này là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng. Một nàng quý nữ đột nhiên nói. Ta nghe trưởng lão trong tộc từng nói qua, đạo hắc tuyền này vốn là vô số mảnh vỡ văn lộ đồ đằng thuần túy ngưng tụ lại hóa thành ma tuyền màu đen. Chủ yếu là bởi vì khi hắn còn sống, tu vi thật sự quá mạnh mẽ, vì vậy cho nên sau khi hắn chết, tu vi cũng không hoàn toàn tiêu tán mất. Những luyện khí sĩ giống chúng ta vậy, văn lộ đồ đằng trong cơ thể cũng sẽ hóa thành giải lụa. Sau khi chết, văn lộ đồ đằng cũng từ từ tiêu tán. Mà tôn cổ ma thần này bởi vì quá mạnh mẽ, cho dù sau khi hắn chết, văn lộ đồ đằng của hắn cũng kéo dài không suy, thủy chung vẫn luôn xoay tròn xung quanh cái đầu của hắn. Trung Nhạc giật mình, nhìn về phía tòa hắc tuyền quan trước mặt. Hắc tuyền quan này chính là một tòa hùng quan, phương viên hơn 100 dặm. Mà cái phương viên hơn 100 dặm này vừa vặn chính là kích thước thiên linh cái của tôn cổ ma thần này. Ma thần lớn như vậy. Trong lòng hắn ầm ầm chấn động, có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này, chiếc thuyền hoa chậm rãi lái vào hắc tuyền quan. Thiên Ma Phi chuẩn bị đáp xuống, vừa nói. Có người từng suy đoán, nói tôn cổ ma thần này có thể là một tôn tiên thiên ma thần. Hắn đại chiến với thần minh, bị thần minh chém chết, đoán chừng là bị tiên thiên thần giết chết. Bất quá, đó là chuyện tình thời viễn cổ rồi, ai cũng không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Tiên thiên thần, tiên thiên ma thần đều là tự nhiên sinh ra, không phải do sinh dục mà ra. Bọn họ là do thiên địa dựng dục sinh ra. Ví dụ, như Nguyệt Linh nữ thần mà Trung Nhạc đã từng nhìn thấy dưới lòng đất Hiếu Mang thần tộc, là bởi vì Lê Dân Tế Tự mà tự nhiên sinh ra, chính là một tôn tiên thiên thần. Tiên thiên thần trời sinh cường đại, mà luyện khí sĩ giống như Trung Nhạc bậc này, nếu có thể tu luyện thành thần. Vậy đều là thuộc về hậu thiên thần rồi, thực lực thua kém tiên thiên thần rất nhiều. Mà tiên thiên ma thần lại được gọi tắt là thiên ma, hoàn toàn đối lập với tiên thiên thần. Trong ma tộc có rất nhiều công pháp có liên quan tới hai chữ thiên ma, thật ra đều là giả cái tên thiên ma mà thôi. Còn thiên ma phi sở dĩ có hai chữ thiên ma, cũng không phải bởi vì nàng cường đại, mà là trong tên của nàng có một chữ thiên, ma phi là địa vị của nàng, bởi vậy mới gọi là thiên ma phi.
Chiếc thuyền hoa chậm rãi đáp xuống, Thiên Ma Phi thu hồi thuyền hoa, đám người từ trên không trung từ từ đi xuống, tiến vào trong Hắc Tuyền Quan. Bước chân Trung Nhạc đột nhiên chậm lại, quan sát dòng hắc tuyền từ bên trái tòa hùng quan này bay lên. Quả nhiên nhìn thấy trong dòng nước suối đen kịt, như mực kia chính là vô số văn lộ đồ đằng tinh mịn tới cực điểm. Đám văn lộ đồ đằng này đã vỡ nát không còn một mảnh nguyên vẹn, rất khó từ trong đám văn lộ đồ đằng này lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm gì, cũng không cách nào học được công pháp của Tôn Thiên Ma này. Bất quá, cho dù là mảnh vỡ văn lộ đồ đằng, cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Đột nhiên, trong thức hải Trung Nhạc truyền tới thanh âm nghi ngờ của Tân Hỏa. Đợi một chút, cái đầu này có chút quen mắt a. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đốm lửa nhỏ này đột nhiên la lên một tiếng. Thời điểm ta và kẻ thừa kế tiền nhiệm trở lại tổ tinh, ở trên tinh không đã gặp phải một tôn tiên thiên ma thần. Kẻ thừa kế tiền nhiệm xuất thủ chém bay đầu hắn. Lúc đó, cái đầu của hắn đã rơi xuống tổ tinh. Chẳng phải chính là cái đầu này sao? Tiểu tử này thật ra cũng phi thường lợi hại a. Ta còn nhớ lúc đó hắn còn xưng tên họ, gọi là cái gì nhỉ? Hắn nhất thời lâm vào đau khổ suy tư, Thủy Chung cũng không nhớ ra tên họ tôn ma thần kia, ảo não không thôi. Trong lòng Trung Nhạc lại càng hoảng sợ, không khỏi ngẩn người. Tân Hỏa và kẻ thừa kế tiền nhiệm du ngoạn vũ trụ, trên tinh không tổ tinh vô tình gặp phải một tôn tiên thiên ma thần, xuất thủ giết chết hắn. Đây hẳn là một trận chiến đấu cấp sử thi à. Đáng tiếc Tân Hỏa đầu óc không tốt, không ngờ lại quên mất tên của đối phương. Chương 388. Hắc Tuyền Quan nằm sát vùng duyên hải đông nam bộ phiến đại lục ma tộc này, là yếu địa phòng thủ hải lục, bởi vậy được gọi là quan. Lúc này trong quan cường giả tụ tập đông đúc, ma thánh xuất hiện ở nơi này chỉ là một lời đồn, cũng chưa có kẻ nào từng ở nơi này nhìn thấy ma thánh cả, bọn họ chỉ từng gặp qua ma hậu mà thôi. Nhưng chỉ là một lời đồn, cũng đã đủ để hấp dẫn rất nhiều cao thủ ma tộc tới đây rồi. Nghe nói ma thánh chính là lập nghiệp từ nơi này, thanh danh từ từ dâng cao, về sau đã trở thành ma thần. Trước khi hắn chết, cũng quay trở về nơi này. Khi đó, tiên tổ bát bộ thánh tộc ta chính là phát hiện thi thể của hắn ở nơi này, quan sát thân thể hắn, đạt được thiên thánh thần chiếu kinh của hắn. Cát Tường Phi thấp giọng nói. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Ma thánh lập nghiệp ở nơi này, trước khi chết cũng quay về đây. Lần này hắn đoạt xá Diêm La Ma mà phục sinh, cũng lại xuất hiện ở nơi này. Hắc Tuyền Quan này nhất định có chỗ kỳ dị. Mới có thể khiến cho hắn sinh tử phục sinh đều ở nơi này Tân Hỏa. Sau khi ngươi và kẻ thừa kế tiền nhiệm chém chết tôn tiên thiên ma thần kia, có bảo vật hoặc là đồ vật gì đó của hắn rơi xuống nơi này không? Tân Hỏa. Đốm lửa nhỏ kia vẫn như cũ đang khổ cực suy tư, không hề đáp lại. Trung Nhạc lắc đầu chán nản. Thiên Ma Phi mỉm cười nói. Chúng ta đi Thiên Hương Lầu đi. Nơi đó là sản nghiệp của La Sát Thánh tộc ta. Trung Nhạc gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa lầu cao tú lệ cao ngất, cao hơn xa những kiến trúc xung quanh, cực kỳ nổi vậy, đây chính là Thiên Hương Lầu. Chư nữ hạo hạo đãng đãng vây quanh Trung Nhạc đi về phía Thiên Hương Lầu, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao nhìn lại, thậm chí cũng không thiếu cường giả dùng tinh thần lực càn quét tới. Hai nàng Thiên Ma Phi và Cát Tường Phi cười lạnh một tiếng, bạo phát tinh thần lực bản thân, va chạm với đám tinh thần lực vọt tới từ bốn phía kia. Không trung nhất thời xuất hiện từng cỗ cơn lốc đảo quét. Ma La công tử đã tới. Một lão giả ma tộc nhìn về phía Trung Nhạc bị chư nữ vờn quanh, động dung nói. Cát Tường Phi và Thiên Ma Phi đều đi bên cạnh hắn. Tên gia hỏa cao lớn thô kệch này hẳn chính là Ma La công tử rồi. Thật là một gia hỏa cường tráng a, khó trách lại dám cướp phi tử của ma thánh. Trung Nhạc thân cao 1 trượng 6, thân thể khôi ngô hùng tráng, toàn thân có một loại sát khí âm sâm. Mang tới cho đám luyện khí sĩ ma tộc bốn phía áp lực cực lớn. Gia hỏa này cướp đoạt ái phi của ma thánh, lần này ma thánh hiện thân, nhất định là có trò hay để nhìn. Bọn họ đang đi tới Thiên Hương Lầu sao? Tựa hồ ma hậu nương nương và những ma phi nương nương khác cũng đang ở đó. Trung Nhạc đối với ánh mắt của mọi người căn bản là không thèm để ý, dưới sự hướng dẫn của Thiên Ma Phi đi vào Thiên Hương Lầu. Thiên Hương Lầu có tổng cộng 36 tầng, mỗi tầng cao 7 trượng, toàn bộ Thiên Hương Lầu cao hơn 240 trượng. Đứng trên lầu có thể thu hết thảy cảnh trí trong hùng quan vào trong tầm mắt, thưởng thức hắc tuyền trên không trung. Hơn nữa phương viên mỗi một tầng vô cùng rộng lớn, trang trí đều vô cùng tráng lệ, đủ để dung nạp mấy trăm ma tộc cùng một lúc, bởi vậy sinh ý rất là náo nhiệt. Mà càng đi lên tầng trên, địa vị của tân khách cũng càng cao. Tới tầng cao nhất, đó chính là địa phương mà các nhân vật nổi danh hội tụ. Muốn tiến vào trong đó, còn phải nhìn xem thân phận ngươi có đủ hay không. Bất quá! Nơi này là sản nghiệp của La Sát Thánh Tộc, có Thiên Ma Phi bên cạnh, bọn người Trung Nhạc tự nhiên có thể đi lên tầng cao nhất. Hơn nữa,
Cho dù không có tầng quan hệ thiên ma phi này, với danh khí hiện tại của Trung Nhạc cũng có đầy đủ tư cách đi lên tầng đỉnh rồi. La Độ La, em rể tiện nghi của ngươi đã tới. Trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu, một đạo thanh âm đột nhiên cười nói. Ma La công tử dùng lực ép bức, ngủ với muội muội ngươi, hơn nữa còn dẫn theo muội muội ngươi đi rêu rao khắp nơi, không ngờ ngươi lại còn có thể nhẫn nại tới bây giờ. Nghe nói, bài danh của ngươi trong thập kiệt cũng bị hắn ép xuống. Hắn đứng thứ tư, ngươi thứ năm. Khóe mắt La Độ La nhảy lên một cái, nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc đang nói chuyện kia, cười lạnh nói. Ai cần ngươi lo? Tượng Giang, ngươi quá nhiều chuyện rồi. Tượng Giang bật cười ha ha, đảo mắt tìm bốn phía, hỏi. Con bạch sư tử của ngươi đâu rồi? La Độ La lắc lắc cổ mấy cái, nói. Bị lão tử hấp ăn mất rồi. Tượng Giang cười hắc hắc, nói. Hấp ăn mất rồi. La Độ La, hơn một nửa bản lĩnh của ngươi là ở trên con bạch sư tử kia. Hiện tại bạch sư tử lại bị ngươi ăn mất, xem ra bài danh của ngươi lại sẽ rơi xuống mấy bậc rồi. Nói không chừng thậm chí còn xếp sau tiểu đệ nữa a. La Độ La cắn răng một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên thanh âm bước chân truyền tới. Một gã luyện khí sĩ ma tộc trẻ tuổi cất bước đi lên tầng cao nhất, khiến cho trong lòng rất nhiều cường giả trẻ tuổi trên tầng cao nhất nhất thời khẽ động, nhao nhao nhìn về phía gã luyện khí sĩ ma tộc kia, làm ra động tác vấn an. Trong lòng La Độ La khẽ nhảy lên. Đã từng đệ nhất tu hoành túc của Tu La tộc, ngay cả hắn cũng tới. Gã luyện khí sĩ ma tộc kia chính là tu hoành túc của Tu La tộc. Khuôn mặt gầy còm của hắn cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt ẩn chứa sát khí, chợt khom người nói. Hải Vương, xin mời. Một tiếng cười ha hả truyền tới, yêu khí bốc lên cuồn cuộn, một tôn cự bá sãi bước tiến vào tầng cao nhất, mỉm cười nói. Tu hoành túc tiểu hữu khách khí rồi. Ánh mắt Hải Vương Sa Kỳ Sơn lộ ra hung quang, quét nhìn một vòng trên tầng cao nhất, sau đó mới đại mã kim đao ngồi xuống. Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, Trung Nhạc cùng với chúng nữ Thiên Ma Phi cũng đi lên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu, chương 389. Trung Nhạc vừa đi lên, từng cặp mắt trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu, nhất thời rời khỏi trên người Hải Vương Sa Kỳ Sơn, rơi xuống trên người hắn, lại rơi xuống trên người chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi. Trong những đạo ánh mắt này, cực kỳ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, kính nể cũng có, chiến ý hừng hực lại càng nhiều hơn, mà sát khí dâng trào lại càng không phải số ít. Dù sao trước đây gã Ma La công tử Trung Nhạc, này chính là bình thường không chút nổi trội, hiện tại đột nhiên thanh danh dâng cao, có thể nói là tân tinh chói mắt nhất của ma tộc Bát Hoang, đem quang mang của những cường giả nổi danh đã lâu bọn họ hoàn toàn ép xuống. Điều này khiến cho rất nhiều cường giả không phục, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhất là ma thánh uy danh vang xa, kẻ đi theo đông đảo. Mà Trung Nhạc lại cướp đoạt ma phi, quý nữ của hắn, tự nhiên sẽ khiến cho những kẻ đi theo này tràn đầy sát ý đối với hắn. Ánh mắt Trung Nhạc quét nhìn một vòng, đối với đám cao thủ ma tộc này căn bản là không chút để ý. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt dừng lại, nhìn về phía tôn cự bá hải tộc, khôi ngô dị thường trong tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu kia, trong lòng khẽ động, lập tức biết rõ kẻ này rốt cuộc là ai. Hải Vương Sa Kỳ Sơn. Toàn thân Hải Vương Sa Kỳ Sơn lan tỏa mùi cá tanh, hơn nữa dâng trào khí tức hải yêu của hải tộc, hơn nữa hai bên mép vị cự bá này mọc ra cặp râu cá mập, dung mạo dữ tợn hung ác. Rất dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Sao Sa Kỳ Sơn lại ở nơi này? Cái tên này dán bức họa của ta và Long Nhạc khắp nơi, lại còn truy nã ta. Ta vẫn chưa từng gặp mặt hắn bao giờ, mà hắn lại biết rõ ta và Long Nhạc lại là cùng một người. Nguồn gốc tin tức này chỉ có thể là Phong Vô Kỵ. Ánh mắt Trung Nhạc khẽ động, rơi xuống trên người gã luyện khí sĩ ma tộc tu hoành túc bên cạnh Sa Kỳ Sơn kia, thấp giọng hỏi Thiên Ma Phi. Hắn là ai? Thiên Ma Phi thấp giọng nói. Tu hoành túc của Tu La tộc, đã từng là đệ nhất cao thủ đan nguyên cảnh. Sau khi Diêm La Ma tu thành nguyên đan, đối thủ lớn nhất chính là hắn. Bất quá, Diêm La Ma lại bị ma thánh đoạt xá, vị trí đệ nhất đan nguyên cảnh cũng biến thành ma thánh, hắn chỉ có thể bài danh thứ hai. Tu hoành túc của Tu La tộc, Trung Nhạc khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không có khả năng là hóa thân ma đạo của Phong Vô Kỵ. Hóa thân bồ lão của Phong Vô Kỵ vừa mới chết. Cho dù một lần nữa luyện ra hóa thân ma đạo, cũng chỉ có thể là một tân tú mới xuất hiện giống như ta vậy. Trừ phi hắn có thể đoạt xá tu hoành túc. Bất quá, Phong Vô Kỵ hẳn là không thể tới Bát Hoang ma tộc, cho nên cũng không có khả năng đoạt xá hắn. Nhưng Phong Vô Kỵ nhất định là từng tiếp xúc với Sa Kỳ Sơn. Tu hoành túc không có khả năng là hóa thân của Phong Vô Kỵ, vậy hóa thân ma đạo của hắn là ai? Hóa thân bồ lão của Phong Vô Kỵ chính là hóa thân ma đạo của hắn, tu luyện chính là ma công. Hóa thân bồ lão đã bị quân tư tà dùng tiếng đàn giết chết.
hóa sinh huyền công tam định nguyên đan, tam phân nguyên thần. Nếu nguyên đan bị diệt, nguyên thần bị diệt, chỉ cần không phải là bản thể, sẽ có thể luyện trở về. Hiện tại Phong Vô Kỵ là đại tế ti của Hiếu Mang Thần Miếu, trưởng khống toàn bộ tài nguyên của thần tộc này, có được nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, muốn luyện lại hóa thân ma đạo, đồng thời bồi dưỡng hắn lớn mạnh lên hẳn là cũng không tính là khó khăn gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng thời gian ngắn ngủi như vậy, nếu hắn quả thật muốn trọng luyện một cái hóa thân ma đạo, cũng không có khả năng để thăng tu vi hắn tới trình độ của hóa thân bổ lão, nhiều nhất cũng chỉ là linh thể cảnh, đan nguyên cảnh, không có khả năng quá đáng sợ. Mà tu hoành túc thì thành danh đã lâu, nếu Phong Vô Kỵ muốn đoạt xá hắn, luyện hắn thành hóa thân ma đạo, vậy nhất định phải tự mình chạy tới đại lục ma tộc. Hiển nhiên Phong Vô Kỵ là không có thời gian này. Đại tế ti tiền nhiệm của Hiếu Mang thần tộc tử vong, Âm Tỉnh Viên Khuyết cũng đều mất mạng tại kiếm môn, thực lực Hiếu Mang thần tộc tổn thương thảm trọng, Phong Vô Kỵ nhất định phải lưu lại trấn thủ Hiếu Mang thần tộc. Đột nhiên, Sa Kỳ Sơn ý bảo một cái, một gã luyện khí sĩ tu la tộc bên cạnh Tu Hoành Túc chợt đứng dậy, lấy ra hai bức họa, đi tới trước mặt từng gã luyện khí sĩ, đối chiếu với bức họa. Hai bức họa này chính là vẽ Trung Nhạc và Long Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhìn về phía gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi này, thấp giọng hỏi Thiên Ma Phi. Hắn là ai? Thiên Ma Phi quan sát trên dưới người nọ, lắc lắc đầu, nghi hoặc nói. Chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là tân tú của tu la tộc? Trung Nhạc nhìn về phía Cát Tường Phi, lộ ra thần sắc thăm hỏi. Cát Tường Phi lắc đầu, nói. Ta cũng chưa từng thấy qua. Gã đệ tử tu la tộc, trẻ tuổi kia cầm theo hai bức họa đi tới trước mặt đám người Trung Nhạc. Con người sắc bén như hắc châm rơi xuống trên người Trung Nhạc, trên dưới đối chiếu bức họa, đột nhiên cười nói. Ma La công tử, nghe nói lúc Trung Sơn Thị rời khỏi kiếm môn, có hải tộc ở trên biển nhìn thấy hắn rời khỏi Đông Hải, cùng với Thiên Ma Phi tiến vào lãnh địa ma tộc ta. Mà Ma La công tử cũng là vào lúc này thanh danh dâng cao. Chẳng lẽ Ma La công tử chính là Trung Sơn Thị sao? Yêu khí toàn thân Sa Kỳ Sơn nhất thời trở nên cực kỳ nồng đậm, hai mắt như điện nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhất thời cảm giác được ánh mắt của hắn phảng phất như hai ngọn núi lớn đụng thẳng lên lồng ngực chính mình, chấn cho khí huyết chính mình sôi trào. Nghe nói Trung Sơn Thị và Long Nhạc đều là cùng một người biến thành. Long Nhạc hiện tại không phải là đang hiện thân tại Đông Hoang, rêu rao là muốn khiêu chiến Trung Sơn Thị sao? Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Một người làm sao có thể đồng thời hiện thân ở hai nơi? Nếu quả thật Hải Vương muốn tìm Trung Sơn Thị, cứ việc chạy tới Đông Hoang yêu tộc là được. Hải Vương Sa Kỳ Sơn khẽ gật đầu một cái, thu hồi ánh mắt. Nào ngờ gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia lại cũng không rời đi, tiếp tục đưa ra nghi vấn, hỏi. Xin hỏi lai lịch của Ma La công tử. Ma La công tử đột nhiên quật khởi, vẫn nói ngươi là Ma La tộc. Nhưng Ma La tộc ở nơi nào, ta lại chưa từng nghe nói qua. Ta từng thỉnh giáo rất nhiều tiền bối của tu la thánh tộc, vậy mà không một ai biết rõ Ma La tộc là chủng tộc ở địa phương nào, cho nên không khỏi khiến cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Tên họ, sư thừa lai lịch, công pháp tu luyện, chủng tộc của ngươi ở nơi nào? Còn xin Ma La công tử nhất nhất nói rõ ràng, bằng không Hải Vương sẽ mất hứng. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, hỏi. Ngươi là ai? Có thân phận gì? Không ngờ lại dám nghi vấn ta. Thật to gan. Gã đệ tử tu la tộc trẻ tuổi kia cười nói. Ta chỉ là một tên người hầu của Hải Vương, tên họ cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, ta là người hầu của Hải Vương. Thân phận này đủ để nghi vấn ngươi rồi chứ? Hải Vương Sa Kỳ Sơn một lần nữa nhìn về phía Trung Nhạc, khí thế kinh khủng một lần nữa bạo phát, uy nghiêm trấn áp toàn trường, trầm giọng nói. Tiểu bối, trả lời câu hỏi của người hầu ta. Trung Nhạc cười lạnh, nói. Hải Vương, ngươi đừng quên nơi này không phải là Đông Hải. Ngươi đắc tội ta, dẫn xuất tồn tại sau lưng ta, bóp chết ngươi chính là đơn giản giống như bóp chết một con sâu kiến vậy. Hải Vương Sa Kỳ Sơn nở nụ cười ác độc, đứng lên nói. Tồn tại sau lưng ngươi là ai? Cứ để cho hắn đi ra. Ta ngược lại không tin còn có ai dám can đảm đối nghịch với ta. Khí thế của hắn nghiền ép tới mức đông đảo cường giả trong Thiên Hương Lầu, cơ hồ hít thở không thông. Trong đầu Trung Nhạc không ngừng xoay chuyển, lạnh nhạt nói. Tồn tại sau lưng ta nói ra có thể hù chết ngươi. Bát Hoang Ma tộc không phải là nơi mà ngươi có khả năng xưng hùng xưng bá. Ngươi xác nhận muốn để cho tồn tại sau lưng ta đứng ra sao? Hắn vừa ra, ngươi chính là tế phẩm của hắn. Trong lòng Sa Kỳ Sơn kịch liệt nhảy lên một cái. Lẽ nào tiểu tử này là do ma thần dạy dỗ ra? Nếu hắn quả thật là đệ tử do ma thần dạy dỗ ra, như vậy ta liền không xong rồi. Chuyện trong Bát Hoang Ma tộc vẫn còn ma thần tồn tại cũng chỉ là một lời đồn.
từ trước tới giờ vẫn chưa từng có ai gặp qua ma thần, nhưng nội tình ma tộc thâm hậu, lời đồn này không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Chỉ là hiện tại Sa Kỳ Sơn đâm lao phải theo lao. Nếu hắn không dám để cho tồn tại sau lưng Trung Nhạc đi ra, mặt mũi của hắn sẽ hoàn toàn mất sạch. Nhưng nếu để cho tồn tại sau lưng hắn đi ra, vạn nhất thật sự là ma thần còn lưu lại trong nhân thế, như vậy chính mình liền ăn không tiêu rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chương 390. Ta cũng chỉ là giúp Côn Bằng thần tộc tìm tên tiểu tử kia mà thôi, tội gì dùng tính mạng của chính mình đi mạo hiểm chứ. Đột nhiên, bốn phía trở nên hoàn toàn yên tĩnh, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như cự thú hồng hoang truyền tới. Chỉ nghe từng tiếng tiếng bước chân nặng nề vang lên, sau đó năm vị lão giả bộ dạng cao gầy cất bước tiến vào tòa thiên hương lầu này. Đúng là đám lão quỷ âm hồn bất tán. Sa Kỳ Sơn nhân cơ hội ném Trung Nhạc sang một bên, sắc mặt càng thêm dữ tợn hung ác, cười lạnh nói. Long tộc ngũ lão, các ngươi truy sát lão tử lâu như vậy, cầm theo thần binh cũng không giết được lão tử, các ngươi không phiền sao? Sắc mặt Long tộc ngũ lão bình thản, căn bản không hề bận tâm tới hắn. Một lão trong đó lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa đền tội, cũng đừng mơ tưởng chúng ta sẽ rút lui. Tội thần, theo chúng ta trở về tiếp nhận xử lý. Sa Kỳ Sơn nở nụ cười ác độc, đang muốn đại khai sát giới, đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm cười lạnh, nói. Hải Vương, ngũ lão, nơi này là thánh địa của ma tộc ta. Các ngươi vẫn là tạm thời an phận một chút thì tốt hơn. Một cỗ khí tức kinh khủng lay động toàn bộ Hắc Tuyền Quan, chỉ thấy ma khí ầm ầm chấn động, từng vị cự bá ma tộc đang lâm thiên hương lầu. Không ngờ lại là 8 vị cự bá tới từ bát bộ thánh tộc. Sắc mặt Long tộc ngũ lão rốt cuộc khẽ biến, 5 người chậm rãi ngồi xuống, thân thể như nham thạch, không chút cử động. Mà 8 vị cự bá bát bộ thánh tộc kia cũng nhao nhao ngồi xuống, không chút cử động, mỉm cười nói. Hải Vương, ngũ lão, chúng ta chỉ là tới xem một chút đám tiểu bối và ma thánh, cần gì phải mạnh mẽ xuất thủ? Chẳng phải là khiến cho bọn tiểu bối chê cười sao? Hải Vương Sa Kỳ Sơn tuy nói là có giao tình với bát bộ thánh tộc, nhưng cái giao tình này chỉ là bởi vì ma tộc có thù oán với Long tộc, ma tộc cố ý khiến cho Long tộc khó nhìn một chút, cho nên mới cấp cho hắn một vài thuận tiện mà thôi. 8 vị cự bá của bát bộ thánh tộc đã lên tiếng, Sa Kỳ Sơn cũng không dám tùy ý làm bậy, lập tức nháy mắt với gã đệ tử Tu La tộc trẻ tuổi kia, sau đó yên lặng tĩnh tọa. Gã đệ tử Tu La tộc trẻ tuổi kia lại nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói. Còn xin Ma La công tử nói một chút lai lịch của mình. Trung Nhạc lắc đầu, nói. Ngươi tính là thứ gì? Ngay cả tên họ của mình còn không dám báo ra, cũng xứng hỏi lai lịch của ta. Nói ra lai lịch của ngươi trước, để ta nhìn một chút ngươi có tư cách này hay không. Sắc mặt gã đệ tử Tu La tộc trẻ tuổi kia không đổi, lui về phía sau một bước, mỉm cười nói. Tên của ta rất đơn giản, gọi là Tu La. Nếu ta đã không có tư cách, vậy thì mời một người có tư cách tới. Hoành Túc sư huynh, mời ngươi. Sắc mặt Tu Hoành Túc lạnh lùng nghiêm nghị, tiến về phía trước, điềm nhiên nói. Ma La, ngươi có thể nói rồi chứ? Trung Nhạc lắc đầu, cuồng vọng tới cực điểm. Ngươi còn không được. Loại luyện khí sĩ như ngươi vậy, ta tát một cái đã có thể đánh chết 3 tên. Trong lòng Thiên Ma Phi không khỏi âm thầm lo lắng. Người khác không biết lai lịch của Trung Nhạc, nhưng nàng chính là biết rõ ràng, mặc dù Trung Nhạc đã biến thành bộ dáng ma tộc, nhưng huyết thống của hắn thì vẫn chưa thay đổi. Nếu tinh tế kiểm tra, tất nhiên là sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, Trung Nhạc giả danh là Ma La công tử, đột nhiên quật khởi, quả thật đã dẫn tới rất nhiều nghi kỵ cùng hoài nghi. Gã Tu La trẻ tuổi này thoáng cái đã bắt lấy chỗ sơ hở của hắn. Gã Tu La trẻ tuổi này là ai? Đệ tử Tu La thánh tộc có can đảm đặt tên là Tu La cũng không nhiều, vì sao hắn lại một mực chắc chắn Ma La công tử chính là Trung Nhạc? Trong lòng nàng cũng không khỏi nghi hoặc, vội vàng gọi một nàng La sát nữ, phân phó mấy câu, khiến cho nàng ta đi thăm dò lai lịch của gã Tu La trẻ tuổi này. Bộ dáng Tu Hoành Túc đằng đằng sát khí, bình tĩnh vạn phần nói. Có hải tộc ở trên biển nhìn thấy Trung Sơn Thị tiến vào đại lục ma tộc ta, nếu Ma La công tử không thể chứng minh bản thân không phải là Trung Sơn Thị, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng thi thể của ngươi tới chứng thực. Trung Nhạc đối với hắn làm như không thấy, lại liếc mắt nhìn Tu La. Phong Vô Kỵ là nhân vật so với đại tế Ti tiền nhiệm còn đáng sợ hơn một bậc, một chuỗi mưu tính, khiến cho đại tế Ti tiền nhiệm chết trong tay lão môn chủ, mượn kiếm môn xử lý luôn tứ lão âm tình Viên Khuyết, san bằng toàn bộ mọi chướng ngại cản trở chính mình leo lên vị trí đại tế Ti. Thậm chí suýt chút nữa đã cướp luôn thánh linh dưới lòng đất kiếm môn. Có thể nói, hắn đã đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay. Kẻ này có trí tuệ cực cao, nếu không phải Trung Nhạc nhìn thấu hóa thân bồ lão của hắn, hòa nhau một ván, bằng không hắn đã chính là kẻ toàn thắng chân chính. Trung Nhạc kiêng kỵ đề phòng hắn như vậy,
mà hắn ngược lại cũng vô cùng kiêng kỵ Trung Nhạc, luôn nghĩ cách muốn diệt trừ Trung Nhạc. Lẽ nào hóa thân ma đạo, mới của Phong Vô Kỵ chính là gã nam tử trẻ tuổi tự xưng là Tu La này? Sát khí trong mắt Tu Hoành Túc càng thêm nồng đậm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất thủ. Đột nhiên một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, phi thường dễ nghe, nói: Tu Hoành Túc không có tư cách, không biết bổn cung có tư cách hay không? Sắc mặt Thiên Ma Phi và các tường phi khẽ biến, sắc mặt hơn 20 nàng quý nữ kia cũng nhất tề biến đổi. Ma hậu nương nương. Một nàng quý nữ rung giọng nói. Trung Nhạc cười ha hà, nhìn về phía lối vào tầng cao nhất, hào khí can vân nói. Ma hậu. Đệ nhất nhân trong thập mỹ, người trưởng quản chư nữ của ma thánh. Ma hậu đã đích thân hỏi, ta sao dám không theo? Mau tới trong lòng ta để cho ngươi nghiệm minh chân thân a. Làm càn. Từng đạo thanh âm nữ tử quát lớn vang lên, tiếp theo trước mắt mọi người nhất thời sáng ngời. Chỉ thấy một đám mỹ nhân vây quanh một nàng mỹ nhân quốc sắc thiên hương đi lên tầng cao nhất của thiên hương lầu. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp ngược lại cũng thôi, quan trọng là trên người nàng có một loại khí độ mẫu nghi thiên hạ, lộ ra vô cùng xuất chúng, khiến cho khí thế của Thiên Ma Phi và các tường phi đều thấp hơn nàng một bậc. Ma hậu nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói. Công tử nói đùa, xin hỏi tồn tại sau lưng công tử là người nào vậy? Trung Nhạc đang muốn thuận miệng nói ra một cái tên họ nào, đột nhiên tân hỏa trong thức hải hắn chợt thốt lên một tiếng, vui vẻ nói. Ta nhớ ra rồi. Tôn tiên thiên ma thần bị kẻ thừa kế tiền nhiệm giết chết kia tự xưng là Ba Tuần. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, mỉm cười nói. Ta là Ma La, hắn gọi là Ba Tuần. Lời vừa nói ra, nhất thời cả tòa Hắc Tuyền Quan không ngừng ầm ầm chấn động, quần sơn rung chuyển, đại địa run rẩy. Đạo Hắc Tuyền giữa không trung giống như sắp sửa bạo phát vậy, so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tràng diện giống như thần ma phẫn nộ vậy. Sa Kỳ Sơn nhất thời bị dọa cho vội vàng rụt cổ một cái. Trong lòng Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, nhưng mặt lại không đổi sắc, mỉm cười nói. Ai muốn gặp hắn? Ta có thể mời hắn ra, chương 391. Mãi cho tới lúc này, Hắc Tuyền Quan vẫn còn đang không ngừng chấn động, dòng Hắc Tuyền giữa không trung trở nên vô cùng khủng bố. Đám mảnh vỡ văn lộ đồ đằng cấu thành nước suối kia rít lên ào ào vang dội, ma âm phiêu miễu từ trong nước suối vang lên, vang vọng toàn thành. Trên tầng cao nhất của Thiên Hương Lầu cũng là mưa gió bập bùng, uy năng ma thần hàng lâm. Sắc mặt Long tộc Ngũ Lão, cùng với đám cự bá của Bát Bộ Thánh tộc nhất tề kịch biến, trở nên vô cùng tái nhợt, kinh hồn táng đảm. Trung Nhạc vừa gọi một tiếng Ba Tuần, liền khiến cho Hắc Tuyền Quan xuất hiện dị tượng bậc này. Đây căn bản không phải là dị tượng mà cự bá có khả năng tạo thành, mà là thủ đoạn chỉ có thần ma mới có. Kẻ nào tu vi càng mạnh, áp lực cảm nhận được cũng càng lớn, càng khủng bố. Thực lực của 14 vị cự bá ở đây đều là tồn tại đỉnh cao, áp lực phải đối mặt càng là người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Hắc Tuyền Quan xây dựng trong vòng vây của Hắc Tuyền, trên đỉnh đầu của cổ ma thần. Ngọn thánh sơn này cho dù là thần binh cũng không thể tổn thương được chút nào, mà dòng Hắc Tuyền này từ xưa tới nay cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa gì. Hiện tại thánh sơn vậy mà bị lay động, Hắc Tuyền vậy mà trở nên cuồng bạo, có thể thấy được thực lực của vị đại ma thần, tên là Ba Tuần này đáng sợ tới mức nào. Một vị cự bá của Diêm Ma thánh tộc thanh âm run rẩy, cao giọng nói. Tiền bối bất giận. Chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối thu hồi thần thông. Không biết là những lời này của hắn nổi lên tác dụng, hay là Hắc Tuyền Quan sao động đã tới lúc kết thúc, mà chấn động kinh thiên động địa kia chợt dần dần bình ổn trở lại. Vị cự bá kia đặt mông ngồi bệt xuống đất, phù phù thở hổn hển mấy cái, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong lầu, hơn 10 vị cự bá liếc nhìn nhau một cái, chỉ thấy trên mặt ai nấy đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, quần áo toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Tu vi của bọn họ quá mạnh, cảnh giới quá cao, pháp lực quá thâm hậu, cho nên áp lực gặp phải cũng là người khác không cách nào tưởng tượng nổi. Mặc dù bọn họ là cự bá, nhưng vừa rồi cũng cảm giác giống như là rơi vào trong hắc ám khôn cùng, căn bản không thể dãy giụa, cũng không thể thoát thân. Đây vẫn là lần đầu tiên kể từ sau khi bọn họ trở thành cự bá cho, tới nay xuất hiện loại cảm giác khủng bố như vậy. Trên mặt Sa Kỳ Sơn cũng nhăn nhúm run rẩy, thầm hô một tiếng may mắn. May mà vừa rồi ta không bức tên tiểu tử này gọi ra tồn tại sau lưng hắn. Bằng không, nói không chừng thật sự đã bị xem như là gia súc, tế tự cho tôn ma thần này rồi. Trung Nhạc cũng không ngờ chính mình mở miệng gọi một tiếng cái, từ Ba Tuần này lại có phản ứng lớn tới như vậy. Bất quá, cuối cùng cũng đã trấn trụ được tràng diện, khiến cho Sa Kỳ Sơn vị cự bá bậc này cũng không dám vọng động. Vừa rồi Hắc Tuyền Quan trong lúc bất chợt bạo phát phản ứng lớn như vậy. Hẳn là do cái đầu của thiên ma thần Ba Tuần đang ở dưới chân. Tàn linh vẫn chưa tiêu tán. Đứng trên đỉnh đầu hắn gọi tên hắn, tự nhiên sẽ dẫn phát tàn linh phản ứng. Cặp mắt Trung Nhạc nhấp nháy,
trong lòng thầm nghĩ. Cũng không biết có thể trấn trụ bọn họ được bao lâu. Nếu đám gia hỏa này phát hiện bất luận là ai gọi ra cái tên ba tuần này, cũng sẽ dẫn phát phản ứng to lớn như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ lập tức tỉnh ngộ. A, tới lúc đó, ta sẽ chịu không nổi rồi. Nào ngờ Tân Hỏa đã cười ha hà, nói. Bọn họ kêu gọi tên họ ba tuần cũng vô dụng thôi. Tàn linh của ba tuần hẳn là còn nhớ khí tức của ta. Ta dung nhập vào trong cơ thể ngươi, vừa rồi ngươi kêu gọi hắn, bị tàn linh cảm ứng được, sau đó cảm ứng được ta, cho rằng ngươi chính là kẻ thừa kế đã đánh chết hắn, bởi vậy hắn mới nổi giận như thế. Trong lòng Trung Nhạc âm thầm kêu khổ. Ý của ngươi là, ta đã bị tàn linh của ba tuần nhớ nhung rồi sao? Tân Hỏa suy nghĩ một chút, buồn bực nói. Hẳn là như vậy. Nhạc tiểu tử, vừa rồi ngươi vì cái gì lại hô tên của hắn chứ? Ngươi không gọi tên của hắn đã không có chuyện gì rồi. Hiện tại ngươi đã tỉnh lại tàn linh của hắn, hắn tự nhiên sẽ nhớ nhung ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm. Hồn của hắn đã bị diệt, chỉ là tàn linh thôi cũng không làm được chuyện gì. Trung Nhạc nhất thời không biết nói gì. Cỗ động tĩnh vừa rồi kia ngay cả cự bá, cũng bị chấn áp khiến cho toàn thân đều là mồ hôi. Hơn nữa còn là chấn áp đồng thời hơn 10 vị cự bá. Cái này còn gọi là không làm được chuyện gì sao? Ngay cả gã thiếu niên tu la kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, liên tục nhìn về phía dòng hắc tuyền ngoài thành, lại nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc, nhất thời lâm vào suy tư, cũng không nói thêm gì nữa. Mà Tu Hoành Túc thì đứng ngây người trước mặt Trung Nhạc, tiến cũng không được mà thối cũng không xong, bộ dáng vô cùng xấu hổ. Ma Hậu cũng là vạn phần kinh hãi, mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, ngữ khí trở nên cực kỳ khách khí, nói. Hóa ra công tử là xuất thân hậu duệ quý tộc. Bổn cung quả thật đã lỗ mãng rồi. Xin công tử đừng trách. Trung Nhạc căn bản xem Tu Hoành Túc trước mặt như là không khí, thầm ý nói, mời Ma Hậu ngồi. Ta còn có vấn đề muốn được xin ý kiến. Ma Hậu nương nương ôn nhu ngồi xuống, cặp mắt đẹp nhìn quanh, lộ ra nghi thái vạn phương. Bên cạnh nữ tử này lại có mấy nàng nữ tử tư sắc tuyệt giai ngồi xuống, hẳn là mấy nàng ma phi còn lại. Bất quá, tướng mạo là ma phi của Tu La tộc trong số đó lại dữ tợn tới mức đáng sợ. Bộ dáng của nàng ở trong Tu La thánh tộc hẳn được xem như là tuyệt đại giai nhân, nhưng thật sự lại không phù hợp với thẩm mỹ của Trung Nhạc. Mà Diêm Quý Phi thì xuất thân từ Diêm La thánh tộc, dung mạo mặc dù xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại là màu trắng xanh, khiến cho Trung Nhạc cũng nhìn không vừa mắt. Còn có Ma Quý Phi của Diêm Ma thánh tộc, làn da lại đỏ bừng, giống như lửa đỏ vậy, cũng khiến cho hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận nổi. Ma tộc và nhân tộc dù sao cũng là chủng tộc bất đồng, mặc dù Trung Nhạc có thể tiếp nhận được thánh nữ phi, nàng mỹ nhân mọc ra ba cái đầu ba khuôn mặt này, nhưng tuyệt sắc giai lệ dị tộc giống La Ma Phi, Diêm Quý Phi, Ma Quý Phi bậc này, hắn lại không thể tiếp nhận nổi. Tuy thánh nữ phi có ba khuôn mặt, nhưng dáng người duyên dáng, cả ba khuôn mặt đều là thanh lệ thoát tục, đều có vị đạo riêng, khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Ma thánh tuyển chọn 8 vị ma phi, cũng không phải mỗi người đều là quốc sắc thiên hương. Vẫn là mấy người thiên ma phi, Cát Tường phi và thánh nữ phi càng đẹp mắt hơn một chút. Trung Nhạc ngắm nhìn mấy vị ma phi, lại không nhìn thấy thánh nữ phi, không khỏi khẽ ngẩn ra. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, mỉm cười nói. Mấy vị không cần quá quan tâm. Vị tồn tại sau lưng ta này bởi vì đã quá mức cổ lão, cho nên sẽ không tùy tiện hiện thân. Lúc ta xuất môn du lịch, hắn cũng chỉ đặt một luồng tinh thần lực trên người của ta, nhằm đề phòng bất trắc mà thôi. Trước khi ta xuất môn, vị tồn tại này nói với ta, nếu có kẻ nào cậy già lên mặt, vậy hắn cũng sẽ cậy già lên mặt. Nếu kẻ nào ỷ vào tu vi cảnh giới mà sỉ nhục ta, hắn cũng sẽ ỷ vào tu vi cảnh giới mà sỉ nhục kẻ đó. Nói tóm lại, ăn miếng trả miếng, ăn răng trả răng. Bất quá, nếu là đọ sức trong cùng thế hệ, vậy cho dù ta có bị đánh chết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ tuyệt không truy cứu. Chương 392. Trong lòng mấy vị cự bá nhất thời nghiêm nghị, đều nghe được ý tứ uy hiếp từ trong lời nói của hắn. Ý tứ của Trung Nhạc chính là cảnh cáo đám cự bá này, đừng nghĩ tới chuyện xuất thủ với hắn, bằng không vị tồn tại thần bí ma thần ba tuần, kia sẽ lập tức xuất thủ với bọn họ. Về phần đọ sức trong cùng thế hệ thì chính là sinh tử tự xem thiên mệnh, hoàn toàn không ngoài dự liệu của bọn họ. Cái này là quy củ trước giờ của ma tộc, khiêu chiến trong cùng thế hệ, trưởng bối không thể can dự vào, nhằm để bồi dưỡng dã tính của đệ tử. Tu Hoành Túc cùng với đám cao thủ trẻ tuổi khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là đọ sức cùng thế hệ, bất kỳ kẻ nào bọn họ cũng đều không sợ Trung Nhạc. Thân thể Tu Hoành Túc vẫn như cũ thẳng tắp như trường thương, đứng tại trước mặt Trung Nhạc, trong mắt đằng đằng sát khí, nói. Ma La công tử, nếu vị tiền bối kia đã không can dự vào chiến đấu trong cùng thế hệ, vậy ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám ứng chiến hay không? Tu sư huynh chờ một chút, an tâm chớ vội. Trung Nhạc mỉm cười gật đầu, nghiêng người dò hỏi.
vì sao thánh nữ phi cũng không đi theo ma hậu? Đôi mi thanh tú của ma hậu nương nương nhẹ nhàng nhấc lên, cười tủm tỉm, nói. Công tử không hỏi tung tích của ma thánh, ngược lại hỏi thê thiếp của ma thánh ở đâu, không khỏi có chút quá cợt nhã rồi à. Trung Nhạc bật cười ha ha, vui vẻ nói. Ai lại không có lòng thích cái đẹp chứ? Thê thiếp của ma thánh, trong lòng ta ngưỡng mộ đã lâu, nhất là ma hậu nương nương càng là quốc sắc thiên hương, khiến cho trong lòng ta nhớ mãi không thôi. Vừa nghĩ tới nếu giai lệ bậc này ngủ ở bên cạnh ma thánh, chứ không phải bên cạnh ta, ta liền dậm chân hối tiếc không thôi. Thật không dám giấu giếm. Ta muốn khiêu chiến ma thánh, ngược lại cũng không phải vì ta muốn giết chết hắn, thu được danh tiếng đệ nhất đan nguyên cảnh, mà là trong lòng ta ngưỡng mộ mấy vị nương nương, bởi vậy từ yêu sinh hận. Thật vậy sao? Cát Tường Phi cười ha hả, hỏi. Ma hậu nương nương cũng cười khanh khách, nói. Đương nhiên là giả. Bất quá, lời này của công tử ngược lại cũng khiến cho bổn cung rất khó hận ngươi a. Công tử yên tâm. Ma thánh chính là đang ở phụ cận. Hắn cũng từng nghe qua sự tích của ngươi, biết rõ ngươi đang tìm hắn, hắn rất nhanh sẽ hiện thân. Chỉ là, nghe nói công tử sưu tầm thiên thánh thần chiếu kinh khắp nơi, đã đi Atula tộc, cũng đã đi La Sát tộc, chính là vì muốn học được thiên thánh thần chiếu kinh của các tộc. Ma thánh nói, thiên thánh thần chiếu kinh của bát bộ thánh tộc đều là tàn mảnh, mặc dù ngươi đều học được thiên thánh thần chiếu kinh của bát bộ thánh tộc, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắn để ta mang thiên thánh thần chiếu kinh nguyên tác tới đây, giao lại cho ngươi, để ngươi có thể thỏa thích nghiên cứu. Sau đầu nàng, từng vòng quang luân chấn động, một quyển ma thư từ trong bí cảnh nguyên thần của nàng chậm rãi bay ra, lẳng lặng phiêu phù trước mặt Trung Nhạc. Ma hậu nương nương giơ ngọc thủ dài nhỏ lên, đặt trên quyển ma thư này, mỉm cười nói. Đây chính là thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh, do đích thân ma thánh ghi lại. Hắn nói, hắn có thể cho ngươi thời gian, để cho ngươi học tập tu hành. Đợi tới lúc ngươi có đầy đủ nắm chắc, chỉ cần nói một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện, cùng ngươi xác minh cao thấp. Thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh. Trong thiên hương lầu nhất thời một mảnh xôn xao, không biết bao nhiêu ánh mắt hừng hực rơi xuống trên quyển ma thư này. Cho dù là 14 vị cự bá kia, trong lòng cũng ầm ầm chấn động, nhao nhao nhìn về phía quyển ma thư này, trong mắt lộ ra tham niệm, hô hấp dồn dập. Trong bát bộ thánh tộc của bát hoang ma tộc đều có một quyển thiên thánh thần chiếu kinh, mặc dù đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ, nhưng cho dù là tàn kinh, thì cũng là huyền công chấn tộc của các tộc, là huyền công không ngoại truyền. Tàn kinh đã lợi hại như vậy, có thể xưng là huyền công chấn tộc, vậy thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh lại sẽ kinh người tới mức nào? Đây mới là ma thánh. Đây mới thật sự là ma thánh. Trung Nhạc nhìn về phía quyển ma thư trước mặt, thở dài một tiếng, nói. Ma thánh không hổ danh là thiên ma thần. Khí độ lòng dạ bậc này, khiến cho ta không thể không kính phục. Thảo nào là tồn tại năm xưa có thể nhất thống bát hoang. Có thể giao thủ với cường giả bậc này chính tam sinh may mắn a. Thiên ma phi nhất thời trở nên khẩn trương. Nàng cũng không ngờ ma thánh lại sẽ tặng sách cho Trung Nhạc như vậy. Lòng dạ khí phách của hắn đủ to lớn, không hổ là tồn tại được gọi là thánh. Hắn có can đảm đem công pháp của chính mình không giữ lại chút nào giao cho đối thủ, đại biểu cho tín niệm của hắn cường đại không gì sánh được. Mặc dù để cho đối thủ nghiên cứu công pháp của mình, hắn cũng có 10 phần nắm chắc sẽ thủ thắng. Nếu Trung Nhạc nhận lấy ma thư, chịu ân huệ từ chỗ ma thánh, sau này gặp phải ma thánh liền khó có thể thống hạ sát thủ. Nếu hắn không nhận ma thư, sẽ khó có thể nghiên cứu sự huyền diệu của công pháp ma thánh. Từ hai phương diện mà xét thì Trung Nhạc đều đã rơi xuống hạ phong. Bản thân Trung Nhạc đã không thủ không oán với ma thánh. Hắn đối phó ma thánh, chủ yếu vẫn là vì giao dịch với thiên ma phi. Nếu Trung Nhạc đã không có sát tâm sát ý, vậy cũng chỉ còn một đường chiến bại. Thậm chí nói không chừng, Trung Nhạc còn có thể bị lòng dạ của ma thánh cảm hóa, hóa thù thành bạn với hắn nữa. Mà đáng sợ nhất chính là, nếu Trung Nhạc đạt được thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh, tất nhiên sẽ bị các tộc mơ ước, thậm chí có khả năng chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Trung Nhạc lâm vào trầm ngâm bất quyết. Mọi ánh mắt trong thiên hương lầu, đều tập trung lên người hắn và trên quyển ma thư trước mặt hắn, không khí lại một lần nữa đè nén, trở nên vô cùng yên tĩnh, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão vậy. Qua một lúc lâu sau, Trung Nhạc có chút buồn bã thở dài, nhàn nhạt nói. Ta muốn giao thủ với ma thánh, chính là bởi vì danh tiếng hắn quá lớn, mà danh tiếng ta quá yếu, cho nên không thể không cướp đoạt ma phi của hắn, bức cho hắn đánh một trận với ta. Hiện tại xem ra, là ta đã xem thường hắn rồi. Có một đối thủ như ma thánh vậy, cần gì phải làm như vậy chứ? Thiên ma phi, Cát Tường phi, sau này các ngươi không cần đi theo ta nữa, các ngươi có thể tùy tiện rời đi. Thiên ma phi và Cát Tường phi nhất thời khẽ ngẩn ra, trong lòng thiên ma phi lại càng âm thầm kêu khổ. Liên tục nháy mắt với Trung Nhạc. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Ma hậu nương nương, ngươi thu hồi ma thư a, ta
ta giao thủ với ma thánh, tự nhiên là đường đường chính chính đánh một trận, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của hắn. Hắn lẩm bẩm, có thể chân chính quyết một trận cao thấp với cường giả bậc này, quên đi sống chết đánh một trận, thật sự là rất hưng phấn a. Ta cảm giác được huyết dịch toàn thân đang chảy xiết, đang thiêu đốt, thật sự muốn lập tức đánh chết hắn, ha 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 ha. Trung Nhạc cất tiếng cười to, cười lớn không chút kiêng kỵ. Hắn đứng dậy, vươn tay xé mở quần áo, lộ ra lồng ngực rộng rãi và cơ nhục cuồn cuộn, toàn thân chiến ý ngập trời. Ta sắp sửa không kềm chế được chiến ý trong lòng, nhịn không được muốn sát sinh một trận rồi. Vừa rồi kẻ nào nói muốn khiêu chiến ta, chương 393. Ma hậu nương nương đột nhiên bật cười, ôn nhu nói. Công tử thật sự hào khí a, không bằng như vậy, bổn cung cấp thêm cho công tử một chút tiền cược nữa. Thiên thánh thần chiếu kinh hoàn chỉnh chính là ở nơi này, nếu có vị sư huynh nào đánh chết được Ma La công tử, bổn cung sẽ thay mặt ma thánh, tặng quyển ma thư này cho hắn. Ma La công tử, không biết đề nghị này như thế nào? Trong thiên hương lầu hoàn toàn một mảnh tĩnh lặng, từng đạo ánh mắt rơi xuống trên quyển thiên thánh thần chiếu kinh, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Vừa rồi vốn dĩ đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của ma tộc, dục dịch muốn xuất động, trong lòng bất mãn đối với việc bài danh của Trung Nhạc cao hơn bọn họ. Tu Hoành Túc lại càng là nhiều lần bị Trung Nhạc khinh thường, không thèm để ý tới. Lúc này nghe được những lời khẩu suất cùng ngôn vừa rồi của Trung Nhạc, trong lòng cũng đã có chút nhịn không được. Hiện tại Ma Hậu Nương Nương lại lấy ra Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh làm phần thưởng, càng khiến cho bọn họ không cách nào ngồi yên được nữa. Tượng Giang của Thiên Tượng Thánh Tộc đột nhiên đứng dậy, cười ha hà, nói. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh này, ta lấy chắc rồi. Tượng Giang, ngươi bất quá chỉ bài danh thứ 6 trong thập kiện, cũng dám tranh với ta sao? Dạ Ly của Dạ Xoa tộc chợt từ trong đám người đi ra. Tượng Giang của Thiên Tượng Thánh tộc là thân người tám đầu, bộ dáng phẳng phất với Thiên Tượng lão mẫu, mà Dạ Ly lại là tay dài chân dài, mái tóc trên đỉnh đầu là ngọn lửa lục sắc, từng sợi tóc tinh tế giống như lục xà vũ động, môi dày miệng lớn, răng nanh lộ rõ, chòm râu hừng hực như lửa. Hai cường giả này vừa bước ra, Tư Đồ Không của Atula tộc cũng đi ra, toàn thân chiến ý dâng trào, mỉm cười nói: "Thập kiệt chỉ là một cái hư danh." Ai cao ai thấp còn phải nhìn bản lĩnh chân chính. Quyển Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh này, kẻ nào cũng không thể cướp đoạt từ trong tay ta. Ha ha, nhất quyết cao thấp với Ma La công tử, sao có thể thiếu ta được? Diêm La Khang của Diêm La Thánh Tộc cũng cười to, cao giọng nói. Diêm Ma Nguyệt Pha của Diêm Ma Thánh Tộc, Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc cũng đều đi ra, toàn thân chiến ý đằng đằng. Trong thập kiệt, ngoại trừ Ma Thánh cùng với La Độ La, Ca Ca Thiên Ma Phi ra, toàn bộ cũng đều đã lộ diện. Đám gia hỏa này đoán chừng còn chưa biết sự cường đại của muội phu ta. Khóe mắt La Độ La không ngừng nhảy loạn, trong lòng nhớ tới tình cảnh Trung Nhạc đánh một quyền về phía chính mình, chấn giết bạch sư tử của chính mình, không khỏi dùng mình một cái, đột nhiên lại cực kỳ vui vẻ, bộ dạng nhìn có chút hả hê nói. Ta chết đi tọa kỵ bạch sư tử, sợ rằng chính là bị tổn thất ít nhất trong thập kiệt. Đám gia hỏa này đoán chừng không chết cũng sẽ tàn phế a. Mà Tu Hoành Túc dự định khiêu chiến Trung Nhạc. Lúc này thấy nhiều cường giả như vậy nhao nhao đứng ra, không khỏi cười lạnh một tiếng, trái lại lui về phía sau một bước. Hắn vốn là đệ nhất cường giả trong đan nguyên cảnh, sau khi ma thánh xuất hiện mới đành phải đứng xuống thứ hai, có sự kiêu ngạo của chính mình, tự nhiên không muốn đứng chung hàng với những cường giả khác. Trung Nhạc nhìn về phía Tu Hoành Túc, ngữ khí khách sáo nói. Tu sư huynh, ngươi thì sao? Mới vừa rồi hắn còn là hào khí vạn trượng, toàn thân sát khí đằng đằng, nhưng hiện tại đột nhiên trở nên nho nhã lễ độ, ngữ khí tao nhã. Hai loại phong cách đồng thời xuất hiện trên người hắn, lộ ra phi thường quỷ dị. Tu Hoành Túc lạnh nhạt nói. Ma La công tử, ta muốn quyết một trận cao thấp với ngươi, tự nhiên là muốn quyết đấu công bằng, sẽ không chiếm bất luận tiện nghi gì của ngươi. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Thì ra là thế. Vậy xin Tu Sư Huynh chờ trong chốc lát. Các vị Sư Huynh định đi nơi nào quyết đấu? Các ngươi có thể tùy tiện lựa chọn địa điểm. Tượng Giang tiến về phía trước một bước, từ trong thiên hương lầu bay ra. Cao giọng cười nói. Ma La, ta và ngươi liền lên không trung đánh một trận a. Thân thể hắn phiêu phủ giữa không trung, lắc mình một cái, hiện ra chân thân Thiên Tượng Thánh Tộc, tám đầu thân nhện đuôi bò cạp, hai thanh liêm đao giống như hai thanh đường lang chảo vậy, cười ha hả, nói. Ma La, ngươi thanh danh dâng cao, toàn bộ đều là dựa vào đánh nữ nhân mà thành danh. Hiện tại đã đến lúc để, cho ngươi biết rõ lực lượng của Nam Nhi Thiên Tượng Thánh Tộc ta. Ra đây đi. Vui sướng nhễ nhại đánh một trận với ta. Trong lầu, Trung Nhạc vẫn như cũ khách khí nói. Những sư huynh khác cũng dự định đánh một trận với ta trên không trung sao? Dạ Ly lắc mình bay ra khỏi thiên hương lầu, thân hình ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất, thanh âm từ dưới mặt đất vang lên.
ta và ngươi đánh một trận trên mặt đất. Nơi này là Hắc Tuyền Quan, ngươi có thể yên tâm, ta đánh một trận với ngươi, tuyệt đối sẽ không đánh hư nơi này. Tư Đồ Không cất bước bay ra khỏi Thiên Hương Lầu, thân hình hạ xuống trên đỉnh một tòa cao tháp 18 tầng phía xa xa, thản nhiên nói. Ma La, nghe nói ngươi đã sỉ nhục Thánh Nữ Phi, may cho ngươi là lúc đó ta không có mặt, bằng không làm sao có thể để mặc cho ngươi làm càn ở trong Thánh Thành Thánh Sơn, chúng ta. Thân thể Diêm La Khang hóa một đạo huyền quang bay ra, đáp xuống trên thành lâu cách đó trăm dặm, thanh âm chấn động truyền tới. Ta đánh một trận với ngươi trên thành lâu, để cho toàn bộ luyện khí sĩ đều có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ngươi bị ta đánh chết. Trung Nhạc nhìn về phía Vân Hạc của Cát Tường Thánh Tộc. Vân Hạc bật cười ha ha, đang muốn bay ra khỏi Thiên Hương Lầu. Nào ngờ hắn chỉ nở nụ cười được phân nửa, Cát Tường Phi đã đột nhiên nhanh như chớp phóng tới trước mặt hắn, nắm lấy lỗ tai hắn xoay mấy vòng, kéo hắn sang một bên. Sắc mặt Vân Hạc nhất thời đỏ bừng, há miệng kêu lớn. Nương nương, ngươi đây là có ý gì? Ta muốn đường đường chính chính giết chết hắn, chiếm lấy Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Ta giết chết hắn cũng là báo thù cho ngươi a, đừng kéo lỗ tai ta nữa. Ta đã trưởng thành rồi, ngươi cứ luôn kéo lỗ tai ta. Cát Tường Phi đánh một cái vào sau gáy hắn, lớn giọng khiển trách. Đại bá ta chỉ có một tên độc đinh ngươi, nếu ngươi bị hắn đánh chết, ta cũng không thể thay ngươi báo thù được. Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đợi một lát ngươi sẽ biết rõ tỉ tỉ chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Vân Hạc cực kỳ phẫn nộ, không ngừng hét lớn. Có nhiều tiền bối và cùng thế hệ ở nơi này như vậy, ngươi lại kéo lỗ tai ta như thế, ta làm sao còn mặt mũi gì nữa. Lại nói, nam tử là phải thị huyết sát lục. Cát Tường Phi vặn xoắn lỗ tai của hắn, lại tay đấm chân đá một trận. Vân Hạc đầy mặt đều là máu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, nhìn về phía Trung Nhạc, ngữ khí tức giận nói. Ma La, ta cũng không phải là sợ ngươi. Chẳng qua đường tỷ ta để ta tha cho ngươi một mạng mà thôi. Trung Nhạc gật đầu một cái, khách khí nói. Đa tạ rồi, chương 394. Không cần tạ ơn. Vân Hạc hầm hừ nói, khuôn mặt anh Tuấn sưng lên giống như đầu heo. Nam nữ của Cát Tường Thánh Tộc đều giỏi về ca múa, sức chiến đấu lại không tính mạnh mẽ, nhưng vóc người và tướng mạo có thể nói là đỉnh cao số 1 số 2 trong bát bộ thánh tộc. Trung Nhạc nhìn về phía Diêm Ma Nguyệt Pha, mỉm cười hỏi. Diêm Ma Sư Huynh, ngươi dự định quyết đấu ở nơi nào? Diêm Ma Nguyệt Pha cười hắc hắc, nói. Đám gia hỏa này đã chiếm địa thế của Hắc Tuyền Quan, cho rằng chính mình chiếm được tiện nghi, có thể đánh chết ngươi. Nhưng lại không biết ta muốn ra tay căn bản không cần phải ra ngoài. Ma La, ta chính là giết chết ngươi ở trong này. Thiên Ma Phi, La Độ La, ta đánh chết Ma La ở nơi này, đánh hư đồ đạc của Thiên Hương Lầu các ngươi, La Sát Tộc các ngươi sẽ không trách tội chứ. La Độ La cười ha hả, nói. Diêm Ma Sư Huynh cứ việc yên tâm mà đánh, đánh hư bao nhiêu, La Sát Tộc ta đều có thể tiếp nhận. Cho dù ngươi có hủy luôn Thiên Hương Lầu, ta cũng không nhăn cặp mày một cái. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Ngươi sẽ không đánh hư nổi bất kỳ vật gì cả. Nếu như đánh hư, ta sẽ thay ngươi bồi thường. Toàn thân Diêm Ma Nguyệt Pha dâng trào sát khí, sau đầu ông ông chấn động. Từng đạo quang luân nhao nhao xuất hiện, xung quanh hắn nhất thời giống như quỷ vực vậy. Vô số oan hồn xuất hiện, quấn lấy toàn thân. Chỉ trong một thoáng, nhiệt độ trong Thiên Hương Lầu kịch liệt giảm xuống, quỷ hỏa âm u phiêu động. Một cái hồ lô lớn từ trong bí cảnh nguyên thần của hắn bay ra, kích thước cỡ thân người. Toàn thân cái hồ lô thuần một màu xanh biếc, trên thân phủ đầy các loại hoa văn đồ đằng kỳ dị, hình thành đồ án quỷ thần dây dưa. Cặp mày Tu Hoành Túc khẽ nhếch lên, thấp giọng nói. Trảm hồn hồ lô. Không ngờ tên này thật sự đã luyện ra được. Kiện trảm hồn hồ lô này vừa ra, nhiệt độ không khí nhất thời lại giảm xuống một đoạn. Những cường giả trẻ tuổi khác trong lầu nhao nhao tản ra xa xa. Sắc mặt đám cự bá cũng khẽ động. Cự bá của Diêm Ma Thánh Tộc vuốt râu, cười ha hả, nói. Hải Vương có thể nhìn ra diệu dụng của trảm hồn hồ lô này sao? Hải Vương Sa Kỳ Sơn khẽ gật đầu một cái, khen ngợi. Trong hồ lô ẩn chứa không gian, dùng máu tươi của nhân tộc luyện thành huyết hải, mai táng mấy vạn nhân thi, mấy vạn nhân hồn, cuối cùng luyện ra kiện bảo vật hồ lô này. Mấu chốt nhất trong đó chính là nhân hồn. Hồn phách của nhân tộc bất đồng với hồn phách của những chủng tộc khác, ẩn chứa năng lượng rất kỳ lạ. Bất quá, bản thân hồ lô lại không có bao nhiêu uy năng. Vị Diêm Ma Nguyệt Pha này chỉ sợ là dùng vạn thi vạn hồn của nhân tộc để luyện chế một kiện kỳ binh khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sắc mặt cự bá Diêm Ma Thánh Tộc khẽ động, mỉm cười nói. Nhãn lực Hải Vương quả nhiên vô cùng cay độc, cơ hồ liếc mắt liền nhìn ra ảo diệu của trảm hồn hồ lô rồi. Không sai. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng hồn phách của bọn chúng lại cực kỳ cổ quái,
thân thể của bọn chúng cũng vô cùng bổ dưỡng, là tài liệu tốt để luyện chế bảo vật, quả thật chính là linh đan sống. Hải Vương Sa Kỳ Sơn gật đầu, nói. Trận chiến này, có thể đánh. Ma tộc quả thật là cường giả xuất hiện lớp lớp. Đám tiểu bối này tương lai chỉ sợ, cũng sẽ đạp đám thế hệ trước chúng ta xuống dưới chân rồi. Cự bá Diêm Ma Thánh tộc bật cười ha hả. Diêm Ma Nguyệt Pha quát lớn một tiếng. Chỉ thấy nắp hồ lô kia mở ra, vô số oan hồn từ trong hồ lô bay ra, giống như khói mù đen đặc vậy. Tiếp theo, một thanh đao từ trong hồ lô từ từ bay lên, bị vô số oan hồn quấn lấy. Trảm hồn đao, ma đao chuyên chém nguyên thần, hồn phách và linh. Vì luyện chế thanh ma đao này, ta đã hao tốn không ít tâm tư, giết chết không biết bao nhiêu nhân tộc, bắt lấy hồn và máu của bọn chúng, dùng thi cốt của bọn chúng, mới luyện thành thanh ma đao này. Diêm Ma Nguyệt Pha tay cầm ma đao, cười ha hả, nói. Ta dùng hết toàn bộ gia sản tích lũy mới luyện thành thanh đao này. Thời điểm thanh đao này chưa thành, ta chỉ bài danh thứ 9 trong thập kiện, nhưng đao này vừa thành, bài danh của ta nhất định sẽ đề thăng lên tới thứ 2. Ngay cả Tu Hoành Túc cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Hôm nay, Ma La ngươi chính là vong hồn đầu tiên táng thân dưới đao của ta. Sắc mặt Trung Nhạc nhất thời lạnh lẽo. Dưới thanh ma đao này đã chôn vùi quá nhiều oan hồn nhân tộc, đã chết đi quá nhiều người, khiến cho huyết dịch trong cơ thể hắn vốn đã bình tĩnh trở lại, và lúc này lại một lần nữa bạo phát, một lần nữa chấn động, một lần nữa thiêu đốt. Mái tóc hắn mơ hồ bay lên, từng sợi tóc ở giữa không trung nhẹ nhàng du động tới lui. Hắn đã triệt triệt để động sát ý, Thiên Ma Phi biết rõ lai lịch của hắn, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng nguy rồi. Mà vào lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm khiêu chiến của Tượng Giang. Ma La, ngươi chỉ dám đánh nữ nhân thôi sao? Mau ra đây nhận lấy cái chết. Trung Nhạc xoay người lại, đi về phía bên ngoài Thiên Hương Lâu. Diêm Ma Nguyệt Pha tế khởi trảm hồn đao, chém thẳng về phía sau lưng hắn, cười ha hà, nói. Ma La, ma đao này của ta vừa ra, không thấy máu tuyệt đối không trở về. Ngươi còn muốn đi sao? Ngươi đi được không? Ầm ầm. Đúng lúc này, Trung Nhạc đột nhiên xoay người lại, tất cả lực lượng ầm ầm bạo phát. Bước chân hắn giơ lên, hạ xuống, thân hình bắn nhanh tới, nghênh đón đám đao quang đang phóng tới kia, mạnh mẽ đánh ra một quyền, quyền y bá đạo mênh mang. Toàn bộ Thiên Hương Lầu ầm ầm chấn động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ vậy. Cỗ khí thế kia thảm liệt dị thường, khiến cho tất cả tồn tại trong lầu chỉ nhìn thấy một mảnh thương thiên bích huyết, máu tươi từ trên trời rơi xuống, nhuộm đỏ vạn vật thiên địa. Thình thịch. Trảm hồn đao trong tay Diêm Ma Nguyệt Pha vỡ nát, mà nắm đấm của Trung Nhạc càng lúc càng lớn, một quyền đánh thẳng lên trên người hắn. Diêm Ma Nguyệt Pha lập tức bị nghiền thành thịt nát, nguyên thần vỡ nát. Trung Nhạc thả người nhảy một cái, từ trong Thiên Hương Lầu bay ra, lao thẳng về phía Tượng Giang trên không trung. Lúc này, Tượng Giang vẫn còn đang cao giọng khiêu chiến, trong lúc bất chợt khóe mắt nhảy loạn, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tôn cự nhân 36 trượng từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung, ma nhật thiêu đốt hừng hực, mơ hồ có 9 tôn ma thần đang sừng sững chiều bái. Tới rất tốt. Tượng Giang hô lớn một tiếng, vận khởi toàn bộ lực lượng nghênh đón. Sau một khắc, nhục thân gã cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 6 trong thập kiệt này vỡ nát, hóa thành huyết vụ, vô số mảnh vụn thi thể ào ào từ giữa không trung rơi xuống. Trong huyết vụ, Trung Nhạc cùng với đám thi khối đồng thời rơi xuống, mà ở dưới mặt đất chính là Dạ Ly. Ngay sau đó, một trận chấn động khủng bố từ dưới mặt đất truyền tới, giống như có hai con cự thú đang va chạm, chém giết với nhau vậy. Cỗ chấn động này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thời điểm chấn động biến mất, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng thẳng lên cao, xông thẳng về phía đỉnh tháp cao ở xa xa. Sắc mặt mấy vị cự bá trong Thiên Hương Lầu kịch biến, vội vàng bay ra khỏi Thiên Hương Lầu, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Dạ Ly của Dạ Xoa Thánh Tộc, cao thủ ma tộc trẻ tuổi bài danh thứ 3 trong thập kiệt, toàn bộ thân thể đều đã bị xé nát. Không tốt. Sắc mặt 14 vị cự bá nhất tề đại biến, cự bá Atula tộc vội vàng cao giọng nói. Mau ngăn cản hắn, chương 395. Đứng sừng sững trên đỉnh tòa tháp cao kia chính là Tư Đồ Không. Hắn chỉ cảm thấy một trận ác phong ập tới, người còn chưa tới, gió đã tới trước. Gió bị ép thành một bức tường, hung hăng lao thẳng về phía hắn. Trong lòng hắn không khỏi cả kinh, giơ tay lên đẩy mạnh về phía đạo phong tường đang ập tới trước mặt. Thiên Thánh Thần Chiếu, Đại Nhật Thiên Ma. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời thôi động hai đại tuyệt học của Atula Thánh Tộc. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Trung Nhạc liên tục giết chết Diêm Ma Nguyệt Pha, Tượng Giang, Dạ Ly, tốc độ xuất thủ cực nhanh, khiến cho đám cự bá đều không kịp ngăn trở. Chỉ trong mấy cái hô hấp, ba gã cường giả đan nguyên cảnh đã bị đánh chết. Nhất là Dạ Ly, bài danh thứ 3 trong thập kiệt.
thực lực bậc này không nói là đạp phá cực hạn đan nguyên cảnh, nhưng cách cực hạn cũng không xa bao nhiêu. Nhưng kết quả lại bị mạnh mẽ đánh chết như vậy, thời gian chiến đấu trước sau ngay cả một cái hô hấp cũng không tới. Từ lúc Trung Nhạc đánh chết Diêm Ma Nguyệt Pha tới lúc cự bá A-tu-la tộc, mở miệng hô lớn, cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Cao thủ quyết đấu, nếu thực lực song phương không chênh lệch bao nhiêu, như vậy thời gian chiến đấu sẽ dài tới đáng sợ, có thể duy trì liên tục mấy ngày, thậm chí mấy tháng trời. Thậm chí nếu là thần ma giao chiến trong truyền thuyết, một phương phải mất thời gian mấy trăm năm mới có thể đánh chết đối phương. Nếu thực lực song phương chênh lệch rất lớn, vậy chiến đấu sẽ kết thúc cực nhanh. Ví dụ như tình hình trước mắt này, chính là kết quả do thực lực song phương chênh lệch quá lớn tạo thành. Chênh lệch giữa bọn họ với Trung Nhạc chính là quá lớn. Mỗi một phương diện của Trung Nhạc cơ hồ đều đã đạt tới tận cùng. Thân thể hắn được bất diệt chi thân và thánh dược liên hoa nuôi dưỡng, huyết mạch thức tỉnh, nhục thân cực mạnh, tuyệt đối không thua kém bất luận thần tộc gì. Cho dù so với tông sư võ đạo cũng không thua kém bao nhiêu. Tinh thần lực của hắn cũng cường đại chưa từng có, nguyên thần càng luyện tới chiều cao 36 trượng, so với nguyên thần của luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, tầm thường còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Hắn lại còn tu luyện qua hóa sinh huyền công, tam định nguyên đan, tam phân nguyên thần. Hơn nữa đã sơ bộ thống hợp quy nhất tất cả công pháp của chính mình, tu thành thần ma thái cực đồ của chính mình. Đám người Dạ Ly, Tượng Giang mặc dù đều là tồn tại siêu quần bạt tụy nhất trong thế hệ thanh niên ma tộc, mỗi một người ở trong chủng tộc của chính mình, trong cùng cảnh giới có thể nói đều là cường giả số 1 số 2. Nhưng so với một kẻ mà mỗi một phương diện đều tu luyện tới cực hạn như hắn, vẫn là kém hơn rất nhiều. Cường giả va chạm, chỉ một chút sơ hở cũng đủ để mất mạng. Huống chi bọn họ ở trong mắt của Trung Nhạc, toàn thân đều là sơ hở chết người. Ầm. Bàn tay Tư Đồ Không vừa mới va chạm với phong tường, liền cảm thấy chính mình tựa hồ là không phải ở trong gió, mà phẳng phất như là đang ở trong hồng lưu cương thiết vô cùng đặc sệt. Áp lực của phong tường khiến cho hắn cơ hồ không thể đứng vững trên đỉnh tháp cao. Mà đúng lúc này, trên đỉnh tháp đột nhiên có thêm một đạo thân ảnh, cùng với hắn đồng thời giơ tay lên, mạnh mẽ đón đỡ Trung Nhạc đang nhào tới kia. Hai tiếng ong ong nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy hai gã luyện khí sĩ trên đỉnh tháp nhất tề tế khởi nguyên đan của chính mình, năm luân sau đầu nhất tề chuyển động, hai khỏa nguyên đan phiêu diêu bất định trong phong tường. Hai người nhất tề hiện ra ba khuôn mặt bốn cánh tay. Bên cạnh Tư Đồ Không là một nàng nữ tử lụa mỏng che mặt, hai tay mạnh mẽ đón đỡ song trưởng đang công tới của Trung Nhạc. Cặp cánh tay còn lại thì thiên biến vạn hóa, bạo phát ra các loại thần thông. Pháp lực Trung Nhạc ngập trời oanh tới, 12 bàn tay hung hăng va chạm với nhau. Hai người trên đỉnh tháp nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời thổ huyết. Tấm lụa mỏng phiêu tán, lộ ra dung nhan xinh đẹp của thánh nữ phi. Nữ tử này đột nhiên thấp giọng nói bên tai Trung Nhạc. Sư huynh thủ hạ lưu tình. Ta biết rõ chân tướng của ngươi, vẫn không nói ra. Trung Nhạc thu tay lại, ầm một tiếng rơi xuống trên đỉnh tháp, đứng chung một chỗ với Tư Đồ Không và thánh nữ phi. Sắc mặt Tư Đồ Không tái nhợt, bốn cánh tay không ngừng run rẩy, không thể nhấc lên nổi. Đúng lúc này, chỉ thấy một đầu tóc đen của Trung Nhạc tăng vọt, giống như thác nước phiêu động giữa không trung. Vô số sợi tóc cực nhanh lan tràn về phía thành lâu cách nơi này hơn mười mấy dặm, từng sợi tóc sắc nén như kiếm. Diêm La Khang đang đứng, trên thành lâu chỉ thấy vô số đạo kiếm vũ màu đen ngập trời bay lả tả phóng tới, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Đám sợi tóc nhiều vô số kể kia công kích thẳng về phía hắn, giống như từng đạo tơ kiếm, bị luyện tới mức sắc bén kinh người giống như hồn binh vậy. Hơn nữa mỗi một sợi tóc đều thi triển ra chiêu thức bất đồng, rành mạch phân minh, dày đặc mà không loạn. Diêm La Khang nhất thời đối diện, với thế công cuồng bạo nhất từ lúc chào đời cho tới nay. Trong nháy mắt đã có không biết bao nhiêu đạo công kích phóng thẳng về phía hắn. Ma La công tử, dừng tay. Mấy vị cự bá cùng nhau bay tới, cao giọng quát lớn. Cự bá Diêm La thánh tộc lập tức xuất thủ. Hắn cũng không công kích về phía Trung Nhạc, mà là chụp về phía Diêm La Khang. Hắn cũng lo lắng sẽ kinh động tới tồn tại sau lưng Trung Nhạc, mang tới cho chính mình tai ương ngập đầu, cho nên không dám công kích Trung Nhạc, mà dự định lôi Diêm La Khang sang một bên, tránh cho hắn mất mạng dưới công kích bằng mái tóc của Trung Nhạc. Vô số sợi tóc bị pháp lực của vị cự bá này chấn động, từng sợi tóc mềm nhũn rơi xuống, không có chút uy lực. Trung Nhạc nhẹ nhàng hất đầu một cái, chỉ thấy mái tóc dài tới hơn 10 dặm nhanh chóng rút ngắn lại, trong khoảnh khắc mái tóc đen dài cực kỳ, đáng sợ kia đã rút về lại độ dài bình thường. Nhẹ nhàng phiêu động trên đầu vai hắn. Tư Đồ Không có thể rõ ràng nhìn thấy trên rất nhiều sợi tóc của hắn còn lưu lại từng khỏa huyết châu. Mà trên thành lâu Hắc Tuyển Quan, trên dưới toàn thân Diêm La Khang bị vô số sợi tóc xuyên thấu, biến thành một gã huyết nhân. Khắp nơi trên người đều là từng cái lỗ máu, thậm chí ngay cả đại não cũng bị vô số sợi tóc xuyên thấu.
Cũng may vị cự bá Diêm La thánh tộc kia cứu viện kịp lúc, mái tóc Trung Nhạc còn chưa kịp cắt nát đầu lâu hắn. Bằng không, cho dù là cự bá cũng không cứu nổi hắn. Cho dù là vậy, hắn vẫn là bị trọng thương, toàn thân thẳng tắp ngã xuống. Vị cự bá kia vội vàng thoa các loại linh cao lên trên người hắn, tránh cho thương thế hắn phát tác mà chết. Tư Đồ không ngơ ngác nhìn một màn này, không khỏi dùng mình một cái, âm thầm cảm kích thánh nữ phi. Mà trên Thiên Hương lầu, Vân Hạc bị đánh tới mặt mũi bầm dập đang đứng bên cạnh các tường phi, nhất thời trừng mắt cứng lưỡi nhìn một màn này, đột nhiên liên tục dùng mình mấy cái, có một loại cảm giác vừa mới lượm về một mạng. Đường tỷ, ngươi đánh ta thật quá tốt a. Vân Hạc lẩm bẩm nói. Mà La Độ La ở cách đó không xa cũng có một loại cảm giác lượm về một mạng, trong lòng âm thầm nghĩ lại mà sợ. Khi đó hắn không ngừng khiêu khích Trung Nhạc, bị Trung Nhạc đánh chết tọa kỵ bạch sư tử, trong lòng hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Tới bây giờ hắn mới biết Trung Nhạc vẫn là nhìn tại phân thượng muội muội Thiên Ma Phi, mà hạ thủ lưu tình. Nếu Trung Nhạc không lưu tình, chính mình tuyệt đối có kết cục giống như đám người Tượng Giang vậy. Mà sắc mặt Tu Hoành Túc thì âm tình bất định, khí tức phập phồng, khó có thể bình tĩnh trở lại. Tu La đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Hoành Túc, một lát ngươi vẫn là nhận thua thì tốt hơn. Thực lực của hắn đã đạt tới cực hạn, hơn nữa còn đã đột phá cực hạn, là thuộc về tồn tại có thể đăng lâm thần ma. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tu Hoành Túc mạnh mẽ siết chặt nắm tay, trầm mặc không nói lời nào. Mà cách đó không xa, sắc mặt Ma Hậu Nương Nương cũng khẽ biến, trầm ngâm không nói gì, trong lòng thầm nghĩ. Ma Thánh, ngươi rốt cuộc đã gặp phải đối thủ. Trên đỉnh tháp cao, Trung Nhạc liếc nhìn thánh nữ phi bên cạnh, lộ ra thần sắc dò hỏi. Trên ba khuôn mặt thánh nữ phi, từng con mắt đột nhiên sáp nhập lại, sáu con mắt dung hợp lại một chỗ, hóa thành một con thụ nhãn tại mi tâm. Thụ nhãn mở ra, bên trong có vô số văn lộ đồ đằng huyền diệu không ngừng tới lui tuần tra. Atula thần đồng. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Thánh nữ phi khẽ gật đầu một cái, tản đi Atula thần đồng, thấp giọng nói. Lúc ngươi đối kháng một trưởng với trưởng lão đồ cương, đã bị ta nhìn thấu. Trong lòng Trung Nhạc chấn động, hỏi. Ngoại trừ ngươi ra, trong Atula thánh tộc các ngươi còn có bao nhiêu luyện khí sĩ, có được Atula thần đồng, chương 396. Thánh nữ phi nhẹ giọng nói. Chỉ có một mình ta. Trong lòng Trung Nhạc lập tức lóe lên sát niệm. Tư Đồ không nhất thời rợn cả tóc gáy, vội vàng bảo hộ trước người thánh nữ phi, bộ dáng như lâm đại địch. Cự bá Atula tộc cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Hai người cách nhau gần như vậy, nếu Trung Nhạc đột nhiên thống hạ sát thủ, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không kịp xuất thủ cứu viện. Trung Nhạc khẽ giật mình một cái, sát niệm trong lòng đột nhiên tiêu tán, khom người cười nói. Khiến cho thánh nữ kinh hãi rồi. Đa tạ thánh nữ. Thánh nữ phi đẩy Tư Đồ không ra, khom người hoàn lễ, ôn nhu nói. Sao công tử không thống hạ sát thủ, đoạn tuyệt hậu hoạn? Trung Nhạc thản nhiên nói. Vừa rồi ta quả thật muốn giết thánh nữ. Nhưng trong lúc bất chợt lại nghĩ tới, nếu ngươi quả thật muốn hại ta, từ lâu đã có thể lấy tính mạng của ta rồi. Ngươi đối với ta có ân, nếu ta lại hạ thủ với ngươi, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Lúc trước ta gây tổn thương cho thánh nữ, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Thánh nữ phi bình thản nói. Là ta bức ngươi xuất thủ, lúc này mới bị ngươi gây thương tích, không nên tự trách. Trong lòng Trung Nhạc vạn phần hiếu kỳ. Nữ tử này thủy chung vẫn là một bộ vô cùng thản nhiên, rất khó nhìn thấy nàng giật mình hoặc là phẫn nộ. Chỉ có lần trước sau khi bị chính mình đánh bại, lúc này mới có bộ dáng tràn ngập nộ khí. Khó trách chúng nữ Thiên Ma Phi, Cát Tường Phi đối với nàng cực kỳ khó chịu. Bộ dáng thánh nữ phi lúc nào cũng thản nhiên như vậy, thực lực lại gần với ma hậu. Sau khi đánh bại đám chư nữ các nàng vẫn là thản nhiên như vậy, quả thật có thể khiến cho các nàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Trung Nhạc cất bước quay trở về Thiên Hương lầu. Bầu không khí trong lầu cực kỳ ngưng trọng. Trung Nhạc từ từ tiến vào. Lúc đi ngang qua bên cạnh Tu La, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương một cái, sau đó tiến về phía trước, bình thản ngồi xuống. Khí tức Tu Hoành Túc đột nhiên bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói. Ma La, ta đợi ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sẽ nhất quyết cao thấp một trận với ta. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Không cần. Có cự bá Tu La thánh tộc ở đây, cho dù ta muốn giết ngươi cũng không có khả năng rồi. Cần gì phải làm điều thừa thải như vậy? Lúc này, thánh nữ phi cũng tiến vào Thiên Hương lầu. Nữ tử này vẫn là dùng lụa mỏng che mặt, bộ dáng vô cùng văn tĩnh. Ma hậu nương nương mỉm cười, nói. Hóa ra thánh nữ phi đã tới. Mời ngồi. Nhưng thánh nữ phi cũng không ngồi xuống bên cạnh nàng, mà là ngồi xuống bên cạnh Trung Nhạc. Sắc mặt ma hậu nương nương cứng đờ một chút, sau đó lắc đầu cười nói. Nha đầu ngốc.
Trong lòng Trung Nhạc cũng cảm thấy nghi hoặc, không hiểu sao nữ tử này lại ngồi xuống bên cạnh chính mình như vậy. Thánh nữ phi vừa mới ngồi xuống, Thiên Ma phi cũng lập tức ngồi xuống, chen vào bên cạnh Trung Nhạc, mà Cát Tường phi cũng ngồi xuống, hai nữ kẹp lấy thánh nữ phi vào giữa. Ngươi lại muốn cướp đồ vật của chúng ta sao? Thiên Ma phi nghiến răng, thấp giọng nói. Thánh nữ phi vẫn bình tĩnh ung dung, không hề lên tiếng. Hai nữ hận tới mức hàm răng ngứa ngáy, Cát Tường phi thấp giọng nói. Nữ nhân phóng đãng, có thời gian lại tới đánh một trận. Thánh nữ phi nhấp nháy hai mắt, cực kỳ nghiêm túc nói. Cần gì phải như vậy? Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hai nữ tức tới mức cơ hồ phát điên. Trung Nhạc có chút dở khóc dở cười, chỉ đành làm bộ như không hề nghe thấy. Lúc này, từng vị cự bá cũng quay trở lại Thiên Hương Lầu. Ba vị cự bá của ba đại thánh tộc Dạ Xoa, Thiên Tượng, Diêm Ma đều là sát khí đằng đằng. Sắc mặt cự bá Diêm La thánh tộc cũng cực kỳ không dễ nhìn. Bất quá, bốn vị cự bá này đều không nói một lời, hiển nhiên là kiêng kỵ tồn tại sau lưng Trung Nhạc, không dám hạ thủ với hắn. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nhìn về phía Ma Hậu, mỉm cười nói. Hiện tại nương nương đã có thể thu lại Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh rồi a. Trong lòng đám cường giả nhất tề chấn động một cái, lại nhao nhao nhìn về phía Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh. Trong lòng Ma Hậu nương nương khẽ động, nhất thời biết rõ ý tứ của Trung Nhạc. Để nàng thu hồi Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, vậy tiêu điểm của tất cả cường giả ở đây sẽ liền chuyển sang trên người nàng. Bọn họ không dám đụng tới Trung Nhạc, nhưng không có nghĩa là không dám đụng tới nàng. Nàng là chính thê của ma thánh, ở trước mặt ma tộc thiên hạ cũng không dám động tới nàng, nhưng chỉ cần che mặt lại, bọn họ tuyệt đối là dám hạ thủ với nàng. Sa Kỳ Sơn chợt cười hắc hắc một tiếng, nói. Các vị đều muốn lấy được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, lại đều không muốn lưng đeo tiếng xấu, vậy hãy để cho ta tới lấy quyển ma thư này a. Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến nhanh về phía Ma Hậu. Ma Hậu nương nương đột nhiên cười khúc khích, vươn tay phất một cái, quyển Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh kia nhất thời bùng cháy, chớp mắt đã hóa thành tro tàn. Cuối cùng Ma Hậu mỉm cười nói. Hải Vương cần gì phải bức bách một tiểu nữ tử như vậy, hôm nay, ngoại trừ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh ra, thiếp thân còn có một thiên đại phú quý, muốn tặng cho mấy vị đây, chương 397. Nàng cũng không tự xưng mình là bổn cung. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều là cường giả. Ngoại trừ 8 vị cự bá của bát bộ thánh tộc ra, còn có 5 vị cự bá của long tộc, nhất là Hải Vương Sa Kỳ Sơn lại càng là vô pháp vô thiên. Ở trước mặt hắn tự xưng là bổn cung, chọc giận tôn Hải Vương này, sợ rằng Sa Kỳ Sơn tuyệt đối sẽ mặc kệ nàng có phải là chính thê của ma thánh hay không, cũng xuất thủ giết chết nàng. Ma tộc bởi vì ma thánh sẽ không tùy tiện động nàng, nhưng Hải Vương lại là hải tộc, bộ dáng bên ngoài đã dữ tợn, mà nội tâm lại càng hung ác hung tàn, thị huyết thành tính. Sa Kỳ Sơn có thực lực giết nàng, cũng có can đảm giết nàng. Thiên đại phú quý, lẽ nào nàng là muốn nói? Thần sắc Trung Nhạc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía đạo hắc tuyền vờn quanh hắc tuyền quan giữa không trung kia. Mà gã nam tử tu la kia cũng lâm vào suy tư, ánh mắt cũng rơi xuống trên hắc tuyền. Trung Nhạc lòng có cảm giác, nhìn về phía hắn. Lúc này, tu la cũng đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giao thoa, ngay sau đó tách ra. Tâm tư Trung Nhạc chuyển động. Trong lòng thầm nghĩ, tên Tu La này hẳn là có cùng ý nghĩ với ta a, cái tên này không phải là người hầu của Hải Vương Sa Kỳ Sơn đơn giản như vậy, nhất định là có lai lịch lớn. Hắn rốt cuộc có phải là hóa thân của Phong Vô Kỵ hay không? Phong Vô Kỵ ở trong ma tộc, hẳn là chưa có khả năng thần thông quảng đại như vậy a. Hải Vương nhìn thấy Ma Hậu nương nương thiêu hủy Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, trong lòng cực kỳ nổi giận, chợt nghe nàng đổi xưng hô thành thiếp thân. Lại nói là có thiên đại phú quý, lập tức dừng lại, cười hắc hắc, hỏi. Là thiên đại phú quý gì? Nếu không thể khiến cho ta hài lòng, tiểu cô nương, người vị ma hậu nương nương này cũng chỉ có thể kiếp sau tới làm rồi. Đương nhiên, nếu ngươi còn có kiếp sau mới được. Xin hỏi nương nương, cái thiên đại phú quý mà ngươi nói này là cái gì? Cự bá Atula tộc nhịn không được, mở miệng dò hỏi. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh hoàn chỉnh quả thật khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng tiếc, bất quá nghe ý tứ của ma hậu. Thiên đại phú quý này còn hơn xa Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh rất nhiều, khiến cho đám lão quái vật bọn họ cũng không khỏi không động tâm. Ma hậu nương nương cười tủm tỉm, nói. Mấy vị có biết lai lịch của phu quân ta không? Mấy vị cự bá liếc nhìn nhau một cái, nhào nhào lắc đầu. Đám thế hệ thanh niên bọn tu hoành túc, mặc dù đều biết ma thánh được bát bộ thánh tộc tôn làm thánh, là tồn tại cấp ma tổ, nhưng bọn họ cũng đều không biết lai lịch của ma thánh. Căn cứ theo truyền thuyết, ma thánh chính là đắc đạo tại Hắc Tuyền Quan, danh chấn thiên hạ, nhất thống bát hoang. Hắn dùng thủ đoạn thiết huyết vững vàng trưởng khống bát hoang trong tay, xử tử bất luận kẻ phản kháng nào.
Về sau, trước khi ma thánh chết lại quay trở về Hắc Tuyền Quan, cuối cùng tọa hóa ở chỗ này. Sau khi hắn chết, lúc này bát bộ thánh tộc mới có thể quật khởi. Lúc đó, những tồn tại cường đại nhất trong bát bộ thánh tộc đào thi thể của ma thánh lên, mỗi người nghiên cứu tìm hiểu, lĩnh ngộ ra 8 quyển thiên thánh thần chiếu kinh. Lúc đó cũng từng xảy ra một trận huyết chiến, đánh tới mức long trời lở đất, chính vì để tranh đoạt thi thể của ma thánh. Nguyên nhân của trận ác chiến này là vì kẻ nào cũng không muốn để cho thi thể ma thánh rơi vào trong tay đối phương. Cuối cùng, thi thể của ma thánh đã bị bát bộ thánh tộc đánh nát. Mà linh hồn của ma thánh, cũng tức là nguyên thần của hắn thì bị bát bộ thánh tộc cộng đồng tế tự, xem như là công cụ chiến đấu, lúc cần liền đánh thức, lúc không cần liền để cho hắn ngủ say. Mặc dù linh của ma thánh có địa vị cực cao, nhưng bát bộ thánh tộc đối với hắn cũng đề phòng vạn phần. Lần này bát bộ thánh tộc cũng là cực kỳ đề phòng đối với chuyện tình hắn muốn phục sinh, chỉ là không ngờ hắn đã sớm đoạt xá chuyển sinh. Ma hậu nương nương thản nhiên nói, phu quân ta lập nghiệp ở nơi này, trước khi chết quay trở lại cố thổ. Lần này sau khi phục sinh lại xuất hiện ở nơi này, lẽ nào các vị không cảm thấy kỳ quái sao? Thật không dám giấu giếm, sở dĩ phu quân ta nhớ mãi không quên đối với Hắc Tuyền Quan này, đều là vì một thân bản lĩnh của hắn đều là đạt được từ Hắc Tuyền Quan. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của hắn chính là tìm hiểu đạt được từ trong Hắc Tuyền Quan. Đây cũng là nguyên nhân chân chính hắn nhiều lần quay trở lại Hắc Tuyền Quan. Thiên đại phú quý mà hắn muốn tặng cho các vị, cũng là phú quý trong Hắc Tuyền Quan này. Trong Thiên Hương Lầu, sắc mặt toàn bộ cường giả không khỏi khẽ động. Sớm đã có tiền bối ma tộc suy đoán, một thân bản lĩnh của ma thánh chính là đến từ Hắc Tuyền Quan. Nhưng trước đây các đời đều có cự đầu, cự bá tới thăm dò Hắc Tuyền Quan, thậm chí lịch đại ma thần cũng đều tới đây thăm dò, nhưng toàn bộ đều không thăm dò ra bí mật gì cả. Dòng Hắc Tuyền của Hắc Tuyền Quan này là do một đám văn lộ đồ đằng vỡ nát ới mức không thể lại vỡ nữa cấu thành. Sơn thể hẳn là do cái đầu của tiên thiên ma thần biến thành, ngay cả tinh thần lực cũng không thể thăm dò được ảo diệu bên trong. Mà đá núi thì lại không thể cắt xuống được, cũng không thể bị luyện hóa, chỉ có thể ngồi nhìn ngọn thánh sơn này mà không đạt được bất cứ thứ gì. Bát bộ thánh tộc đối với Hắc Tuyền Quan trên cơ bản cũng sớm đã từ bỏ, mà hiện tại không ngờ ma hậu nương nương lại nói ma thánh nhận được chỗ tốt to lớn từ trong đó, hơn nữa còn dự định chia sẻ chỗ tốt này. Làm sao có thể không khiến cho sắc mặt bọn họ khẽ động. Trung Nhạc khẽ nhíu mày. Ma thánh nhận được ảo diệu của Hắc Tuyền Quan, sao lại chịu chia sẻ chỗ tốt này cho mọi người, để cho các tộc đều nhận được những chỗ tốt mà hắn nhận được. Ma tộc tựa hồ không phải là loại chủng tộc làm chuyện lợi người không lợi mình như vậy a. Trong lòng đám cường giả ma tộc còn lại cũng có loại nghi hoặc này. Long tộc Ngũ Lão cũng khẽ nhíu mày một cái. Ma thánh hành xử như vậy, sợ rằng có tính toán riêng của hắn. So với đám cự bá ma tộc này, Long tộc Ngũ Lão bọn họ đều là người ngoài, kể cả Sa Kỳ Sơn cũng là ngoại tộc. Không ngờ ma thánh lại muốn chia sẻ loại phú quý bậc này với đám ngoại tộc bọn họ. Cái này quả thật vô cùng kỳ quái. Bất quá, bí mật của Hắc Tuyền Quan, cái này tuyệt đối có lực hấp dẫn đủ lớn, khiến cho bọn họ mặc dù biết rõ trong này có mờ ám, cũng không khỏi há miệng cắn lấy cái mồi nhử này. Ma thánh tìm hiểu ra huyền bí của Hắc Tuyền Quan, lĩnh ngộ được Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh liền đủ để xưng thánh. Nếu bọn họ cũng lĩnh ngộ ra ảo diệu trong đó, lại sẽ đạt được thành tựu như thế nào? Ma hậu nương nương mỉm cười nói. Cái phú quý này đủ lớn, đầy đủ vượt qua Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh rồi chứ. Hiện tại, phu quân ta cũng đang ở trong nội bộ Hắc Tuyền Quan. Phu quân ta muốn mời các vị cùng tiến vào trong đó, đạt được ảo diệu của tiên thiên ma thần. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi thầm khen. Khó trách nữ tử này có thể trở thành ma hậu. Chỉ một lời nói này đã đủ để tác động tâm thần đám cường giả này. Đôi câu vài lời đã khiến cho chính mình chuyển nguy thành an, trái lại dẫn dụ đám cường giả này vào trong kế hoạch của chính mình. 8 nàng ma phi của ma thánh mỗi người một vẻ, nhưng so với nàng đều thua kém hơn một bậc, là một nữ tử không tầm thường. Bất quá, ma thánh nói bí mật này ra, mục đích thật sự của hắn rốt cuộc là cái gì? Cái này cần phải nghiền ngẫm một chút rồi. 8 vị cự bá bát bộ thánh tộc cực kỳ khách khi nói. Vẫn xin ma hậu nương nương công khai. Ma hậu đứng dậy, nghi thái vạn phương. Mỉm cười nói, xin mời các vị đi theo ta. Đám người nhao nhao đứng dậy, ma hậu nương nương dẫn theo các nàng ma phi, đi ra Thiên Hương Lầu, nhàn nhạt nói. Năm xưa lúc phu quân ta còn chưa lập nghiệp, ở nơi này trong lúc vô tình đã phát hiện ra một thiên đại bí mật. Linh của tôn tiên thiên ma thần này vẫn chưa triệt để tiêu tán. Tàn linh của hắn đã tạo thành một phiến không gian bí cảnh. Mấy vị cường giả nhao nhao theo nàng đi tới ngoài thành, vừa nghe nàng nói vậy, trong lòng nhất tề chấn động một cái. Linh của tiên thiên ma thần vẫn chưa tiêu tán. Lẽ nào tiên thiên ma thần sẽ phục sinh sao? Chương 398. Ma thánh đã tìm được phiến không gian bí cảnh này,
nhận được truyền thừa của Tiên Thiên Ma Thần sao? Truyền thừa của Tôn Thiên Ma này nhất định là vô cùng đáng sợ a. Chỉ có bản thân Trung Nhạc lại biết, mặc dù linh của Tôn Tiên Thiên Ma Thần này vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu nữa. Bị Tân Hỏa và kẻ thừa kế tiền nhiệm chém giết, Tôn Tiên Thiên Ma Thần này có thể bảo tồn được tàn linh, cho tới bây giờ đã rất không tệ rồi. Bất quá, Tân Hỏa nói ta đã bị ba tuần nhớ nhung, nếu ta theo bọn họ tiến vào không gian bí cảnh của ba tuần kia, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới rồi sao? Trung Nhạc thoáng suy tư, trong lòng thầm nói. Tân Hỏa, linh của tên ba tuần này có thể sẽ hạ thủ với ta không? Tân Hỏa thoáng có chút suy tư, nói. Ta đoán chừng trong tàn linh của hắn còn lưu lại ký ức cũng không nhiều. Hiện tại hắn chỉ cho rằng ngươi chính là kẻ năm xưa đã giết hắn, khẳng định sẽ hạ thủ với ngươi. Bất quá, hiện tại cả cái đầu của hắn cũng đã hóa đá, nếu không có ai tế tự, uy hiếp đối với ngươi cũng không lớn lắm. Trung Nhạc thoáng yên tâm. Lúc này, Thiên Ma Phi chợt tiến lên phía trước, thấp giọng nói. Ma Thánh dẫn chúng ta tiến vào bí cảnh của Tiên Thiên Ma Thần, nhất định là có mờ ám, không thể không đề phòng. Trung Nhạc gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, ta tự có thủ đoạn. Ma Hậu Nương Nương nở nụ cười ôn nhu, nói. Lúc đó, phu quân ta chính là tiến vào bí cảnh thiên ma này, nhận được không biết bao nhiêu chỗ tốt, từ đó mới có thể lập nghiệp, nhất thống bát hoang. Bí cảnh thiên ma này nằm trong đại não của hắn, ẩn giấu cực sâu. Bọn họ đi tới phía dưới dòng hắc tuyền giữa không trung, chỗ sau đầu ngọn thánh sơn này. Mấy vị cự bá nhao nhao quan sát, chỉ thấy sau đầu thiên ma trụi lùi một mảnh, ngay cả một gốc cây cỏ cũng không hề có. Cự bá Tu La tộc nghi hoặc hỏi. Các đời cự bá đều từng dò xét qua nơi này, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Ma Thánh làm cách nào phát hiện ra bí cảnh, hơn nữa còn tiến vào bí cảnh. Ma Hậu Nương Nương mỉm cười nói. Sở dĩ bọn họ không phát hiện được, là bởi vì bọn họ không cảm ứng được tàn linh của Tiên Thiên Ma Thần. Mà phu quân ta trùng hợp đã câu thông với tàn linh của hắn, lúc đó mới phát hiện tòa bí cảnh này, tiến vào trong đó. Mời mấy vị xem. Nàng lấy ra một tấm phù lục. Chỉ thấy lá phù nhẹ nhàng bành trướng, lớn cỡ một mảnh chiếu, chiều dài 3 trượng, chiều rộng 1 trượng 6, màu vàng xanh giống như hoàng chỉ vậy, trên đó tràn ngập một tầng ma văn huyết hồng sắc, giống như mùi trừ quỷ của các lang băm giang hồ vậy. Đám ma văn huyết hồng sắc này vậy mà tràn ngập một loại uy năng thần ma, huyết sắc vẫn như cũ cực kỳ tiên diễm, tựa hồ có thể từ trên giấy vàng nhỏ xuống huyết châu vậy. Ma thần huyết. Mấy vị cự bá nhao nhao kinh hô. Những văn lộ đồ đằng trên lá phù này lại là dùng máu của ma thần để vẽ ra, chất chứa uy năng kinh thiên động địa. Thậm chí ngay cả những cự bá bọn họ cũng không thể nào chống cự nổi. Đây là phù lục do phu quân ta đời trước lưu lại, chuyên môn dùng để mở ra bí cảnh thiên ma. Các vị không cần quá quan tâm. Ma Hậu Nương Nương dán tấm phù lục lên trên vách núi. Chỉ thấy một tầng huyết sắc bùng phát lên, vách đá núi kia vậy mà đột nhiên mơ hồ biến hóa, đá núi chậm rãi hóa thành huyết nhục, làn da. Thậm chí ngay cả huyết quản cũng trở nên ướt át, khôi phục lại hoạt tính. Nhục thân của Tiên Thiên Ma Thần phảng phất như được lá bùa này nuôi dưỡng, muốn từ trong tử vong sống lại vậy. Sau đó, huyết nhục nhúc nhích, một cái lỗ máu thật lớn chậm rãi xuất hiện ở sau đầu ngọn thánh sơn này. Cái lỗ máu vậy mà kéo dài thẳng vào trong lòng núi. Trên vách tường xung quanh có một tầng huyết nhục bao phủ, huyết quản nhô lên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phần xương đầu trắng hiếu của Tôn Tiên Thiên Ma Thần này. Phần xương đầu lâu này cực kỳ bóng loáng, không biết là đã bị đồ vật gì đâm xuyên. Sau khi Tôn Tiên Thiên Ma Thần này chết đi, huyết nhục bao trùm lên cái động khẩu này, hóa thành đá núi, khó trách bất luận kẻ nào cũng không phát hiện được. Lúc này, huyết nhục từ trạng thái đá núi hồi phục lại, hóa thành huyết nhục, liền khiến cho cái động khẩu này tái hiện thế gian. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa dương dương đắc ý, mỉm cười nói. Nhạc tiểu tử, cái động sau sọ đầu tên ba tuần này chính là do kẻ thừa kế tiền nhiệm đâm ra. Cái đầu lão tiểu tử này bị chọc ra một lỗ thủng như thế, không ngờ lại vẫn không chết, lại chiến đấu thêm một đoạn thời gian nữa, lúc này kẻ thừa kế tiền nhiệm mới có thể chém đầu hắn xuống. Ra đầu Trung Nhạc một trận tê dại, nói. Tân Hỏa, ta cuối cùng vẫn cảm giác được một cỗ dấu hiệu bất tường. Ngươi và kẻ thừa kế tiền nhiệm giày vò hắn tới mức như vậy, bây giờ ta tiến vào không gian bí cảnh tàn linh của hắn, nhất định sẽ bị trả thù. Yên tâm đi. Chỉ là tàn linh của ba tuần mà thôi, không lật lên được bao nhiêu sóng gió đâu. Tân Hỏa an ủi. Trung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Người nói thử xem, cái đầu của hắn có khi nào sẽ từ đá núi biến thành huyết nhục, hồi phục trở lại hay không? Nếu hắn đã có thể vận dụng cái đầu của chính mình, chẳng phải là sẽ có nhục thân rồi sao? Tân Hỏa lắc đầu, nói. Muốn làm vậy cần phải có một nguồn năng lượng lớn tới mức không thể tin nổi,
mà tế phẩm cần thiết cũng nhiều tới vô cùng. Chương 399. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, đảo mắt quan sát bốn phía. Nơi này có 8 vị cự bá của Bát Đại Thánh tộc, cộng thêm Long tộc Ngũ lão cùng với Hải Vương Sa Kỳ Sơn, còn có đông đảo cường giả, cao thủ đan nguyên cảnh to to nhỏ nhỏ nữa. Mấy vị cự bá của Bát Đại Thánh tộc đang dùng tinh thần lực truyền âm, triệu hồi cao thủ trong tộc bọn họ đang ở trong Hắc Tuyền Quan chạy tới đây. Có không ít luyện khí sĩ pháp thiên cảnh, đan nguyên cảnh và linh thể cảnh đang chen chúc chạy tới, nhao nhao đáp xuống sau đầu Thánh Sơn, hành lễ với mấy vị cự bá. Ngoài ra, còn có một đám tán tu ma tộc, tu vi thực lực cũng đều không kém, bọn họ cũng là nghe tiếng mà tới. Số lượng cường giả tụ tập tới nơi này càng lúc càng nhiều. Mỗi cảnh giới đều có chừng mấy trăm gã cường giả, nhân số rất là khả quan. Trung Nhạc đột nhiên nói. Thật nhiều tế phẩm a, Tân Hỏa, đám cường giả này có đủ không? Tân Hỏa lắc đầu, nói. Đám cự bá, cự đầu này đối với tồn tại như tiên thiên ma thần, bậc này cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, không đủ nhét kẻ răng. Còn chưa đủ để cái đầu của tiên thiên ma thần từ đá núi hóa thành huyết nhục. Bất quá, đánh thức tàn linh hẳn cũng đã đủ rồi. Trung Nhạc hút mạnh một hơi lãnh khí, đối với ý tưởng của ma thánh có chút lý giải, lại có chút không hiểu. Ma thánh đồng dạng với ta, cũng là một luyện khí sĩ đan nguyên cảnh. Đan nguyên cảnh có thể nói là nhân vật cấp đường chủ của kiếm môn, đặt ở một số địa phương cũng là một vị cường giả không tầm thường rồi. Nhưng đối với cự đầu, cự bá vậy thì còn xa mới đặt vào trong mắt. Ma thánh có bản lãnh gì, cảm thấy chính mình có thể đối phó đám cự đầu, cự bá này, bắt giữ bọn họ huyết tế cho tàn linh của 3 tuần. Đợi một chút. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, quan sát tấm ma thần huyết phù dán trên vách đá Thánh Sơn kia. Tấm phù lục này là do ma thánh kiếp trước tự mình vẽ ra, dùng tinh huyết của chính mình hóa thành lạc ấn văn lộ đồ đằng, có được uy năng cực kỳ đáng sợ. Tuy nói tinh huyết của ma thần chỉ chiếm một bộ phận nhỏ máu tươi của bản thân, được xưng là máu trong tim, là bộ phận trọng yếu nhất trong huyết mạch. Nhưng năm xưa ma thánh được Bát Đại Thánh tộc cộng đồng tôn làm thánh, xưng thánh trong ma thần, hắn khẳng định có thủ đoạn luyện ra không chỉ một tấm ma thần huyết phù. Ta vẫn là đã xem thường ma thánh rồi. Lão tổ tông của Hiếu Mang thần tộc có thể lấy ra 2 tấm thần phù cấp cho Phong Vô Kỵ, ma thánh tự nhiên cũng có thể lấy ra mấy tấm ma thần huyết phù đối phó đám cự bá này. Xem ra, muốn đối phó ma thánh cũng không phải đơn giản như vậy. Trung Nhạc thở ra một hơi thật dài, trong mắt chớp động tinh quang. Hiện tại liền phải xem kiếm trước hắn đã luyện ra bao nhiêu tấm ma thần huyết phù rồi. Số lượng này hẳn là sẽ không quá nhiều, cho nên đám cự bá này mới là mục tiêu chủ yếu nhất của hắn. Mặc dù biết rõ ma thánh dụng tâm hiểm ác, nhưng hắn vẫn có ý định tiến vào tòa bí cảnh thiên ma này. Mục tiêu chủ yếu của ma thánh là đám cự bá kia, vậy ma thần huyết phù sẽ không dùng trên người hắn rồi. Dù sao Trung Nhạc vẫn chỉ là một gã luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, cần gì vì muốn đối phó hắn mà lãng phí một tấm phù lục chân quý như thế. Chỉ cần không dùng loại huyết phù cường đại quỷ dị như vậy đối phó hắn, vậy hắn cũng không sợ ma thánh chút nào, trái lại còn muốn lĩnh giáo một chút thực lực của vị kiêu hùng này. Nếu ma thánh thành công, vậy ma tộc tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Bất quá, ma thánh cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Mặc kệ mục đích của ma thánh là cái gì, làm suy yếu thực lực của ma tộc thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho ma thánh trưởng thành lên. Lúc này, bên ngoài sơn động máu chảy đầm đìa kia, rất nhiều cường giả đã bắt đầu tiến vào tòa bí cảnh thiên ma này. Ma hậu nương nương nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói. Ma La công tử, xin mời. Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, cất bước tiến vào trong sơn động. Đám người thiên ma phi, Cát Tường phi và Thánh Nữ phi cũng đi theo hai bên hắn, như hình với bóng. Mặc dù Trung Nhạc đã chính miệng nói các nàng có thể tùy tiện rời đi, trả tự do cho các nàng, nhưng đám ma nữ này vẫn như cũ đi theo hắn, khiến cho ma hậu nương nương cũng không khỏi nhíu mày không thôi. Nàng cũng không biết là Cát Tường phi và đám quý nữ kia đều đã bị thiên ma phi, hạ bão thần cổ, cho dù có muốn chạy cũng chạy không xong. Hơn nữa, bản thân Trung Nhạc có một loại mị lực nam tử kỳ lạ, khiến cho các nàng trong lúc bất giác có một loại cảm giác ỷ lại dựa dẫm. Đây là cái mà vị ma thánh chưa từng gặp mặt kia không có được. Về phần Thánh Nữ phi, nữ tử này có chủ kiến cực mạnh, không thể bị người khác ảnh hưởng. Cho dù là ma hậu, cũng không nhìn ra được tâm tư của nàng. Ánh mắt Trung Nhạc đảo qua, chỉ thấy 2 người Tu Hoành Túc và Tu La cũng đều đi theo bên cạnh Hải Vương Sa Kỳ Sơn. Vị cự bá của Tu La tộc cũng đang ở một bên. Gã luyện khí sĩ Tu La tộc trẻ tuổi tên là Tu La này đang cau mày, ánh mắt quan sát bốn phía. Lộ ra bộ dáng vô cùng cẩn thận, hiển nhiên hắn cũng đã có hoài nghi, ánh mắt 2 người va chạm với nhau, Tu La đột nhiên khẽ mỉm cười một cái, nói. Ma La công tử, lúc trước có nhiều mạo phạm, vẫn xin công tử đừng để trong lòng. Tu La nguyện xóa bỏ hiềm khích lúc trước với công tử.
Trung Nhạc mỉm cười đáp lễ, nói. Tu La công tử khách khí rồi. Tu La tách khỏi Sa Kỳ Sơn và vị cự bá Tu La tộc kia, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Công tử nhất định đã nhìn ra cái gì không đúng rồi phải không? Đợi một lát, nếu phát sinh biến cố gì, Tu La nguyện ý liên thủ với công tử. Trung Nhạc từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho tới bây giờ Tu La công tử cũng không chịu nói ra lai lịch chân chính của mình, ta sao dám liên thủ với ngươi được? Ngữ khí Tu La thản nhiên nói. Lai lịch của ta và công tử chính là giống nhau. Nói như vậy, công tử hẳn là minh bạch rồi chứ? Nói xong, hắn liền cất bước đuổi theo đám người Sa Kỳ Sơn, Tu Hoành Túc. Bước chân Trung Nhạc không nhịn được chậm lại một chút, lâm vào suy tư. Lai lịch giống với ta. Lẽ nào hắn thật sự là hóa thân ma đạo mới luyện ra của Phong Vô Kỵ? Nếu hắn thật sự là Phong Vô Kỵ, sao lại chủ động yêu cầu liên thủ với ta? Thiên Ma Phi thấp giọng hỏi. Gã Tu La này làm sao vậy? Trung Nhạc lắc lắc đầu, nói, chương 400. Không có gì. Nơi này hung hiểm vạn phần, sợ rằng sẽ phải đao kiếm gặp nhau với ma thánh. Nếu ngươi quả thật đã ẩn giấu thực lực, vậy sau khi tiến vào nơi này liền không cần ẩn tàng nữa. Trong lòng Thiên Ma Phi chấn động. Trung Nhạc tiến về phía trước, Thiên Ma Phi cùng với chư nữ vội vàng đuổi theo. Bốn vách tường huyết động này cực kỳ bằng phẳng, giống như là bị đồ vật gì cực kỳ bóng loáng đâm thủng vậy. Trên vách động còn mơ hồ hiện ra mặt cắt văn lộ đồ đằng đứt đoạn. Bất quá những văn lộ đồ đằng này quá ít, không nhìn ra được huyền diệu trong đó. Chỉ riêng cái huyết động này đã đủ để cho đám luyện khí sĩ ma tộc kia tán thán liên tục, hai mắt sáng lên rồi. Hơn nữa, bọn họ càng thâm nhập vào trong, dần dần cảm giác được ma khí càng lúc càng nồng đậm hơn, khiến cho toàn bộ đám luyện khí sĩ ma tộc giống như ăn được đại bồ đan vậy, thân thể cực kỳ thư sướng, 108.000 lỗ chân lông đều thư giãn ra, hấp thu ma khí cực kỳ tinh thuần. Đây là ma khí do tinh khí tiên thiên ma thần biến thành. Một vị cự bá vừa mừng vừa sợ, mỉm cười nói. Ma khí nồng đậm như vậy, được tiên thiên ma thần luyện tới tinh thuần như thế. Nếu có thể lưu lại chỗ này tu luyện, sợ rằng tu vi thực lực của bất kỳ một luyện khí sĩ, nào cũng đều có thể đột phá cực hạn trong cùng cảnh giới, trở thành cường giả cực cảnh A. Một vị cự bá khác gật đầu, khen ngợi. Nếu có thể luôn hấp thu ma khí nơi này tu luyện, sợ rằng sẽ không còn tồn tại bất kỳ bình cảnh nào nữa, có thể dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới kế tiếp A. Thật sự là địa phương tốt. Bất quá, Long tộc Ngũ Lão và Sa Kỳ Sơn đều khẽ nhíu mày một cái. Ma khí nơi này quá tinh thuần, quá nồng đậm, mang tới cho bọn họ cảm giác thật không tốt, trong lúc hô hấp giống như là đang hút vào khói độc vậy. Tuy nói không cách nào khiến cho thực lực cự bá bọn họ bậc này bị hao tổn, nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng đối với bọn họ. Mà Trung Nhạc lại cảm giác cực kỳ thư sướng. Thần ma thái cực đồ, do hắn khai sáng ra dung hợp hai loại pháp lực thần ma bất đồng. Pháp lực ma đạo của hắn vốn dĩ không bằng pháp lực thần đạo. Mượn thần ma thái cực đồ có thể chuyển hóa qua lại. Nhưng bởi vì công pháp này chỉ vừa mới sáng tạo ra, tốc độ chuyển hóa rất chậm. Cho tới bây giờ, khí thần ma trong cơ thể hắn vẫn còn chưa cân bằng. Bất quá, mượn ma khí nơi này, hắn ngược lại có thể để cho pháp lực ma đạo trong cơ thể mình nhanh chóng lớn mạnh, để cho thần ma nhị khí trong cơ thể cân bằng. Nơi này là phía trước càng lúc càng rộng lớn hơn. Đám cường giả ma tộc tiến vào bí cảnh thiên ma phía trước nhao nhao dừng bước lại, ngơ ngác ngắm nhìn phía trước. Trung Nhạc dẫn theo chư nữ tiến tới phía trước, cũng không khỏi kinh hãi một trận. Nơi mà bọn họ tiến vào cũng không phải là đại não của ba tuần, mà là tiến vào một phiến không gian khác. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện một màn cảnh tượng ngày tận thế khủng bố. Bầu trời đang băng liệt, đại địa đang nóng chảy. Trên thiên không có thái dương cùng mặt trăng vỡ nát, những khỏa tinh cầu chỉ còn lại có phân nửa. Trên mặt đất còn có từng khỏa tinh cầu rơi rụng, đập thẳng xuống mặt đất, lộ ra phân nửa tinh thể khổng lồ. Khắp nơi trên mặt đất còn lan tràn liệt hỏa thiêu đốt hừng hực nữa. Nơi này còn có từng tòa thần điện cổ lão đổ nát. Vô số cột trụ thật lớn đổ dạp ngổn ngang lộn xộn. Ở địa phương cực xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hắc hà thật lớn lưu động. Đó là một đám văn lộ đồ đằng vỡ nát, xuyên thấu qua thiên khung và đại địa, đột phá ra thiên ngoại. Đó chính là hắc tuyền. Bộ phận hắc tuyền đột phá ra thiên ngoại kia chính là dòng nước suối màu đen bao phủ hắc tuyền quan kia. Đây là một phiến thế giới đang trong quá trình tử vong. Một vị cự bá lẩm bẩm. Nơi này là địa phương nào? Vị tiên thiên ma thần kia trước khi chết, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ma hậu nương nương cất bước tiến về phía trước, mỉm cười nói. Nơi này chính là bí cảnh thiên ma. Là tòa bí cảnh mà tôn tiên thiên ma thần kia trước khi chết đã sáng tạo ra. Phu quân ta đã từng suy đoán,
vị tiên thiên ma thần này trước khi chết muốn sáng tạo ra một cái thế giới, nhằm để bảo tồn linh của chính mình. Bất quá, đối thủ của hắn thật sự quá mạnh, đã chấn vỡ tất cả sinh cơ của hắn, ngay cả linh của hắn cũng bị gạt bỏ, chỉ còn lưu lại một đạo tàn linh. Thời điểm hắn sáng tạo tòa bí cảnh này, tàn dư thần thông mà đối thủ của hắn lưu lại trong cơ thể hắn bạo phát, phá hủy tòa bí cảnh này. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hỏa gật đầu, nói: "Tiểu quỷ ma thánh kia suy đoán cũng đều không sai. Kẻ thừa kế tiền nhiệm quả thật đã chém đứt toàn bộ sinh cơ của hắn, tàn dư thần thông lưu lại trong cơ thể hắn quả thật có thể phá hư hết thảy nỗ lực của hắn. Tình hình phá hư của tòa bí cảnh này, đúng là thủ đoạn của kẻ thừa kế tiền nhiệm." Cự bá của Thiên Tượng Thánh tộc lẩm bẩm: "Trước khi chết, vẫn còn có thể sáng tạo ra một cái thế giới như vậy, đây chính là tạo vật chủ của ma tộc ta a, một tôn tạo vật chủ du ngoạn trong vũ trụ. Quá đáng sợ rồi, là thần của chủng tộc gì lại có thể tạo thành phá hư kinh khủng như vậy, cho một tôn tạo vật chủ của ma tộc ta." Rất nhiều cường giả của ma tộc đều nhao nhao dùng mình một cái. Đây chính là tiên thiên ma thần trời sinh đất dưỡng, là tạo vật chủ có thể sáng tạo ra thiên địa, không ngờ lại bị chém đứt tất cả sinh cơ, ngay cả nỗ lực cuối cùng trước khi chết cũng bị chém đứt như vậy. Sắc mặt Tu La kịch biến, thấp giọng nói: "Một vị tạo vật chủ du ngoạn trong vũ trụ, rốt cuộc đã gặp phải sự tình gì? Thế gian thật sự có chủng tộc cường đại như vậy, có thần cường đại như vậy sao?" Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo vô biên. Một tôn tiên thiên ma thần, cấp bậc tạo vật chủ của ma tộc lại bị kẻ thừa kế Tân Hỏa, tiền nhiệm chém giết như vậy. Nhân tộc chúng ta là cùng một chủng tộc với Phục Hy thần tộc a. Hắn siết chặt hai nắm đấm. Nhân tộc là Phục Hy thần tộc bị phong ấn, là Phục Hy thần tộc mà ngay cả tạo vật chủ đều có thể chém giết. Hắn tiến vào nơi này, có cảm ngộ hoàn toàn bất đồng với những ma tộc khác. Đám ma tộc kia cảm giác sợ hãi, mà hắn lại cảm giác được sự vinh quang do tổ bối mang lại cho hắn. Dấu chân của tổ bối vẫn như cũ lưu lại trong thiên địa, chưa từng bị lau đi. Một ngày nào đó, ta sẽ quét sạch đám bụi mù đang che phủ dấu chân của các tổ tiên tổ bối, để cho vinh quang của Phục Hy thần tộc lại xuất hiện, để cho truyền thừa Tân Hỏa vĩnh thế bất diệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.